Chương 1422, đọ sức trên hội nghị thường vụ. Phu Kiệt là phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Thượng Hải, lại là cán bộ cấp phó giám đốc sở, nắm công tác cụ thể trong cục. Trị an thành phố Thượng Hải rõ như ban ngày, những năm gần đây không xảy ra vụ án gì quá nghiêm trọng. Hơn nữa, thành phố Thượng Hải còn được bầu làm thành thị nhân cư thế giới. Các đồng chí, điều này đã bày ra một sự thật rõ ràng trước mắt. Nếu trị an thành phố Thượng Hải không tốt, sao có thể được bầu làm thành thị nhân cư thế giới? Nên biết rằng bầu chọn thành thị nhân cư tình hình trị an của địa phương chiếm định mức lớn như thế nào. Người thứ hai vốn nên để đồng chí Điền Thiệu Tư lệnh quân phân khu tỉnh thành lên tiếng, tuy nhiên, ông nhìn mọi người một cái, khép hờ hai mắt. Bày tỏ không nhúng tay vào chuyện này. Đồng chí Điền Thiệu trước nay đều như thế, rất ít khi đến dự hội nghị, cho dù có đến, cũng chỉ nghe. Bỏ phiếu trắng xong thì bỏ đi, rất ít khi thấy ông ta ủng hộ ai. Cho nên, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ mà coi như hội nghị thường vụ có thêm một Bồ Tát sống thôi. Thấy Tư lệnh Điền không lên tiếng, trưởng ban thư ký thành ủy Lưu Vũ Tư cười nói. Ha ha, lão Vu, thành phố Thượng Hải tuy nói được bầu thành thị nhân cư, phương diện trị an đương nhiên không cần phải nói rồi. Tuy nhiên, người cầm lái của Cục Công an thành phố Thượng Hải không phải đồng chí Vu Kiệt. Quyền chỉ huy nằm trong tay Cục trưởng Trung Luân. Hơn nữa, bí thư đảng ủy Công an thành phố Thượng Hải và vị trí Cục trưởng Công an cũng không được chồng chéo. Trên thực tế, công việc của thành phố Thượng Hải đương nhiên là nằm dưới gậy chỉ huy của đồng chí Cục trưởng Trung. Phu Kiệt chỉ là hiệp trợ cho Cục trưởng Trung Luân làm tốt công tác trị an thôi. Trong lời nói của Lưu Vũ Tư có ám chỉ, đó là phản bác sự thổi phồng của Vu Tây Dương. Trưởng ban thư ký Lưu, chúng ta đều là những đồng chí lăn lộn từ trong các cục lên. Lẽ nào điểm này mà cũng không rõ sao? Phó cục trưởng thường trực mới là người chấp hành công tác cụ thể ở trong cục. Người cầm lái chỉ huy xuống một chút thôi. Vu Tây Dương bất mãn, cãi lại. Ha ha, bí thư Vu, vậy thì đảng chỉ huy súng hay súng chỉ huy đảng? Tại sao chúng ta lại nói đảng lãnh đạo, chứng tỏ lãnh đạo là quan trọng nhất? Nếu như lãnh đạo sai phương hướng, vậy thì súng cũng bắn lung tung đúng không nào? Vu Kiệt giúp đỡ đồng chí Trung Luân làm việc, lẽ nào đồng chí Vu Kiệt có thể chỉ huy cục trưởng Trung Luân sao? Trưởng ban tuyên giáo Vương Tồn Tư lên tiếng, tuy nói hơi lờ mờ, nhưng những đồng chí ngồi ở đây đều nhìn thấy, ông ta cũng bất mãn với lời nói của Vu Tây Dương. Vương Tồn Tư này trước nay chưa bao giờ cùng Lưu Vũ Tư tiểu trung bô. Hôm nay lẽ nào lại đổi tính, ủng hộ Lưu Vũ Tư? Chính Chu Sâm Mộc cũng hơi bất ngờ liếc mắt nhìn Vương Tồn Tư. Vì Phó Chủ tịch thành phố Chu biết, Vương Tồn Tư này có quan hệ không tệ với Bí thư Đảng quần chúng Trương Lập Chí. Trương Lập Chí cũng chẳng hợp với Đoàn Hải Thiên. Hôm nay đẩy Lưu Vĩ lên ngựa, rõ ràng là Đoàn Hải Thiên tác quái. Vương Tồn Tư kia lẽ nào đã bị Đoàn Hải Thiên làm công tác đả thông tư tưởng? Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, Vương Tồn Tư có lúc đại diện thái độ của nhân vật số 3 Trương Lập Chí. Nếu Trương Lập Chí và Đoàn Hải Thiên hợp lại, thế thì một chủ tịch thành phố như mình rất có khả năng sẽ rơi vào nguy hiểm tạm thời mất quyền lực toàn diện. Cho nên, chuyện này không thể không làm Chu Sâm Mộc chú ý. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Kim Kiện và trưởng ban tổ chức cán bộ Phí Ngọc cũng chưa hé răng, Diệp Phàm nhìn, không thể để sân khấu tẻ nhạt được. Đúng lúc có thể mượn gió đông của Vương Tồn Tư để đẩy Lưu Vĩ lên, vì thế cười nói. Cái này còn phải nói sao, đương nhiên là đảng chỉ huy súng rồi. Có một người dẫn đầu tốt, một lãnh đạo tốt thì có thể biến trăm binh thành ngàn binh. Năm đó Tiền Học Xâm viện sĩ về nước, một vị tướng quân nước Mỹ đã nói. Ông ta có thể chống đỡ được 5 sư đoàn. Từ đó, chúng ta có thể thấy được, tính quan trọng của lãnh đạo. Giờ bàn đến đồng chí Lưu Vĩ đi, đồng chí này kể ra tôi cũng sớm quen biết, lúc tôi ở Ngư Đồng Việt Đông, Thủ tướng có giao cho nhiệm vụ phá thảm án 88. Kể ra chuyện này rất khó, lúc đó ngay cả một chút manh mối cũng không có. Tuy nhiên, may là lần đó về đến Thủy Châu, mọi người chắc vẫn còn nhớ. Tháng 4 năm 1999 ở hồ nước nhỏ của Thủy Châu có xảy ra vụ thảm án, một nhà 4 người chết, người đàn ông tên Mã Văn Tài. Mọi người có thể nói, Thủy Châu xảy ra án mạng có liên quan gì đến thảm án Ngư Đồng Việt Đông? Kỳ thực không phải như vậy. Lúc đó đồng chí Lưu Vĩ phát hiện trên trán vợ chồng Mã Văn Tài hơi lõm xuống. Sau khi nghe anh ta nói tôi mới chú ý, vì, trong thảm án 88 ở Việt Đông, trên trán người chết cũng có đặc trưng này. Đương nhiên,
loại đặc trưng này không rõ rệt, không phải quan sát trong hoàn cảnh đặc biệt và cẩn thận thì khó mà phát hiện ra được. Sau đó bảo cục trưởng Lô đóng băng thi thể, không ngờ lại có người ăn trộm thi thể. Hơn nữa, có người ra tay ép Mã ra phải hỏa táng thi thể. Chuyện này rõ ràng là có vấn đề, lúc đó để mê hoặc đối thủ, Lô Vĩ đã cùng tôi giở chút thủ đoạn. Cái này tôi sẽ không kể tỉ mỉ, nó có liên quan đến cơ mật trinh sát của công an. Thảm án 88 sau khi được phá, lần theo dây tìm quả, Thủy Châu bên này không phải cũng có mấy người xa lưới sao. Vì thế, đồng chí Lô Vĩ không phải cũng được khen ngợi trong vụ thảm án 88 à? Lần khen ngợi này là do đích thân thủ tướng ký tên danh sách. Tôi nghĩ, được thủ tướng khen ngợi anh hùng phá án, vậy thì có gánh nặng nào mà anh ta không gánh được nữa chứ? Đặc biệt là vấn đề trị an. Diệp Phàm dùng một câu phản vấn để tóm lại tình hình. Bí thư Diệp, chuyện này thực sự chúng tôi không hề được nghe nói. Tuy nhiên, khi chỉnh lý tư liệu thực sự là có phát hiện giấy chứng nhận khen thưởng, đúng là có chuyện này. Lúc này trưởng ban Phí Ngọc tiếp lời chứng minh chuyện này. Phó Bí thư Triệu Tử Dung nói. Cái đó chỉ có thể chứng minh đồng chí Lô Vĩ có năng lực phá án, làm bí thư đảng ủy công an tỉnh thành thì phải có năng lực đảm đương toàn diện. Lô Vĩ có khả năng phá án, điểm này chúng ta không cần nghi ngờ, nhưng vị trí bí thư đảng ủy công an không phải là nhỏ. Anh hùng có thể làm anh hùng, nhưng chưa chắc có thể quản lý tốt công tác trị an to lớn này. Nắm được nhiều hay nắm được ít không giống nhau, đây gọi là thuật nghiệp có chuyên tâm nghiên cứu đúng không nào? Ha ha, Lô Vĩ đến Thủy Châu hơn 2 năm. Cục Công an thành phố Thủy Châu người ta cũng quản lý không tệ, hơn nữa, còn lập công được thưởng, điểm này có thể chứng minh được năng lực của anh ta. Lẽ nào Cục Công an thành phố Thủy Châu và Bí thư Đảng ủy Công an thành phố hoàn toàn khác nhau, thuộc hai lĩnh vực khác nhau, hai bên chẳng hề có tính tương thông. Điều này thật buồn cười, chính pháp là quản vấn đề kiểm pháp, họ vốn là cùng một ngành nghề. Bí thư Đảng quần chúng Trương Lập Chí mở miệng, lập trường vô cùng rõ ràng. Phó Chủ tịch thành phố Chu vừa nghe, trái tim nhất thời trùng xuống, sắc mặt tự nhiên cũng khó coi, thằng nhãi này biết đại thế đã mất. Còn Đoàn Hải Thiên, khép hờ nửa mắt trông như một quân sư đang ngồi bình tĩnh trong chướng quân coi náo nhiệt. Hơn nữa, đồng chí lão Đoàn với năng lực của Diệp Phàm đã có những hiểu biết mới. Cảm giác thằng nhãi này đúng là có khiếu làm luật sư. Tài ăn nói đó, được quá đi chứ. Chuyện của Lô Vĩ Đoàn Hải Thiên sẽ thuận thế quyết định luôn. Đương nhiên, Thành ủy Thủy Châu cũng chỉ có chút tác dụng trong việc đề cử, chỉ là đặt nền móng thôi. Cụ thể là ai vẫn là ở tỉnh định đoạt, đó không phải là địa bàn mà Diệp Phàm có thể du thuyết. Các đồng chí không có chuyện gì khác thì tan họp. Đoàn Hải Thiên liếc nhìn mọi người, thản nhiên nói. Bí thư Đoàn, tôi còn một việc quan trọng phải báo cáo với các lãnh đạo ngồi đây một chút. Lúc này, bí thư khu Đông Hồ Vu Tây Dương vội vàng nói. Nói đi. Đoàn Hải Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, hơi không hài lòng. Các vị lãnh đạo đều biết, tòa nhà tổng bộ của tập đoàn truyền thông Giang Nam đã đặt tại khu Đông Hồ chúng tôi. Ủy ban nhân dân khu Đông Hút cũng đã ký hợp đồng với tập đoàn truyền thông Giang Nam, bọn họ cũng đã gửi 1 triệu tiền ký quỹ ở ủy ban nhân dân khu. Còn ủy ban nhân dân khu chúng tôi để có thể giành được hạng mục đặt tòa lầu tổng bộ của truyền thông Giang Nam tại Đông Hồ, cũng phải tốn rất nhiều công sức. Để có được ủng hộ của tập đoàn truyền thông Giang Nam, giai đoạn trước chúng tôi đã trưng dụng đất đai, di rời giải phóng mặt bằng, vấn đề san bằng đất đai thông điện nước cũng đã phải đầu tư vào đó khoản tiền lớn 5-6 triệu rồi. Phu Tây Dương nói đến đây cố ý dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Dĩ nhiên là muốn dẫn dắt ánh mắt của tất cả các đồng chí về phía Diệp Phàm. Lúc này, Phó Chủ tịch thành phố Chu mở miệng nói. Khối thu hút đầu tư của các anh làm việc không tệ. Tập đoàn truyền thông Giang Nam chủ yếu làm về nghiệp vụ quảng cáo truyền hình. Ở Giang Nam này, thậm chí là trong cả nước đều có ảnh hưởng lớn. Đối với việc nâng cao danh tiếng của khu Đông Hồ các anh, cùng với việc thu hút đầu tư đều có tác dụng lớn. Diệp Phàm biết rằng, Phó Chủ tịch thành phố Chu đang tạo thế cho Vu Tây Dương. Sau đó chắc chắn là sẽ gán ghép mình tội cướp thịt trong miệng hổ. Chuyện này, đầu tiên là sẽ cao giọng. Sau đó sẽ nhấn mạnh chỉ trích. Đơn giản là đang chơi trò nhấp nhô cao thấp thôi. Quả nhiên, Phó Chủ tịch thành phố Chu vừa nói xong câu đó. Vu Tây Dương tiếp lời. Nhưng, hôm qua tôi nhận được thông báo của Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Giang Nam Mai Phán Nhi, nói là tòa lầu tổng bộ của họ chuẩn bị thật ở khu kinh tế mới Hồng Liên.
tin tức này thúng là nhí sét thánh ngang tai, chuyện gì chúng tôi cũng làm xong cả rồi, đất giữ lại làm sao đây? Những hộ đã được chuyển đi vẫn cần phải bố trí thỏa đáng. Phải tốn bao nhiêu triệu chứ? Cái tôi muốn nói chính là, một số đồng chí vì lôi kéo khách hàng, đã dùng những thủ đoạn bất chính, làm người khác tới nông nổi này, tôi xin hội nghị thường vụ hãy chủ trì công lý. Bằng không, cục diện rối rắm này ai sẽ phụ trách? Mũi giáo của Vu Tây Dương trực tiếp chĩa vào Diệp Phàm, dĩ nhiên, ánh mắt của toàn thể ủy viên thường vụ đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Lúc này, Phó Bí Thư Triệu Tử Dung nói. Đúng vậy, đầu tư nhiều như vậy mà lại chẳng được gì, miếng ăn đến miệng còn bị người khác dùng thủ đoạn cướp mất, đây đúng là quá đáng, quá đáng. Quá quá đáng. Thằng nhãi này giống như đang nhai văn nuốt chữ, cứ quá đáng mãi. Bí Thư Vu, Tập đoàn Truyền thông Giang Nam đã ký hợp đồng chính thức với các ông chưa? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Ký rồi, nếu không sao lại ký quỹ 1 triệu. Chút kiến thức phổ thông thế này mà một tập đoàn lớn như Truyền thông Giang Nam có thể phạm phải sao? Vu Tây Dương liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hừ giọng nói. Vậy thì tốt, nếu Truyền thông Giang Nam nội ước, các ông có thể kiện họ mà. Đến lúc đó tiền bồi thường hợp đồng chắc chắn kiếm được một khoản lớn, không chừng không dừng lại ở con số 5 triệu đâu. Các ông có tiền rồi, đất đai cũng vẫn là của các ông, một mũi tên bắn 2 con chim cơ mà. Diệp Phàm châm chọc nói. Đồng chí Diệp Phàm, anh có thái độ gì vậy? Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, đều là những thành viên trong bộ máy chủ chốt thuộc khu Thủy Châu. Có chuyện gì có thể bàn bạc cùng nhau giải quyết, phá hoại nhau như vậy thì giống thứ gì chứ? Phó Chủ tịch thành phố Chu vẻ mặt nghiêm túc, hừ nói. Phó Chủ tịch thành phố Chu, ông có hiểu thế nào là cạnh tranh không? Theo tôi biết, Truyền thông Giang Nam và khu Đông Hồ chỉ mới bước đầu ký hợp đồng thôi, chứ chưa chính thức ký hợp đồng. Chương 1423, quân quyền ắt không thể thiếu. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn mọi người, tiếp tục nói. Hơn nữa, người ta 1 triệu cũng chẳng cần, khu Đông Hồ còn muốn người ta thế nào nữa. Địa cầu xoay chuyển, thế đạo đang biến hóa. Người ta có lựa chọn tốt hơn rồi, chúng ta dựa vào cái gì mà ngăn chặn người ta. Làm một so sánh đơn giản nhé, chúng ta đang nhìn một thứ hàng hóa gì đó. Lúc định mua đột nhiên thấy cửa hàng bên cạnh có món hàng tốt hơn. Lẽ nào chúng ta lại đi mua thứ hàng không tốt sao? Trong chuyện này, khu Hồng Liên chúng tôi làm việc quang minh lỗi lạc, chẳng hề dở thủ đoạn. Hơn nữa, tôi còn có chuyện muốn nói. Nếu nói về chuyện thủ đoạn, có một số đồng chí còn lợi hại hơn chúng tôi nhiều. Nghe nói trước đây tòa lầu tổng bộ của Truyền thông Giang Nam vốn đồng chí Cố Nhất Võ đã bàn bạc với Mai Tổng. Tuy nhiên, sau đó không ngờ lại chạy đến Đông Hồ, trong chuyện này, lẽ nào lại không có tồn tại cái gì đó sao? Nếu muốn nói thủ đoạn, thì có đồng chí còn lợi hại hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi ấy à, cũng chỉ là học theo tranh hồ lô thôi. Lời nói của Diệp Phàm chính đáng, vô cùng khí thế. Vu Tây Dương kia mặt nhanh chóng chuyển sang màu gan lợn, hừ nói. Nói đường đường chính chính à, các người quang minh chính đại khi nào chứ? Đừng nghĩ rằng tôi không biết. Mấy ngày trước anh không phải đi Hong Kong à? Có phải là đàm phán với phía đối tác của Truyền thông Giang Nam tập đoàn Kim Bảo Điệp không? Làm cán bộ đảng, làm việc phải đường đường chính chính, tại sao lại làm những chuyện đâm sau lưng người khác vậy? Hơn nữa, còn đâm đồng nghiệp nữa chứ? Đồng chí Tây Dương, tôi hy vọng anh nói chuyện chú ý một chút. Đồng chí Diệp Phàm là lãnh đạo của anh nói chuyện với lãnh đạo vậy à? Còn mánh khóe, từ này là để dùng ở đâu? Đúng là không thể tưởng tượng được. Lúc này, Đoàn Hải Thiên đột nhiên đập bàn, giáo huấn. Giọng điệu nghiêm khắc hơn sơ với Chu Sâm Mộc nhiều, thể hiện rõ đang chống đỡ cho Diệp Phàm, hơn nữa, còn nhấn mạnh Diệp Phàm là lãnh đạo. Xin lỗi Bí Thư Đoàn, Bí Thư Diệp, tôi nhất thời có chút kích động. Vu Tây Dương đỏ mặt xin lỗi. Diệp Phàm là cán bộ cấp giám đốc sở, lại là phó bí thư, Vu Tây Dương là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Trong đảng bộ xếp hạng lót đáy. Kể ra Diệp Phàm cũng là lãnh đạo của Vu Tây Dương, cho nên, đạo lý cấp quan lớn hơn đè chết người đang được thể hiện ở Vu Tây Dương. Bây giờ mới giống nói chuyện đấy. Mọi người đều thuộc Thủy Châu, đều là nên bỏ sức lực xây dựng Thủy Châu. Các anh có thể bỏ sức trong môi trường cạnh tranh công bằng. Chẳng hạn các anh đã làm tốt đất đai rồi, hoàn còn có thể bán đi cơ mà, không phải cũng thu được tiền đầu tư sao? Mảnh đất này chỉ 5 triệu mà cũng không kiếm về nổi sao.
Đoàn Hải Thiên giọng điệu kiên định, chuyện Diệp Phàm làm là công bằng, các ủy viên thường vụ khác chỉ là khán giả. Trong vài ngày, Diệp Phàm vội vàng hỏi thăm. Đi đến chỗ Bí Thư Thiết Thác rồi, chỗ Lô Minh Châu thì Lô Vĩ đã đi. Còn chỗ nhân vật số 1 Nam Phúc Phí Mãn Thiên, Diệp Phàm vẫn chưa tìm được cơ hội đi một chuyến. Thằng nhãi này ngẫm nghĩ một chút, gọi điện cho Phí Nhất Độ, nói. Anh Phí, anh không đến Thủy Châu chơi sao? Tất nhiên là sẽ đến lúc đó sẽ mổ xẻ một bí thư thư anh. Phí Nhất Độ cười nói. Hay là tối nay tôi làm chủ, mời anh đến Thủy Châu chơi một chuyến nhé được không? Diệp Phàm cười nói. Được, tôi lập tức mua vé máy bay đến Thủy Châu. Phí Nhất Độ đoán được ý định của Diệp Phàm, nên nói là làm, 3 giờ chiều đã đến Thủy Châu. Tên kia vừa đến Thủy Châu liền gọi điện thoại, hẹn ăn cơm ở Văn Xương Các. Không lâu sau, công tử bậc nhất Nam Phúc, Phí Hướng Phi lái xe như bay đến. Ngoại trừ Phí Hướng Phi còn có hai cô gái, trong đó một là Chu Tiểu Hồng, chủ tịch công ty xây dựng Nam Hoa Thủy Châu số 1. Nghe nói là cháu gái bên vợ của Phí Mãn Thiên, một cô gái khác tóc uốn, có vẻ còn trẻ, rất xinh đẹp. Phí Hướng Phi là con trai lớn của Phí Mãn Thiên, hiện tại đang đảm nhiệm trung tá phó tham mưu trưởng quân khu tỉnh Nam Phúc. Lần trước khi ở Đức Bình vì vấn đề công trình thôn Đại Vũ, Phí Hướng Phi và Diệp Phàm có chút náo loạn nhỏ nên không thoải mái. Vừa nhìn thấy đồng chí Diệp Phàm đứng một bên, Phí Hướng Phi giả bộ như không thấy, thân thiết nói với Phí Nhất Độ. Đại ca, muốn xuống đây sao không nói sớm, để em chuẩn bị một chút. Anh Diệp nói là muốn mời cơm. Nên tôi xuống đây, ha ha ha. Phí Nhất Độ lôi cả Diệp Phàm vào. Phí Hướng Phi đương nhiên không thể giả bộ hồ đồ nữa, cười nói. Là bí thư Diệp à? Phí công tử, chúng ta từng gặp nhau rồi. Diệp Phàm cười cười, hai người thản nhiên bắt tay xem như chào hỏi. Lúc này, Chu Tiểu Hồng bước đến, cười nói. Bí thư Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi, lần trước gặp là cách đây 2 năm. Bí thư Diệp bận nhiều việc. Chắc đã quên tôi rồi nhỉ? Sao quên được, quên ai chứ chẳng thể nào quên được chủ tịch Chu xinh đẹp đúng không nào? Năm đó xây dựng thôn Đại Vũ đã thiệt thòi cho Chu Tổng rồi. Nếu không phải Chu Tổng đã sắp xếp nhiều máy móc không cần hoàn trả, thì công trình thôn Đại Vũ đâu được nhanh như vậy. Diệp Phàm cũng khen ngợi người phụ nữ này một câu. Quả nhiên, vừa nghe xong câu này, Chu Tiểu Hồng cong mi cười như ánh rơ tanh. Bí thư Diệp nói chuyện ngày càng khéo. Chẳng biết cô bao nhiêu cô nàng chết vì mật ngọt của anh nữa. Làm gì có, tôi từ trước đến giờ rất thành thực. Làm gì biết dùng lời ngon ngọt đi dụ dỗ phụ nữ chứ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, cũng cảm thấy Chu Tiểu Hồng rất đáng yêu. Kỳ thật không thể nói đáng yêu, phải nói là rất biết nói chuyện, làm đàn ông thấy vui vẻ. Vị này là... Phí Nhất Độ nhìn cô gái tóc gợn sóng, hỏi. Anh Phí, gọi em là Thang Hồng. Cô gái miệng rất ngọt, vội kêu lên. Không dám, không quen biết sao tôi dám làm anh cô được. Phí Nhất Độ rất cao ngạo, không phải ai cũng có thể gọi anh, gọi em với anh ta. Vừa nghe câu này, Thang Hồng hơi đỏ mặt, đương nhiên xấu hổ. Tuy nhiên, Phí Hướng Phi cũng bước lên trước, kéo tay Thang Hồng cười nói. Anh, ba của Thang Hồng chính là tư lệnh Thang Tân Thành của Bắc Kinh. Thang Hồng hiện đang công tác ở đoàn văn công của chúng em. Tiểu tử cậu, nhặt được cô bạn gái xinh đẹp như thế này mà cũng không báo cho anh một tiếng, có phải không muốn báo nữa? Lông cánh cứng cáp muốn bay rồi đúng không? Phí Nhất Độ cố ý bất mãn hừ giọng để làm cao giá của người làm anh. Vừa nãy nghe Phí Hướng Phi giới thiệu, Phí Nhất Độ dĩ nhiên đã hiểu rõ. Thang Tân Thành ba của Thang Hồng là tư lệnh quân khu cảnh vệ thủ đô, cũng có chút năng lượng trong quân giới. Cán bộ Phí gia đều chuyên chú bên trốn quan trường chính phủ. Hiện tại chưa tìm được gia tộc có năng lượng trong quân giới để liên minh. Làm lãnh đạo địa vị càng cao thì càng không thể tách khỏi sự ủng hộ của bên quân giới, hiện nay tuy nói đã không còn là niên đại của chính quyền súng gậy che nữa. Nhưng thời đại hòa bình năng lượng của quân nhân cũng không thể bỏ qua. Vì sao trong lịch sử quốc gia các chủ tịch nước đều là chủ tịch quân ủy, chính là vì lý do này. Hơn nữa, tuy nói là thời đại hòa bình, nhưng sự ma sát nhỏ của những khu vực trên thế giới cũng không ngừng xảy ra. Một quốc gia mạnh, không thể tách rời khỏi chi quân đội hùng mạnh hiện đại hóa. Đang nói chuyện, một chiếc Audi dừng lại. Biết Phí Mãn Thiên tới, Diệp Phàm và đám Phí Nhất Độ nhanh chóng bước lên trước đón tiếp. Phí
Phí Mãn Thiên dáng người cũng tương tự anh trai Phí Nhất Hoàn, người hơi nhỏ hơn một chút. Sau khi Phí Nhất Độ giành mở cửa trước, Phí Mãn Thiên cười nói. Nhất Độ, sao lại đánh đột kích thế, đến cũng chẳng thèm nói một tiếng. Chú, cháu đến Thủy Châu mời chú ăn cơm, đã đủ ân cần chưa ạ? Phí Nhất Độ cười nói, có vẻ rất thân thiết. Bí thư Phí, chào ngài. Diệp Phàm tiến lên chào hỏi. Anh là... Phí Mãn Thiên dù nói 2 năm trước có từng gặp Diệp Phàm, chắc hẳn cũng có chút ấn tượng mơ hồ. Người ta là một lãnh đạo, làm sao có thể nhớ rõ được một thằng nhãi như vậy chứ? Ha ha ha, chú xem, đại tướng thủ hạ của mình mà chú cũng không biết à, cái này, là biểu hiện không có trách nhiệm đấy. Phí Nhất Độ khá thoải mái, đem các đại quan ở biên giới làm thành trò đùa. Đại tướng dưới trướng. Phí Mãn Thiên suy nghĩ một lát, rốt cuộc dường như sực nhớ ra, cười nói. Là Tiểu Diệp à? Vâng, giờ tôi về Thủy Châu phụ trách công tác khu kinh tế mới Hồng Liên. Diệp Phàm nói. Lần trước đến Bắc Kinh, anh hai có nói với tôi rồi. Chuyện này tôi bận quá nên quên mất, xem đầu óc của tôi này. Phí Mãn Thiên đưa tay bắt chặt tay Diệp Phàm, bộ dạng thân thiết, sau đó còn vỗ vai Diệp Phàm. Đi, đi vào trong nói chuyện. Phí Hướng Phi tự nhiên được mở rộng tầm mắt, không thể ngờ cha mình lại thân thiết với Diệp Phàm như vậy, y cũng có chút khó hiểu. Còn Chu Tiểu Hồng trợn tròn mắt, không thể tưởng được Diệp Phàm và Dượng lại có quan hệ thân thiết như vậy, đây là chuyện nằm mơ cô cũng không ngờ được. Sau khi ngồi xuống, Phí Mãn Thiên hỏi, sư phụ của cậu có về không? Không ạ, nhưng tôi có tình cờ gặp được Tô Tiểu Thư. Diệp Phàm đáp, cậu gặp cô ấy. Phí Mãn Thiên thể hiện vẻ kinh ngạc, không hề giả bộ, liếc nhìn Diệp Phàm, hỏi. Giờ cô ấy đang ở đâu, có ở cùng với Phương Thành không? Lần trước đi địa khu cổ đình, Việt Đông, phát hiện cô ấy đang tu hành ở một am ni cô. Cô ấy nói là mấy năm nay chưa từng gặp sư phụ. Vốn cô ấy nghĩ rằng sư phụ đã đi rồi, nghe tôi nói xong mới biết sư phụ vẫn còn sống. Cô ấy gấp gáp lắm, đã đến huyện Cổ Xuyên, chỗ miếu cũ nát nơi cô ấy đã từng sống. Cô ấy có nói, cô ấy phải ở đó chờ sư phụ, đợi đến chết mới thôi. Diệp Phàm nói đến đây, trong lời nói có chút nghẹn ngào. Miếu đổ nát, không thể tưởng tượng được chú ba lại ở chỗ như thế. Chúng ta phải đi sửa sang lại một chút, được không ạ? Phí Nhất Độ nói, sắc mặt cũng khó coi. Không thể, cô Tô nói, không cho phép nhúc nhích cả một tấm ngói, một viên gạch trong miếu. Nói là sợ sư phụ về không tìm được ngôi miếu kia. Miếu kia tôi đã mua lại rồi, không sợ kẻ khác đến quấy rầy cô ấy. Đương nhiên, giờ cũng đã sửa lại sơ sơ, chỉ hơi cũ nát một chút thôi, nhưng vẫn có thể ở được. Diệp Phàm nói. Hai, phí gia chúng ta mắc nợ cô ấy. Phí Mãn Thiên sắc mặt âm trầm, khoát tay. Lúc lâu sau, Phí Nhất Độ nói. Chú, chắc chắn chú Phương Thành sẽ trở về. Có lẽ vậy. Phí Mãn Thiên gật đầu, sắc mặt tốt hơn một chút. Đưa ly rượu lên, nói. Nào, chúng ta đều là người nhà, cạn một ly vì anh ba và cô Tô đi nào. Mấy tiếng loảng xoảng vang lên, mấy chiếc ly chạm vào nhau. Bác Phí, cháu kính bác một ly ạ. Lúc này, Thang Hồng nói, vẻ mặt cung kính được ly lên. Được. Phí Mãn Thiên chắc là quen Thang Hồng, cũng cùng ly với cô, hơn nữa còn uống cạn một hơi. Mấy người chậm rãi ăn uống, lúc này... Phí Mãn Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hỏi. Khu kinh tế mới Hồng Liên xử lý tốt chứ? Chương 1424, Phí Mãn Thiên khá keo kiệt. Vâng, nói nó là cục diện rối rắm cũng không quá. Tài khoản chỉ còn lại mấy chục ngàn, mà còn nợ của người ta gần 20 triệu. Cũng không biết Cố Nhất Võ đã làm gì nữa, lúc đó xây dựng quy hoạch đô thị lớn như vậy, nhưng lại dám giao cho công ty tên Thuận Đức xử lý, đúng là trò đùa. Giờ lại phải quy hoạch thêm lần nữa, tuy nhiên, lại không có tiền. Diệp Phàm vội vàng tung đề tài, mặc kệ Phí Mãn Thiên có vui hay không. Quyết định ban đầu của tỉnh về chuyện này cũng có chút sai lầm, tuy nhiên, cũng đã qua rồi. Giờ không phải cậu đã được dẹp đường hồi phủ, còn được thăng chức nữa sao? Nói đi, dự toán quy hoạch lại cần bao nhiêu tiền? Phí Mãn Thiên cũng hơi ngượng ngùng, lúc đầu đẩy Cố Nhất Võ lên cũng là nể mặt Cố Giá. Kỳ thực cũng có chút không phải với Diệp Phàm. 600 triệu. Diệp Phàm lập tức tung công phu sư tử ngoạm. Khẩu vị cũng không nhỏ nhỉ,
quy hoạch lại của các cậu xem ra có khởi điểm rất cao. Tuy nhiên, số tiền này kiếm đâu ra, không phải vừa rồi cậu mới nói trong tài khoản chỉ còn mấy chục ngàn, còn nợ 20 triệu nữa à? Phí Mãn Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thản nhiên nói. Ha ha, cái này, tối nay vừa hay được gặp bí thư Phí. Diệp Phàm kiên trì tung ra những lời này. Tính toán nhỏ nhặt của cậu cũng không tệ nhỉ. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có tiền, nhiều nhất chỉ cấp được cho cậu 20 triệu thôi. Phí Mãn Thiên mở miệng, nhưng, số lượng quả thực không nhiều. Chú em, Diệp Phàm mới về khu Hồng Liên, vạn sự khởi đầu nan, có thể cấp nhiều thêm chút nữa không? Phí Nhất Độ ở một bên bồi vào. Nhiều hơn, kiếm chỗ nào bây giờ? Đừng thấy tôi là bí thư tỉnh ủy, tỉnh Nam Phúc lớn vậy đấy, có biết bao nhiêu nơi cần đến tiền. Phí Mãn Thiên hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Phí Nhất Độ một cái, đột nhiên cười nói. Nếu cháu nói như vậy, chỉ bằng cháu cấp thêm cho Diệp Phàm đi, không cần nhiều, kiếm vài chục triệu cũng được đúng không nào? Cháu kiếm đâu ra tiền? Chú cũng biết, ba cháu làm công tác ủy ban kỷ luật, bên bọn họ chẳng cách nào kiếm được tiền cả. Phí Nhất Độ vội vàng từ chối. Thì chỉ nói vậy thôi, tiền không dễ kiếm nhỉ. Phí Mãn Thiên cười ha hả. Bí thư Phí, không phải nghe nói tỉnh ủy chuẩn bị bỏ 300 triệu để cải tạo thành phố cũ và ô nhiễm sông sao? Sông Hồng Liên giờ đã bẩn lắm rồi, không phải cũng đang ở trong phạm vi cải tạo ô nhiễm sao? Hơn nữa, ba khu trong khu kinh tế mới Hồng Liên hiện nay cũng chẳng hiện đại chút nào, có gần 5 thành đô đều là khu phố cũ. Diệp Phàm vòng vo hỏi. Hồng Liên, tỉnh ủy tạm thời không suy xét đến các cậu. Khu Nam Thành bên kia không phải là còn cũ còn bẩn hơn à? Lần trước cấp trên xuống, vừa lúc nhìn thấy, đã điểm danh phê bình rồi. Cho nên, tỉnh ủy lần này phải mạnh mẽ cải tạo mới được. Phí Mãn Thiên nói tình hình thực tế. Bí thư Phí, khu Nam Thành chỉ tiêu xếp hạng kinh tế còn đứng trước Hồng Liên chúng tôi, còn có được một vị trí. Tỉnh ủy đồng thời suy xét cho bọn họ, nhưng cũng chẳng thể bỏ quên Hồng Liên cục diện rối rắm đúng không ạ? Diệp Phàm có chút nóng nảy. Ha ha, khu kinh tế mới Hồng Liên các cậu là đơn vị cấp phó giám đốc sở, cấp bậc cao hơn so với khu Nam Thành nửa bậc. Sao cứ phải nhìn chằm chằm vào chút tiền này của tỉnh, cậu có thể mở rộng phạm vi một chút, gan cũng lớn một chút, buông thả một chút. Chẳng hạn, có thể đi Bắc Kinh kiếm chút tiền. Tiểu Diệp, không phải tôi nói với cậu rồi à? Lần này cậu quay lại, sự sắc bén năm đó dường như giảm bớt không ít. Năm đó, quốc lộ thiên tường 400-500 triệu không phải cậu đều kiếm về được à, con đường ba tỉnh, tên tuổi vang dội cỡ nào. Hơn nữa, huyện Ma Xuyên chỉ là huyện lót đáy trong toàn tỉnh, hiện nay đã vượt lên đứng thứ 40 toàn tỉnh. Tốc độ phát triển này, không phải đều là do cậu làm ra lúc ban đầu sao? Huyện Ma Xuyên cục diện rối rắm đến như vậy cậu còn có thể lật lại giúp nó phát triển, khu kinh tế mới Hồng Liên ít nhất còn tốt hơn huyện Ma Xuyên nhiều đúng không? Động não nhiều hơn đi, mở ra con đường kiếm tiền. Lãnh đạo tỉnh ủy tin tưởng cậu xem, các cậu được bí thư đoàn coi trọng thế nào? Lúc trước để cướp cậu về đây, suýt chút nữa đã đập bàn đấu võ đài trên hội nghị thường vụ. Đừng bao giờ phụ lòng kỳ vọng của bí thư đoàn đối với cậu. Phí Mãn Thiên đội chiếc mũ rất cao lên đầu Diệp Phàm, đồng chí Tiểu Diệp suýt chút nữa là nghẹn đến phun huyết. Lấy những chuyện nổi tiếng mà mình đã làm, giờ đã biến mình thành chuyên gia xóa đói giảm nghèo. Cảm giác Phí Mãn Thiên nói chuyện còn sâu cay hơn Triệu Sương Sơn. Triệu Sương Sơn có khi còn nói chuyện thẳng thừng hơn một chút. Phí Mãn Thiên nói chuyện cứ như là vùi bạn dưới giếng sâu, cuối cùng thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt chẳng nói lại được lời nào. Đây chính là nghệ thuật lãnh đạo, đó. Bí thư Phí, tuy nói là vậy, nhưng lúc ấy tình hình của huyện Ma Xuyên với khu kinh tế mới Hồng Liên hoàn toàn không giống nhau. Bốc thuốc theo cách đó với Hồng Liên không được. Hồng Liên ở trong thành phố Thủy Châu, tất cả đều là đường của thành trấn, không thể nào làm công trình sửa đường mô hình lớn được, có muốn sửa cũng phải tinh tế. Hơn nữa, nói đến địa bàn và tài nguyên thì đều chẳng thể so sánh với huyện Ma Xuyên. Diệp Phàm nói, Tiểu Diệp, góc độ nhìn nhận vấn đề phải chuyển đổi. Lẽ nào mở rộng đường không thể làm thành hạng mục sao? Cậu nói xem, đất đai của huyện Ma Xuyên có so được với giá cả đất đai khu Hồng Liên không? Cái này chẳng cần phải nghĩ, chắc chắn khu Hồng Liên đáng tiền hơn. Tại sao nơi đáng tiền hơn lại khó làm giàu hơn? Đây là một trong những nguyên nhân đáng để cậu suy ngẫm, có khi, cách là do người nghĩ ra đúng không nào?
Mấu chốt là cậu có quyết tâm không, có động não suy nghĩ hay không? Phí Mãn Thiên nói, cái miệng không mềm không cứng kia khép chặt lại, không thèm cấp thêm tiền, làm Diệp Phàm hận ngứa cả răng. Còn Phí Nhất Độ nhìn Diệp Phàm, chu mồm thè lưỡi không hé răng, bộ dạng lực bất tòng tâm. Nhưng trên mặt Phí Hướng Phi lại có vẻ thản nhiên vui vẻ vì người khác gặp họa. Diệp Phàm sau khi nhìn thấy tương đối tức giận, đảo mắt, đã có chủ ý, liếc nhìn Phí Hướng Phi, cười nói. Nghe nói anh Hướng Phi là phó tham mưu trưởng quân khu tỉnh. Ừ, cũng không tệ đâu đại ca. Người anh em của tôi, anh xem, gần 30 tuổi, chưa đến 30 đâu, đã là một trung tá phó tham mưu trưởng. Nhìn lại trong số mấy ông lão trong quân đội, râu trắng tóc bạc mà cũng chỉ leo lên được tới thượng tá. Hướng Phi, có khả năng sẽ trở thành tướng quân đó. Phí Nhất Độ vỗ vai Phí Hướng Phi, cười nói. Không tệ nhỉ. Diệp Phàm gật đầu, liếc mắt nhìn Phí Mãn Thiên một cái, nói. Tuy nhiên, phó tổng tham mưu trưởng hình như chỉ là hư chức. Hơn nữa, cứ ở mãi quân khu tỉnh tiền đồ chẳng thể nào đến được chỗ nào tốt đâu. Khi tuổi trẻ tinh lực dư thừa, lúc này nên đến chi bộ đội nào bên dưới rèn luyện đi, dù nói điều kiện hơi gian khổ một chút, nhưng, những kinh nghiệm này sau này đề bạt, chắc chắn là một hòn đá không thể thiếu được để từng bước trở thành tướng quân. Tướng quân của nước Cộng Hòa, không phải đều chọn những người lăn lộn từ bộ đội cơ sở sao? Nổ cái gì chứ, không phải anh từ nông thôn lăn lộn lên chứ? Nghĩ đề bạt của quân khu cũng dễ dàng vậy à? Anh đi xem thử xem, mấy lão già kia, 70-80 tuổi rồi cũng chỉ mới là thượng tá. Phí Hướng Phi tôi đã là trung tá, là dựa vào thành tích chính mình làm ra. Đừng nghĩ là tôi dựa vào Phí gia mới mò được cái quân hàm trung ta này. Anh có thể hỏi Nhất Độ, có khi nào tôi nói mình là người nhà Phí gia không? Giờ ở trong quân khu tỉnh, chẳng có mấy người biết Phí Hướng Phi tôi bước ra từ Phí gia trang của nhà họ Phí ở Bắc Kinh. Phí Hướng Phi khó chịu, lập tức cãi lại, lời nói, tương đối không khách khí. Kỳ thực, dựa vào tuổi tác của người anh em, mới đầu 30 mà có thể đề bạt lên thượng tá. Ở nước ta, kinh nghiệm, tuổi tác, năng lực, bối cảnh đều cần, không thể thiếu thứ gì. Phí Hướng Phi mới 29 tuổi, quả thực hơi nhỏ. Đề bạt lên thượng tá là cũng hơi gượng ép. Hơn nữa, Hướng Phi sống cũng rất khiêm tốn. Phí Nhất Độ vô cùng vừa lòng, Phí Mãn Thiên không nói gì, chậm rãi tước miếng khô bò bỏ vào miệng. Ha ha, tôi có nói gì đâu. Chuyện này, vốn là có một cơ hội, nếu hai anh em đều nói vậy, tôi cũng không nhắc đến nữa, không nhắc đến nữa. Chúng ta uống rượu đi, bí thư Phí, tôi kính ngài 3 ly, tôi 3 ly, ngài 1 ly, được không ạ? Diệp Phàm cố ý nói, hai chữ cơ hội nhấn mạnh. Hắn biết, cái này, tuyệt có thể chọc vào khẩu vị của Phí Hướng Phi. Cơ hội gì, Diệp Đia Ca, anh thử nói đi. Thang Hồng đã mở miệng, cô thấy Phí Nhất Độ gọi Diệp Phàm là đại ca, cũng gọi theo như vậy. Ha ha, chúng ta uống rượu đi, bàn mấy chuyện vô dụng đó làm gì. Diệp Phàm lắc tay, Phí Mãn Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không hé răng, biết tên này đang câu cá. Đại ca, có cơ hội thật à? Phí Nhất Độ nén cười, vẻ mặt đứng đắn, hỏi. Hình như quân đoàn 2 đóng ở Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu định làm binh chủng hợp thành kiểu mới, kết hợp không lục hải quân thành một loại binh chủng hoàn toàn mới, tốc độ phản ứng nhanh, năng lực chiến đấu mọi thời tiết, mọi phương diện được gọi là sư đoàn A. Diệp Phàm nói đến đây thì im lặng. Sau vài phút, Phí Hướng Phi rốt cục không kìm được, hỏi. Bí thư Diệp, thực sự có chuyện này à? Đương nhiên, không thể giả được. Diệp Phàm cười nói, biết cá đã mắc câu. Tuy nhiên, con cá giả Phí Mãn Thiên đang ăn bát canh thịt chó. Trong lòng chẳng lẽ là đồng chí lão không được rồi, nên muốn ăn tiên cẩu để bổ món đồ chơi kia. Cái gì mà bí thư Diệp, gọi là đại ca, tôi đã gọi là đại ca rồi, tiểu tử cậu lớn hơn cả tôi à? Vẻ mặt Phí Nhất Độ nghiêm túc, dạy bảo Phí Hướng Phi. Đại ca, chuyện này có thể giải thích rõ ràng hơn không ạ? Phí Hướng Phi có chút lắp bắp nói. Nói đến đại ca tôi mới nhớ, sư trưởng mới nhậm chức của sư trưởng A cũng gọi tôi là đại ca, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ai? Vẻ mặt Phí Nhất Độ mong chờ hỏi. Trấn Trung Lương, chắc cậu chưa nghe nói qua đâu nhỉ? Diệp Phàm cười nói. Tôi biết anh ấy, là đại công tử của Thượng tướng Trấn Đông Hải vừa qua đời. Không thể ngờ được anh ấy lại đến Thủy Châu.
Phí Nhất Độ thở dài nói. Hai. Phí Mãn Thiên thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Đưa Hướng Phi vào sư đoàn A cậu nắm chắc bao nhiêu phần? Cái này cũng khó nói, bữa Tết, cũng bận rộn quá. Nhưng, nếu chuyện bên Hồng Liên không có gì phiền phức, tôi sẽ có tinh lực chạy thử, chắc là cũng nắm tương đối chắc. Nhưng, gần đây nhiều chuyện quá, đều cũng tại chẳng tiền mà nháo nhào ra, mỗi ngày đều có người đến gõ cửa nhà tôi, chủ thầu cũng có, ông chủ tiệm cơm cũng có, ngay cả cửa hàng tạp hóa cũng có người đến đòi tiền tôi. Đây là chuyện gì chứ? Có mấy gói thuốc mà cũng phải mua nợ, cho nên, muốn dứt người ra cũng chẳng có cách nào cả. Diệp Phàm thở dài, nói. Chương 1425, không phục thì hãy thể hiện đi. Ha ha! Phí Mãn Thiên cười cười, đột nhiên nghiêm mặt nói. 500 triệu, phải giải quyết xong chuyện của Hướng Phi. Sẽ cấp trước cho cậu 100 triệu, có tiến triển sẽ bàn tiếp. Về phần tên danh nghĩa hạng mục, cậu phải tự nghĩ cách. Xoay quanh hạng mục sông Hồng Liên và phương diện cải tạo thành phố cũ là được rồi. Diệp Phàm cố hết sức nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, miệng nhoẻn cười rồi, chỉ là không dám cười thành tiếng. Hắn lập tức nói, bí thư Phí à, đều là người của mình, như thế thì xa lạ quá. Dù cho bí thư Phí không cấp tiền thì tôi cũng sẽ giúp người anh em Hướng Phi chuẩn bị tốt, bằng không còn gọi gì là anh em nữa có phải không nào. Việc này... Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại mời sư trưởng Trấn đi trò chuyện. Đã lâu không gặp, tụ tập một chỗ uống chút gì đó cũng tốt. Tuy nhiên, lời nói của Diệp Phàm làm cho người nhà họ Phí cảm thấy khinh bỉ, đặc biệt là Phí Nhất Độ, sự khinh bỉ càng rõ ràng. Diệp Phàm có vẻ ngượng ngùng, cười nói. Đừng dùng ánh mắt như thế để nhìn anh em, tôi cũng đâu có cách nào có phải không? Cậu xem, tôi từ trước tới nay đều chí công vô tư. Hết thảy đều là vì dân chúng khu Hồng Liên cả. Đến lúc Hồng Liên đều tốt rồi thì Phí gia cũng được nở mày nở mặt có phải không nào? Đúng đúng đúng, đại ca thật là cao thượng, chỉ biết cống hiến, không cần báo đáp. Theo cháu thì, chú à, đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn có thể làm đảng viên gương mẫu của toàn tỉnh Nam Phúc. Phí Nhất Độ chuyển hướng. Tôi, không cao thượng như vậy đâu, chỉ là làm chút việc nhỏ thôi. Lãnh đạo đều đã từng nói. Cán bộ phải luôn nghĩ đến dân chúng thì mới là cán bộ tốt. Tuy nói tôi không dám tự xưng là mình là một lãnh đạo tốt, nhưng tuyệt đối không phải lãnh đạo tồi, đứng ở mức trung bình thôi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Mức trung bình, tôi thấy lòng tư lợi của cậu rất mạnh. Đương nhiên, chữ tư này phải xem được dùng vào chỗ nào. Tuy nói là phương pháp của cậu hơi kỳ lạ nhưng điểm xuất phát dù sao cũng là vì dân chúng Hồng Liên. Tôi hy vọng cậu có thể quản lý tốt tiền mà chính phủ cấp. Bài học của Cố Nhất Võ rất sâu sắc, khu Hồng Liên không thể lại đi vào vết xe đổ được. Chợt Phí Mãn Thiên thản nhiên nói. Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng chợt có chút sợ hãi. Nghe giọng điệu của Phí Mãn Thiên chẳng lẽ là phải động đến bộ máy lãnh đạo của Hồng Liên. Nếu Phí Mãn Thiên hạ quyết tâm thì vị trí của mấy cán bộ cấp phó giám đốc sở kia của Hồng Liên đều có chút nguy hiểm. Việc này đối với Phí Mãn Thiên này mà nói đúng là không khó. Chỉ cần một câu chỉ thị của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì có thể giải quyết xong. Chú Phí, sau khi trở về cháu sẽ chỉnh đốn và cải cách bộ máy. Vực dậy tinh thần tích cực của mọi người. Gần đây phương diện làm quy hoạch của đồng chí phó bí thư Vệ Sơ tỉnh biểu hiện vô cùng chói mắt. Cho mọi người tăng ca thêm giờ vài ngày cũng đã quy hoạch hoàn chỉnh được khu Hồng Liên, nghe nói còn đưa cho kiến trúc sư viện công trình xem qua. Quy hoạch khu Hồng Liên lần này là đã trải qua nhiều kiểm chứng nghiêm ngặt. Và đã qua kiểm nghiệm thực tiễn. Diệp Phàm vội nhắc đến Vệ Sơ tỉnh. Dĩ nhiên là lo lắng Phí Mãn Thiên thật sự muốn động đến bộ máy của Hồng Liên, sa thải Vệ Sơ tỉnh thì có thể là một tổn thất lớn. Ít nhất ở Hồng Liên, Vệ Sơ tỉnh sẽ một mực khăng khăng giúp đỡ mình. Nếu thay đổi nhất loạt nhân viên không biết tình hình sẽ như thế nào. Đương nhiên, nếu đổi bằng những người của anh Trương Chủ tịch quận Lâm Khải thì Diệp Phàm cũng không ngại. Điều Diệp Phàm lo lắng chính là ôm phải một đám chẳng ra gì thì phiền phức to. Nửa giờ sau, Trấn Trung Lương quả thật đã tới, vừa nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức nói. Đại ca, đã lâu không gặp, thật nhớ anh chết đi được. Hơn nữa, anh chàng còn ôm một cái thật thân mật. Những biểu hiện này đương nhiên lại người nhà họ Phí thấy được hy vọng. Sau khi hai bên hàn huyên một hồi, Diệp Phàm trân trọng giới thiệu Phí Hướng Phi với Trấn Trung Lương. Trước mắt đang thiếu vị trí phó sư trưởng, tuy nhiên, ít nhất cũng phải là đồng chí có quân hàm thượng tá mới được.
đây là điều kiện cơ bản nhất rồi. Trấn Trung Lương nhìn Phí Hướng Phi một cái, thành thật nói. Quân hàm. Phí Nhất Độ vừa nói vừa nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Mai Thiên Kiệt không phải đệ tử của anh sao? Tìm nó đi. Điều này, thằng nhãi vắt mũi chưa sạch Thiên Kiệt á, lời của nó làm sao tin được? Diệp Phàm lại muốn đẩy ra. Ha ha, đại ca đừng khiêm tốn. Tư lệnh Mai Trường Phong hình như rất tán thưởng anh. Chắc hẳn một thượng tá cũng không phải đặc biệt khó có phải không? Hơn nữa, không phải tư lệnh Mai trực tiếp quản lý Vịnh Lam Nguyệt của Thủy Châu sao? Vừa đúng lúc, Hướng Phi đến xử lý vài chuyện của Vịnh Lam Nguyệt. Phí Nhất Độ dựa dẫm vào Diệp Phàm rồi, nhưng Phí Mãn Thiên ngồi ở trên bàn không hé răng, giống như việc này không có quan hệ gì đến hắn. Đúng là lão cáo già. Nhất Độ, việc này người ta chắc sẽ chướng mắt khi nhìn vào thân phận này của tôi. Cậu không phải không biết, lần trước đến Mai gia vì làm mai mối cho Tề Thiên, suýt nữa đã không thành. Diệp Phàm dẫu sao cũng không muốn mua dây buộc mình bởi vì việc này rất rắc rối. Phó sư trưởng sư đoàn A đó không phải chuyện vừa, muốn đẩy Phí Hướng Phi lên chức, trừ phi người nhà họ Phí ra mặt, trao đổi lợi ích. Không phải cuối cùng đã thành rồi sao? Cái này, Diệp Phàm vẻ mặt nhăn nhó, liếc nhìn Phí Mãn Thiên một cái. Năm chén rượu dễ uống như vậy sao? Nếu vậy thiên hạ đều đã trở thành hũ rượu hết rồi. Muốn uống được rượu phải thể hiện được bản lĩnh uống rượu ra, nếu không thì miễn bàn. Phí Mãn Thiên đột nhiên hừ một tiếng. Lão già này tương đối giảo hoạt, gặp Trấn Trung Lương khó mà nói ra ở đây được, không ngờ đem số tiền 500 triệu tiền nói thành 5 chén rượu. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu ra ngay, đành phải chua xót nói. Vậy để cháu thử xem. Không phải thử mà là nhất định phải làm việc. Anh em tôi tin tưởng vào khả năng của đại ca, Mai gia sẽ nể mặt anh. Nếu Mai gia không được, không phải còn có một cái cầu. Phí Nhất Độ vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm khẩn trương hét lên. Dừng ngay, coi như tôi sợ cậu được chưa, đại ca Nhất Độ. Không dám nhận đâu, anh là đại ca của tôi thì không dám để anh gọi như vậy. Phí Nhất Độ đúng là cứng đầu, không chịu nhường nhịn ông đây một chút nào. Vì tiền, Diệp Phàm đành phải làm bất cứ giá nào. Tuy nhiên, Phí Mãn Thiên dù sao nói cũng giữ lời, đương nhiên, cũng là vì nhử ngọt Diệp Phàm. Buổi sáng ngày thứ ba, nguyên một khoản tiền lớn 100 triệu với lý do cải tạo lòng sông được chuyển đến tài khoản của khu kinh tế mới Hồng Liên, làm chủ tịch quận Trương nghe cục trưởng cục tài chính báo cáo xong liền cười tâu toét đến nỗi suýt chút nữa nghẹn họng, nhìn chân chối, mặt khác cũng nảy sinh sự ký ương nể Diệp Phàm. Thằng cha này đã đến văn phòng làm việc của Diệp Phàm xin chỉ thị nói. Bí thư Diệp. Ở tỉnh gửi 100 triệu xuống dưới, nói là chuyên dùng để cải tạo lòng sông. Anh xem, số tiền này nên quy hoạch sử dụng thế nào? Số tiền này, dù sao cũng chỉ là phê duyệt ban đầu, về sau còn có khoản thứ hai, khoản thứ ba sẽ được duyệt. Thép tốt phải dùng để tạo ra lưỡi dao sắc, sông Hồng Liên nhất định sẽ được cải tạo rồi, tuy nhiên khu chúng ta hiện nay chẳng còn bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Lấy trước hơn 10 triệu trả nợ đi, làm thuê kiếm ít tiền công thật không dễ dàng. Chúng ta không thể chặn đường sống của bọn họ. Thứ hai, rút ra 30 triệu bước đầu khởi công các công trình làm sạch sông Hồng Liên. Tuy nhiên, quy hoạch toàn tỉnh hiện tại là do đồng chí Vệ Sơ tỉnh phụ trách. Vì thế khoản tiền này do cô ấy đi quản lý là được rồi. Diệp Phàm liếc nhìn chủ tịch quận Trương một cái, nói. Mặt khác, chuyện nhà máy khóa anh phải sát sao xử lý, nơi đó chính là địa điểm làm việc sau này của chúng ta. Song tử tinh lầu của chúng ta qua vài ngày nữa sẽ không còn là chúng ta rồi. Trọng trách trên vai hai người chúng ta rất nặng nề. Trong khoảng thời gian không có ký túc xá này, mọi người phải chịu chen chúc ở nhà máy đó trước vậy. Về sau có dư tiền, chắc chắn sẽ xây dựng lại tòa nhà lớn của chính phủ. Chuyện nhà máy khóa, hôm qua tôi và đồng chí Vệ Sơ Tịnh còn cùng nhau đi tìm chủ nhiệm Lưu Nhất Đa của Ủy ban Kinh tế Thương mại. Hắn nói tạm thời không có biện pháp triển khai xuống dưới. Đã bắt đầu có chuyện công nhân làm loạn rồi, hắn cũng rất khó xử lý. Chỉ sợ công nhân làm ầm ĩ liên miên không dừng lại được. Việc này, chúng ta những người ăn nhà nước cơm đều sợ hãi. Trương Lăng Nguyên nhíu mày, nói. Đã tìm hiểu qua chưa? Có thật là có chuyện công nhân gây rối không? Diệp Phàm cau mày hỏi. Có thì có, tuy nhiên, chỉ gần 10 công nhân. Những người này, tôi cảm thấy có chút vấn đề. Giống như sau lưng có người cố ý xúi bẩy.
Trương Lăng Nguyên đang nghe nói xong Tử Tinh Lầu đều phải bán đi thì bình tĩnh lại, nếu tòa nhà quận ủy lầu cũng phải bán, thì khi bán tòa nhà chính phủ cũng chẳng có gì để nói. Hơn nữa, hôm nay có tới 100 triệu, hầu bao của Trương Lăng Nguyên lại căng lên, cho nên, trong lòng dẫu sao cũng có chút khâm phục Diệp Phàm. Đương nhiên, kiêng nể là nguyên nhân chủ yếu. Phải biết rằng, nghe nói khoản tiền này do đích thân bí thư tỉnh ủy Phí cấp xuống. Quan hệ của Diệp Phàm và bí thư Phí thật làm cho người ta khó hiểu. Trương Lăng Nguyên dù có to gan lớn mật thế nào cũng không dám thách thức với nhân vật số 1 của tỉnh Nam Phúc. Điều tra đi, xem có phải thật sự gây rối hay không. Gây rối thật thì cũng phải giải quyết đi. Chủ tịch quận Trương, thời gian không chờ đợi ai đâu. Anh nghĩ xem, đợi xong Tử Tinh Lầu của chúng ta bán được rồi, chúng ta sẽ không còn địa điểm làm việc nữa. Việc đóng cửa nhà máy có phải lại càng khó đàm phán không? Thật sự đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng ngồi trên một con thuyền, cùng chịu sóng gió. Diệp Phàm nói, việc này, thực ra tôi nghĩ không biết có phải là chủ nhiệm Lưu không muốn bán nhà máy không? Trương Lăng Nguyên có vẻ hơi chần chừ nói. Tên Lưu Nhất Đa này, hừ. Diệp Phàm hừ một tiếng. Buổi sáng ngày hôm sau truyền đến một tin kinh thiên động địa. Vào lúc rạng sáng tầm 3 giờ rưỡi đêm hôm qua, trợ lý thị trưởng, chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại đồng chí Lưu Nhất Đa chơi gái ngoại quốc tại khách sạn Thủy Châu Hoa Thắng, bị đội cảnh sát hình sự khi truy bắt một kẻ giết người bất ngờ bắt quả tang. Lúc đó, chủ nhiệm Lưu Nhất Đa đang ôm một cô em Nhật Bản đi ra đi vào, không ngờ lại chơi luôn ở hậu hoa viên, vô cùng sành điệu. Lúc đó, đồng chí đội phó đội cảnh sát hình sự tỉnh Triệu Thiết Hải khi ấy đang bắt tội phạm liền tiến lên cho chủ nhiệm Lưu hai cái bạt tai, mắng. Mẹ nó, sành điệu quá nhỉ, ông đây còn chưa từng chơi qua. Còn là hàng ngoại, ca ve ngoại thì ngon hơn ca ve nội à, đúng là đồ xính hàng ngoại. Thế mà sau trận đột kích kinh thiên động địa, thằng cha này còn huênh hoang nói. Ông đây là trợ lý thị trưởng, chúng mày là người phân cục nào của Thủy Châu, gọi lãnh đạo của chúng mày đến đây. Trợ lý cái quái gì, ông đây là người của tỉnh sở. Dẫn đi. Triệu Thiết Hải không thèm để ý đến tiếng kêu la của thằng cha này, lại đá cho Lưu Nhất Đa một cái từ trên giường lăn xuống đất, miệng gọi mẹ không ngớt rồi mới gọi người dẫn đi. Ở trong hành lang, vừa đúng lúc mấy vị phóng viên của thành phố Giang Nam đang uống rượu, lập tức cầm máy ảnh chụp lia lịa. Vì vậy, mất cả đêm để chạy trọt ra ngoài, trợ lý Lưu Nhất Đa không ngờ bị đăng báo. Hình đăng trên báo. Dĩ nhiên không phải là hình ảnh nóng bỏng ở hậu hoa viên kia. Việc này, lúc đó Diệp Phàm cũng biết, tất nhiên là do Triệu Thiết Hải báo cáo. Đồng chí Phạm Cương của Sở An ninh Quốc gia vì điều tra làm rõ hành tung của Lưu Nhất Đa nên theo dõi suốt mấy ngày không chợp mắt. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm lại bị gọi vào phòng họp. Vẫn chỉ nghe Đoàn Hải Thiên đập xuống bàn mấy cái, quát tháo một trận, viện lý do vớ vẩn nào là phải chỉnh đốn tư tưởng và tác phong, tố chất. Tư tưởng chưa cứng rắn. Cuối cùng, bí thư Đoàn chỉ định cho đồng chí Văn Nhất cử phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố tạm thời xử lý thay công việc của Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố thì mới tan họp. Chương 1426, Phó Chủ tịch thành phố Chu mắc bệnh đố kỵ. Chỉ có Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên luôn nghi ngờ trong lòng chuyện này là vết tích của Diệp Phàm làm, nếu không sao có thể đúng lúc như vậy. Lưu Nhất Đa không chịu bỏ sức vì việc nhà máy khóa, không lâu sau thì bị bắt. Đối với công việc lần này, Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên rất cẩn thận, liền trở về kiểm tra một chút, bàn tay đột nhiên run lên, cây viết kia suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Bởi vì hắn phát hiện buổi tối bắt người ngày hôm đó, đồng chí Triệu Thiết Hải đội phó đội cảnh sát hình sự của tỉnh không ngờ từng cùng Diệp Phàm cộng tác tại thị trấn Lâm Tuyền, thành phố Mạc Hương. Hình như lúc đó Diệp Phàm là chủ tịch thị trấn, Triệu Thiết Hải là trưởng đồn công an. Triệu Thiết Hải là tay chân chính thức của Diệp Phàm. Đồng chí Lão Trương được cất nhắc như vậy, chắc chắn việc này rất có thể là do chính đồng chí Diệp Phàm làm. Đồng chí Văn Nhất cử quyền chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại rất nhiệt tình dẫn các đồng nghiệp đi vào nhà máy khóa Kỳ Lâm đang trong quá trình giao bán, mới trong thời gian 2 ngày đã quyết định xong. Cuối cùng, chính quyền khu Hồng Liên bỏ ra 20 triệu mua lại cả nhà máy và phá dỡ nhà máy. Mà các công nhân đều vui vẻ hớn hở sau khi nhận được tiền đền bù, số tiền ít nhất bằng vài năm tiền lương. Đương nhiên là cũng có vài người không hài lòng, nhưng đều bị quyền chủ nhiệm Văn Nhất cử dẹp luôn rồi. Diệp Phàm biết rằng, anh ta đang muốn làm thân với mình. Nhưng quyền chủ nhiệm Văn muốn được chuyển chính thức thì còn phải nhờ mình nói giúp mới được.
Buổi sáng ngày 26 tháng 1, Nhật báo Thủy Châu đăng một tin tít đầu cỡ chữ lớn tin khu kinh tế mới Hồng Liên bán đấu giá xong Tử Tinh Lầu được đăng một cách trang trọng. Một hòn đá ném ra có thể tạo thành ngàn cơn sóng. Mỗi nơi có một phản ứng khác nhau, có người mắng chửi rằng. Quan chức thời nay thật đáng ghét, không ngờ đến tòa nhà chính phủ cũng đem bán. Cái miệng ăn đến nông nỗi nào mà ăn luôn cả tòa nhà thế, quả thực làm người ta phát bực mà. Chỉ vẻn vẹn thời gian 2 ngày, tòa nhà này còn chưa bán được thì dư luận quần chúng suýt chút nữa đã bùng nổ cả khu kinh tế mới Hồng Liên. Thị trưởng Chu một mực yêu cầu mở hội nghị thường vụ gọi đồng chí Diệp Phàm làm báo cáo chi tiết, nói rõ sự việc này. Đoàn Hải Thiên không có cách nào, để dập tắt tin đồn, đành phải mở hội nghị thường vụ. Đương nhiên, Diệp Phàm đã báo cáo chuyện bán tòa nhà với ông ta từ trước. Đoàn Hải Thiên cầm chắc trong bụng rồi thì mới đồng ý. Đồng chí Diệp Phàm, ở tỉnh đã cấp phát khoản tài chính lớn trị giá 100 triệu chuyên dùng cho khu kinh tế mới Hồng Liên các anh. Khoản tiền này, chính quyền thành phố chúng ta không giữ lại một cắc nào, chẳng lẽ đã dùng hết rồi sao? Trong hội nghị thường vụ, Chủ tịch thành phố Chu Sâm Mộc dĩ nhiên chất vấn không khách khí, nói. Đã trả khoản nợ 15 triệu trước đây, mua nhà máy khóa Kỳ Lâm hết 20 triệu. Bây giờ còn lại 65 triệu trong tài khoản của Cục Tài chính. Chuẩn bị dùng khoản tiền này để khởi động quy hoạch trị ô nhiễm dòng sông của toàn khu. Diệp Phàm bình tĩnh đáp, trong nháy mắt chợt hiểu rõ trong lòng. Không phải chuyện bán tòa nhà làm đồng chí Chu Sâm Mộc lo lắng, mà là bởi vì số tiền trên tỉnh cấp về làm cho một số đồng chí ghen tị. Chắc là ban đầu Chu Sâm Mộc muốn giữ lại mấy chục triệu. Tuy nhiên, sau khi xem thì lại phát hiện ra rằng là bí thư tỉnh ủy Phí Mãn Thiên đích thân ký tên, chỉ định cấp riêng cho khu kinh tế mới Hồng Liên. Chu Sâm Mộc dù có ăn gan cóc cũng không dám làm trái ý Phí Mãn Thiên, nhân vật số một tỉnh Nam Phúc này. Đương nhiên là sẽ chút giận lên đầu mình, gỡ tìm một lý do, đơn giản là muốn bản thân phun được một chút những gì mình đã tự nguyện cúng đến Cục Tài chính thành phố cho hắn. Làm như vậy, thì dù là Phí Mãn Thiên cũng không có gì để nói đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Dù sao cũng còn hơn 60 triệu, khu kinh tế mới Hồng Liên cũng không nghèo đói đến mức không có cơm ăn. Tại sao phải bán tòa nhà chính phủ? Đồng chí Diệp Phàm, cậu có biết làm như vậy sẽ làm dậy lên biết bao nhiêu sóng gió? Gây ra biết bao nhiêu ảnh hưởng khiến chính quyền thành ủy thành phố thụ động đến thế nào? Mấy triệu dân chúng Thủy Châu đều nổi loạn. Chúng ta sống ngay dưới ánh mắt của Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy, lãnh đạo nhìn chằm chằm không nói lời nào. Chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy việc này sao? Chu Sâm Mộc tiếp tục hừ giọng nói. Đương nhiên là nhìn thấy được, tuy nhiên. Việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Hôm trước tôi tới tìm ông, muốn báo cáo với ông những sự việc liên quan, nhưng ông không có ở đó. Cho nên, việc này nhất thời không có cách nào nói rõ ràng được. Diệp Phàm nói, hôm trước không gặp, vậy hôm nay để cậu đến ngồi nói với các ủy viên thường vụ đấy. Chu Sâm Mộc nói, truyền hình Giang Nam đã thích tòa nhà chính phủ song Tử Tinh Lầu của chúng tôi. Mà công ty mới của Bảo Đức Lai Hồng Kông cùng hợp nhất với Kim Thế Giới cũng thích song Tử Tinh Lầu của chúng tôi. Là hai tập đoàn lớn có được ảnh hưởng không nhỏ ở Hồng Kông, tài sản tới vài tỷ, khu kinh tế mới Hồng Liên chúng tôi tuyệt đối không thể để vuột mất khách hàng lớn như vậy. Hồng Liên cần phải phát triển, không thể tách rời những khách hàng đầu tư lớn. Đã không có đầu tư nói gì đến kinh tế phát triển mạnh. Không có kinh tế phát triển sẽ không tiền. Không có tiền thì muốn làm chuyện gì cũng đều chỉ là nói suông. Dù sao bọn họ cũng đã thích xong Tử Tinh Lầu của chúng tôi thì tại sao chúng tôi không thể chuyển địa điểm làm việc. Tòa nhà chính phủ cũng đâu phải là căn cứ quân sự. Là bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Hồng Liên, chỉ cần việc gì làm cho Hồng Liên hưng thịnh, tôi đều tình nguyện làm, dù cho là nghìn người chỉ trích thì đã sao. Hơn nữa, chúng tôi cũng không vi phạm quy định pháp luật. Hoàn toàn có thể dùng tiền bán đấu giá để xây dựng lại trụ sở làm việc khác. Hơn nữa, theo dự đoán của tôi, tiền tiết kiệm được sẽ dùng cho phương diện kiến thiết cơ sở hạ tầng như thủy điện, đường xá của khu kinh tế mới. Đừng nhìn việc tỉnh cấp cho 100 triệu, nhưng đối với khu vực có 12 triệu nhân khẩu lớn như Hồng Liên này mà nói, cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Từ bây giờ chúng tôi phải dùng tiền vào nơi cần thiết nhất. Hơn nữa còn phải tìm nhiều kênh dẫn từ nhiều góc độ để có tiền. Hôm nay thật đúng lúc, tôi đang muốn tìm Phó Chủ tịch thành phố Chu để nói chuyện này. Nếu tỉnh đã cấp xuống cho Hồng Liên 100 triệu, chắc hẳn chính quyền thành phố Thủy Châu bộ phận lãnh đạo của khu Hồng Liên,
hẳn là sẽ không bàng quan đứng nhìn có phải không? Diệp Phàm nói. Nói vòng một hồi bất ngờ lại quay ngược lại đòi tiền của Chu Sâm Mộc, suýt chút nữa làm lão già này tức chết. Đoàn Hải Thiên dĩ nhiên đang nhịn cười. Trong lòng nghĩ rằng anh chàng này thật danh mãnh, cách trả đũa này mới thực sự tuyệt vời. Đồng chí lão Chu lại được một phen phát hỏa, chẳng những không giữ được tiền mà còn phải rút tiền ra, thật tuyệt. Cậu còn hơn 60 triệu chưa dùng, chính quyền thành phố chúng ta cũng không dư giả gì. Lại sắp hết năm, việc cần dùng đến tiền còn rất nhiều. Thủy Châu này lại không phải chỉ có một khu kinh tế mới Hồng Liên của cậu, chúng ta còn có mười mấy khu hành chính đều cần tiền. Có huyện còn nghèo hơn, so với các cậu lại càng cần tiền hơn nhiều. Chu Sâm Mộc rất cảnh giác, lập tức che đậy kín ngay túi tiền lại, trong lòng đã sớm giận đến mức nghiến răng rồi. Phó Chủ tịch thành phố Chu, chúng tôi chỉ có thời gian 2 năm. Nếu không vực dậy Hồng Liên, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn khu Hồng Liên cuối cùng trở thành di tích trong lịch sử của Thủy Châu? Diệp Phàm nói, sau khi bán đấu giá xong Tử Tinh Lầu chắc cũng thể thu về ít nhất 40 triệu đủ dùng để xây dựng lại trụ sở làm việc rồi. Chu Sâm Mộc lại đẩy sang tòa nhà chính phủ. Phó Chủ tịch thành phố Chu, chúng tôi mua khu nhà máy khóa Kỳ Lâm đã tốn 20 triệu. Nếu xong Tử Tinh Lầu đấu giá được hơn 40 triệu, vậy là còn dư lại hơn 20 triệu chỉ để xây dựng trụ sở đương nhiên đủ rồi, chỉ sợ không có dư tiền dùng cho mảng kiến thiết cơ sở hạ tầng trong việc quy hoạch lại toàn bộ khu Hồng Liên. Hồng Liên muốn phát triển, đầu tiên phải làm tốt công tác thiết kế thi công cơ sở hạ tầng. Không có môi trường đầu tư tốt, làm sao có thể lôi kéo được Kim Phượng Hoàng. Diệp Phàm lại ép ngược trở lại, trong lòng nói tiểu Chu tử ông hôm nay không dụng mấy cái lông xuống thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua, ai bảo ông gây sự với tôi. Được rồi, lãnh đạo tỉnh ủy đồng ý cấp một khoản tiền lớn như thế, chứng minh lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng sự phát triển của khu kinh tế mới Hồng Liên. Lông cừu cũng ở trên thân con cừu, ấm áp cũng đều là của mình. Hồng Liên làm tốt rồi, còn không phải là may mắn của Thủy Châu sao? Chúng ta không thể quá kỳ bo, Hồng Liên là ba khu hợp thành. Vấn đề của Hồng Liên được giải quyết, chẳng khác nào ổn định sự phát triển của tỉnh thành. Nếu như tỉnh đã cấp 100 triệu, làm chính quyền thành phố cũng không thể quá keo kiệt có phải không? Tôi thấy nên cấp ra 50 triệu đi. Đoàn Hải Thiên vẫy vẫy tay, định luôn giá. Chu Sâm Mộc thiếu chút nữa thì sững sờ, vội vàng nói. Bí thư Đoàn, 50 triệu, quá nhiều. Anh biết đấy, tình trạng toàn bộ khu kinh tế Thủy Châu chúng ta trên toàn tỉnh cũng không phải là tốt nhất. Nếu hôm nay cấp cho Hồng Liên 50 triệu, ngày mai toàn bộ người phụ trách khu Đông Hồ hoặc huyện thị trấn phía dưới đến đòi tiền, chắc chắn là chút tiền của tài chính thành phố cũng chẳng đủ phân phát cho bọn họ. Hơn nữa, sắp đến cuối năm rồi. Dù sao cũng phải chừa chút để xử lý việc ăn Tết có phải không nào? Hừ, người nào đến phải bảo kẻ đó đi lên tỉnh xin được tiền về trước. Nếu có thể lấy được 100 triệu từ trên tỉnh, Đoàn Hải Thiên tôi sẽ cấp cho hắn 50 triệu. Cứ áp dụng mức tiền như vậy mà cấp, không có bản lĩnh mà muốn đòi tiền của thành phố, về sau một đồng cũng không cấp cho. Có bản lĩnh thì hãy đến tỉnh hoặc thủ đô đòi tiền trước. Lấy được tiền rồi thì chúng ta cấp cho một nửa số ấy. Đoàn Hải Thiên kia sầm mặt lại, nói. Vậy được rồi, cứ làm như thế. Chu Sâm Mộc bất đắc dĩ gật đầu, tuy nhiên, lão già này vẫn thầm khâm phục biện pháp của Đoàn Hải Thiên là rất tốt, ít nhất có thể ngăn chặn miệng lưỡi của cấp dưới. Dùng tỉnh ủy làm lá chắn, đây đúng là cách tuyệt diệu. Đi ra khỏi phòng hội nghị của ủy viên thường vụ, Diệp Phàm cảm nhận được vài luồng sát khí mơ hồ, nhất là bí thư Vu Tây Dương của khu Đông Hồ thì sát khí đặc biệt nặng. Ha ha. Bí thư Vu, nghe nói anh cũng kiếm được không ít. Vậy hãy khẩn trương đòi phó chủ tịch thành phố Chu cấp cho một nửa đi. Cũng không tệ đâu, nếu bí thư Vu có thể kiếm về được 200 triệu, quá tốt, thành phố sẽ cấp cho 100 triệu. Vậy thì tôi có thể chúc mừng bí thư Vu rồi. Diệp Phàm quay đầu, thản nhiên hướng tới Vu Tây Dương cười nói. Trong lòng thì muốn bóp chết lão già này, bởi vì Vu Tây Dương cũng đi lên tỉnh đòi tiền, đương nhiên cũng là chuyện cải tạo thành phố. Ai biết là cần tới những 10 triệu, suýt chút nữa làm hỏng việc của ông đây. Ha ha, tôi sao có thể so sánh với Bí Thư Diệp. Bí Thư Diệp là người tài ba, tôi chỉ có thể là hạng tiểu tốt thôi. Vu Tây Dương nét mặt tươi vui nói. Gã quay sang nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Tuy nhiên, khu kinh tế mới Hồng Liên đã đầu tư không ít tiền rồi. Khi chủ tịch thành phố cố phụ trách trước đây nghe nói chỉ kiếm được từ Bắc Kinh gần 100 triệu.
còn chính quyền thành phố cũng cấp cho gần 100 triệu. Nhưng mà, cuối cùng Hồng Liên này cũng sẽ trở thành Hồng Liên lụn bại thôi. Mẹ Hiền có nhiều con trai hư hỏng, tôi có chút lo lắng, Hồng Liên này trở thành kho vàng. Tiền càng nhiều thì sẽ càng lụn bại. Ha ha, Bí thư Diệp cần chú ý một chút. Vu Tây Dương nhăn nhở cười Diệp Phàm một trận. Xin cảm ơn Bí thư Vu đã nhắc nhở, nhưng xin Bí thư Vu yên tâm. Người mẹ mà thất bại thì tất cả những thằng con trai trong nhà đều thất bại. Tôi à, là từ trong khe suối nghèo bò lên, căn bản là không biết đến những cái gì gọi là xa hoa, đương nhiên cũng không bàn đến lụn bại gì rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, mấy câu nói vừa tuôn ra, vẻ mặt tươi cười của Vu Tây Dương quả nhiên không còn nữa, chỉ hừ một tiếng rồi đi. Diệp Phàm, buổi tối tìm một chỗ nào đó, chúng ta nói chuyện. Lúc này, trưởng ban tổ chức cán bộ Phí Ngọc khi đi lướt qua bên cạnh Diệp Phàm nói nhỏ. Chương 1427, sự quyến rũ của Phí Ngọc. Được, đêm đi tắm suối nước nóng cũng rất tốt. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Phí Ngọc vừa nghe, khuôn mặt lập tức có chút ửng đỏ lên, vì cô nghĩ tới lần trước cùng Diệp Phàm đi sơn trang ôn tuyền ở thành phố Mạc Hương. Lúc thằng cha này còn lấy cây mây giả làm rắn nước để dọa mình, về sau bị thằng nhãi này chấm mút. Vừa nghĩ đến đây, toàn thân Phí Ngọc có chút nóng ran, liếc xéo thằng cha này một cái rồi chậm chậm chạy đi. Có một ủy viên thường vụ chú ý tới hiện tượng bất thường này, trong lòng suy nghĩ cái gì bất ngờ có thể khiến trưởng ban Phí chạy đi mất. Đương nhiên, ủy viên thường vụ dù có nằm mơ cũng không nghĩ ra được nội tình trong đó. 7 giờ tối, màn đêm buông xuống. Một đôi nam nữ ngồi trong một chiếc Santana. Vài năm không gặp, cậu đã trưởng thành rồi, hai. Phí Ngọc ngồi lái xe, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thở dài. Tôi vốn dĩ đã rất trưởng thành mà. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, liếc mắt nhìn Phí Ngọc một cái, phát hiện cô tuy nói đã 30 tuổi rồi nhưng dường như càng quyến rũ mê hoặc hơn nhiều. Cô mặc một chiếc váy đen dày, trên người mặc chiếc áo trắng, mang theo đường viền hoa của chiếc áo lót mỏng, khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng. Bộ ngực căng vẫn lộ ra bên ngoài, trong sự quyến rũ lại ẩn chứa phảng phất nét ưu buồn khó hiểu. Chị Phí có tâm sự à? Diệp Phàm hỏi. Mọi người đều có tâm sự, cậu dám nói cậu không có tâm sự sao? Phí Ngọc thản nhiên nói. Bọn họ đều khỏe chứ? Diệp Phàm hỏi, thở dài, nói tiếp. Đã lâu không trở về Ngư Dương, cũng không biết đã thay đổi thế nào rồi. Vẫn như trước thôi, bốn đại gia tộc tranh đấu không ngừng. Tạ Cường tuy nói đã thất thế, nhưng lại mọc ra Mã gia. Mã Cương của Mã gia so với Tạ Cường còn cao hơn một bậc. Ngọc gia, Phí gia, Tiêu gia, Mã gia bốn đại gia tộc lại bước lên chiến trường Ngư Dương, nói những luận điệu cũ rích, tranh giành không ngớt, khi nào mới là kết thúc đây? Nói lời khó nghe, anh của tôi có khi cũng bị Mã Cương vờn đến sứt đầu mẻ trán. Thật sự mệt mỏi, trước kia, khi tôi ở Mạc Hương, anh trai tôi cả ngày chỉ chạy đến lải nhải nói tôi phải giúp đỡ. Cho nên, tôi đành chạy đến Thủy Châu vậy, vốn định nhàn hạ một chút, tuy nhiên, hình như là trốn không được. Phí Ngọc thở dài, có chút chua xót. Tạ gia chắc là kết thúc rồi. Diệp Phàm hỏi. Sau khi Tạ Cường của Tạ gia bị lật đổ, trên toàn Ngư Dương đã nổi lên mấy gia tộc khác. Thằng con Tạ Đoan đã không còn thế lực gia tộc ủng hộ, vẫn bị bốn đại gia tộc chèn ép rất thảm. Nhớ năm đó, khi cậu là bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền, Tạ Đoan đã là chủ tịch thị trấn. Không ngờ đến bây giờ, Tạ Đoan vẫn là bí thư đảng ủy thị trấn. Năm trước vốn là nói để bạt chức phó chủ tịch huyện, tuy nhiên, cuối cùng vẫn là bị Mã Cương gây cản trở. Mà hiện giờ cậu, đường đường chính chính đã là phó bí thư thành ủy rồi. Hơn nữa còn nắm trong tay khu kinh tế trọng điểm như khu kinh tế mới Hồng Liên. Hai người khác biệt quá lớn, như trời và đất cũng không đủ hình dung. Phí Ngọc có chút cảm phục, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ánh mắt lộ ra có chút tán thưởng, thích thú kỳ lạ. Chỉ là mỗi người gặp hoàn cảnh khác nhau thôi, mỗi người có cách sống khác nhau. Có lẽ, chức vụ của Tạ Đoan so với tôi thấp nhưng cuộc sống của anh ta tự do hơn, không cần chọn nặng gánh hai vai như tôi. Nếu đổi lại là Tạ Đoan, chắc hẳn đã sớm bị đè bẹp dí rồi. Diệp Phàm thở dài, mắt liếc nhìn Phí Ngọc một cái, hỏi. Sao cô không làm ở tỉnh? Năng lực và chức vụ có quan hệ trực tiếp, Tạ Đoan không gánh vác được gánh nặng. Cho nên anh ta chỉ là một bí thư thị trấn. Còn cậu có năng lực, đương nhiên sẽ không giống như thế.
muốn đi tỉnh à, hai, khó. Hơn nữa, làm ở tỉnh có ích lợi gì, vẫn chỉ là chức phó giám đốc sở gì đó. Phí Ngọc thở dài. Vừa nói chuyện, xe đã đến suối nước nóng Dạ Đô. Suối nước nóng Dạ Đô được xây dựng trên một sườn núi, cách Thủy Châu nửa giờ lái xe. Suối nước nóng sơn trang thấp thoáng bên trong một mảng màu xanh lá mạ. Từ chân núi nhìn lên thì có thể nhìn thấy ánh sáng của nhiều chấm đèn trên thuyền chài từ trong cây trúc đại thụ hắt ra. Chúng ta thuê một phòng được không? Diệp Phàm quay đầu hỏi. Cậu, muốn làm gì? Phí Ngọc thốt ra một câu như vậy. Sau khi nói ra cảm thấy thực sự rất mờ ám, giống như có người dụ dỗ cô phạm tội, mặt cô lập tức đỏ ửng. Chị nói xem. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, giơ tay vuốt vài lọn tóc trên trán Phí Ngọc. Cậu sắp đặt là được. Phí Ngọc nói, mặt hơi đỏ, dưới ánh đèn dịu nhẹ lại càng có vẻ mê hoặc dịu dàng. Diệp Phàm nhất thời đứng ngây ra nhìn, nhờ vào bóng cây đại thụ, hắn lại giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Phí Ngọc. Phí Ngọc cũng không tránh ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thở dài. Tôi có phải đã già rồi phải không, trên mặt chắc đã có nếp nhăn rồi. Cô không già, giống cô bé mới 20 tuổi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha! Phí Ngọc đột nhiên mỉm cười, lườm Diệp Phàm một cái, nói. Nói dối hay lắm, tôi đã 30 tuổi đầu, còn so bì sao được với người trẻ tuổi gì đó của cậu. Người ta nói, trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già, hai. Chị Phí thật sự chưa già, trong lòng tôi, cô mãi mãi trẻ trung. Diệp Phàm nói, đi vào một đại sảnh làm thủ tục. Một nhân viên phục vụ xinh đẹp dẫn bọn họ tới một tòa lầu nhỏ trước mặt, được phân làm hai tầng bằng trúc, nói. Thưa anh, thưa chị, bên trong cách biệt với nhân thế. Bên ngoài có tường vây và đại thụ, có nhân viên Dạ Đô tỉ mỉ thiết kế hàng rào tre, xin cứ yên tâm, tận hưởng thỏa thích sự ấm áp, ngọt ngào của đêm tình với suối nước nóng Dạ Đô. Diệp Phàm gật gật đầu, ôm lấy Phí Ngọc, đẩy cửa gỗ ra, nhẹ nhàng cài chốt cửa. Nhìn quanh một lượt. Phát hiện khóm trúc cao lớn thấp thoáng ở trong lầu trúc, căn bản là đến trăng cũng khó có thể thấy, phương diện đảm bảo tính riêng tư này làm được thật chu đáo, vì thế cười nói. Cũng không tệ lắm, thực sự có hứng thú với kiểu cuộc sống điền viên rất cổ đại như thế này. Suối nước nóng đâu? Phí Ngọc cũng là lần đầu tiên đến, không nhìn thấy suối nước nóng. Cũng không rõ lắm, nếu đã gọi là suối nước nóng, không có suối nước nóng còn gọi gì là sơn trang suối nước nóng. Diệp Phàm thuận miệng đáp, tay ôm Phí Ngọc đi vào trúc lầu. Sau khi đi vào bên trong mới phát hiện ra hai tầng lầu nhỏ kỳ thật có chút giống một cái giá ở trong tòa lầu. Trung tâm tầng trệt có một cái ao rộng khoảng 10 mét vuông, thông lên thẳng bầu trời, xuyên thấu qua thủy tinh hữu cơ trong suốt, có thể trực tiếp nhìn đến bầu trời đầy ánh trăng. Mà trong ao đang bốc lên làn hơi nước ấm áp, dịu dàng, không ngờ còn gắn lớp lớp cánh hoa hoa mai, có vẻ rất lãng mạn, thoải mái. Trên lầu hình như còn có một căn phòng, trong tòa lầu hình như có máy điều hòa ở giữa, người đi vào lập tức cảm giác được một tình cảm ấm áp nồng đậm. Thiết kế thật tốt, giá cả cũng không rẻ đâu. Phí Ngọc cười cười. Không đắt, chỉ 10.000 tệ. Diệp Phàm buột miệng nói. Còn không đắt, cậu lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Trong mắt Phí Ngọc hiện rõ chút kinh ngạc, dường như còn có chút lo lắng. Yên tâm, tôi dùng tiền túi của mình. Dù sao tôi cũng có chút bản lĩnh nhỏ, nên cũng kiếm được ít tiền. Chữ tham không có duyên với tôi. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, chuyển động một vòng quanh mình xuống dưới, bên này đập đập, bên kia sờ sờ, chọc cho Phí Ngọc cười khanh khách nói. Cậu làm sao giống một đặc công? Vốn dĩ đã vậy mà, nơi như thế này vẫn nên cẩn thận một chút, nếu chút nữa bị người ta chụp ảnh thì tuyệt. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Xấu tính, cậu muốn làm gì? Không phải là ngâm suối nước nóng sao? Phí Ngọc lườm Diệp Phàm một cái. Thằng cha này vừa thấy, máu đã cuộn dâng, giơ tay kéo một cái, mỹ nhân lập tức ngã vào trong lòng. Chị Phí, chúng ta ngâm nước nóng một chút đi. Diệp Phàm nói nhỏ. Ừ. Ánh mắt Phí Ngọc có chút mê ly, Diệp Phàm nhẹ nhàng tiếp cận đi lên, rốt cục, cảm giác có chút trời đất quay cuồng, hai đôi môi dán chặt với nhau. Lưỡi quấn lấy nhau, Phí Ngọc toàn thân run bần bật. Liều mình đòi làm. Thêm một chút. Diệp Phàm đưa tay một cái, áo của Phí Ngọc nhẹ nhàng rơi xuống. Sau khi áo chít bị lấy ra để lộ ra bộ ngực có hai gò bồng đảo giống nhau, hơn nữa còn vô cùng nhẵn mịn. Không lâu,
chỉ còn lại một mảnh vải che vùng kín. Tay Diệp Phàm vừa mới thò qua, tuy nhiên, bị Phí Ngọc giữ lại, nhẹ nhẹ nói trong miệng. Cứ như vậy được không? Cô dường như có ý nài nỉ dùng miệng hôn. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, vài động tác lên xuống, bản thân chỉ mặc quần đùi, đội huyền ương vào ao nước nóng. Chị à, giúp tôi trà sát một chút nhé. Ở trong ao nước nóng bừng, Phí Ngọc như một chị nữ tỳ, xoay người nhẹ nhàng giúp Diệp Phàm trà sát. Vừa xoa xoa, cô vừa nói. Thật trưởng thành rồi, cơ thịt rắn chắc lên nhiều. Vài năm trước, cậu còn rất non, giống một thư sinh. Tôi khâm phục cậu, cậu là người đàn ông chân chính. Mấy năm nay, cậu chắc không dễ dàng gì. Nhìn xem, trên lưng của cậu hình như có rất nhiều vết thương, có phải kích động rồi đánh nhau với người ta không? Cậu tuy nói tuổi còn trẻ, nhưng hiện tại đã thân phận địa vị cao, tính không thể quá trẻ con. Cảm ơn, tôi sẽ chú ý. Về sau nếu muốn đánh nhau thì sẽ nhớ đến lời chị Phí nói, không đánh nữa. Tôi cũng giúp chị Kỳ cọ một chút. Diệp Phàm nói, giơ tay sang, Phí Ngọc không phản đối. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện Phí Ngọc phản ứng rất mạnh mãnh liệt, hình như sợ buồn vậy. Mình chẳng qua chỉ mới sờ mó cô ấy một chút, không ngờ toàn thân cứ run lên như lên cơn sốt. Hơn nữa, hai chân cũng khép quá chặt, bộ ngực phập phồng như cuộn sóng cũng run rẩy như vậy, rõ ràng còn nghe được tiếng tim cô ấy đập thình thịch. Chị à, chỗ này còn đầy đặn cao ngất như vậy, hình như chưa từng sinh con, hơn nữa, còn nguyên 10 phần. Diệp Phàm cười, nói nhỏ. Vốn dĩ sẽ không sinh. Phí Ngọc vừa nói lời đó ra, tay Diệp Phàm lập tức dừng một chút, nhìn cô có chút kinh ngạc. Hai. Phí Ngọc thở dài. Không sinh cũng không sao, hiện tại rất nhiều cặp vợ chồng ngoại quốc cũng không muốn có con. Dù sao có tiền đủ dưỡng lão là được. Diệp Phàm cười cười. Hắn là tên khốn khiếp, ô. Phí Ngọc bất ngờ nghẹn ngào thốt ra. Thế nào, hắn ức hiếp chị à? Nói với em đi. Ông đây sẽ xử lý hắn. Diệp Phàm nói, trong ánh mắt có chút ham dọa. Hắn là do chú chị giới thiệu, bố hắn rất tốt với bố và chú chị. Tuy nhiên, tên khốn khiếp này, ở đêm tân hôn không ngờ, không ngờ. Phí Ngọc khóc rất thương tâm, nằm dựa ở trong lòng ngực Diệp Phàm khóc thút thít. Không ngờ thế nào, đồ chó. Diệp Phàm toàn thân tràn đầy sát khí tỏa ra. Thật lâu sau, Phí Ngọc lắc lắc đầu, không nói nữa. Chị. Nói ra đi, sống sẽ đỡ hơn nhiều đấy. Diệp Phàm nói. Thôi vậy, đều trôi qua rồi. Bây giờ hai chúng ta, ai an phận người nấy. Phí Ngọc lắc lắc đầu, vươn lưỡi nhẹ nhàng. Hơi nước dày đặc, trên ghế sofa bên cạnh ao, hai cơ thể đang giằng co điên cuồng cùng một chỗ. Có vị tướng quân đang trong máy điều quân đại sát tứ phương. Thật lâu sau, đêm tĩnh lặng. Diệp Phàm mở mắt, phát hiện Phí Ngọc cau nhíu mày. Không ngờ đang ở cắn răng răng, không khỏi nói. Vừa rồi có phải em quá mạnh không? Rất xin lỗi, làm đau chị rồi. Chương 1428, bán tòa nhà chính phủ. Đây là đêm đầu của tôi. Phí Ngọc ngượng ngùng ấp úng nói, lập tức khiến Diệp Phàm ngây ra như phỗng. Hắn liếc nhanh ra xung quanh và đột nhiên tròn mắt thấy một vệt máu hồng, giống như hoa mai đang rớt loang lổ từng vệt một trên tấm ga trắng tinh của chiếc ghế salon. Dễ khiến người khác phải chú ý. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Phàm tự cảm thấy mình lắp bắp đến nỗi lời nói ra cũng không rõ ràng. Hơn nữa, niềm tự hào của một thằng đàn ông đang tràn ngập trong lòng hắn. Có thể nắm giữ được con tim của người phụ nữ, dù chỉ là cuộc tình vụng trộm thì cũng đủ khiến cho người ta phấn chấn. Huống hồ Phí Ngọc kết hôn đã mấy năm nay rồi, có nằm mơ thì hắn cũng không ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy đến với mình. Hai. Phí Ngọc thở dài, thật lâu sau mới nói. Đêm đó, hắn uống say, vừa ôm lấy tôi muốn làm loạn lại vừa gọi tên một người đàn bà khác. Tôi vừa nghe thấy đã hiểu ra ngay nên. Phí Ngọc không muốn nói tiếp nữa. Đồ chó má, xem em phải đánh gãy cái chân chó của hắn. Diệp Phàm nghiến răng. Thôi, đều đã qua rồi. Tôi có thể trao nó cho cậu, thật sự rất hạnh phúc. Lúc đầu, khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên ở Ngư Dương. Dường như đó là ý trời. Lúc đó, trực giác cho tôi biết rằng trong cuộc đời này, tôi và cậu sẽ có thể phát sinh mối quan hệ gì đó. Nhưng sau này gặp phải bao trắc trở và rồi mấy năm trôi qua. Chúng ta người Bắc kẻ Nam, chẳng thể gặp nhau. Nếu không phải cậu quay trở về Thủy Châu, chắc hẳn là cậu cũng rất khó nhớ đến tôi.
Nhưng cũng tốt, cuối cùng, tôi thật sự mãn nguyện rồi. Phí Ngọc nằm gọn trong lòng của Diệp Phàm, giống như một chú mèo nhỏ đã mệt nhoài, lười biếng nói. Dáng vẻ lười biếng cuộn tròn ấy khiến cho đám đàn ông xao xuyến tâm hồn. Thật là một đêm tình tuyệt đẹp của đôi trai tài gái sắc. Diệp Phàm, thái độ của em hôm nay hơi cương quá. Tên Chu Sâm Mộc này hôm nay đã bị cậu làm cho bẽ mặt. Tôi ỷ e rằng sẽ có lúc hắn chơi xỏ cậu. Loại người này có thù phải trả, rất giỏi thù dai, ngay cả bí thư đoàn có lúc cũng phải nhường hắn ba phần, bằng không, khu kinh tế mới Hồng Liên cũng sẽ không bị làm tan nát như thế. Cái này, chắc chắn có liên quan nhất định đến sự dung túng của Phó Chủ tịch thành phố Chu. Phí Ngọc nằm nghiêng trên giường đệm, nói. Quan hệ của ông ta và Cố Nhất Vũ cũng không tệ đúng không? Diệp Phàm nói, đồng thời không thể hiện chút lo lắng nào. Bí thư đoàn không thích Cố Nhất Vũ đâu, trái lại ông ta thì luôn giúp đỡ họ Cố này. Phí Ngọc nói tiếp. Mặc kệ, miễn là ông ta không gây chuyện với em là được. Thật sự muốn gây khó dễ cho em thì em sẽ chơi với ông ta một chút vậy. Diệp Phàm nói, mắt liếc nhìn Phí Ngọc và nói tiếp. Này, chị Phí, nếu có cơ hội có muốn thăng tiến thêm một bậc nữa không? Tăng thêm một bậc, ai làm lãnh đạo mà chẳng muốn, nhưng chị Phí chỉ là phận gái. Đàn bà mà so sánh với tụi đàn ông cậu thì sống càng mệt mỏi. Phí Ngọc thở dài. Sau này, có chuyện phiền phức gì thì cứ nói cho em, có lẽ sẽ có biện pháp. Diệp Phàm nói. Tôi biết. Phí Ngọc nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Sau này trong thường vụ hội nghị, tôi ủng hộ cậu là được rồi. Em nói gì, chị làm nấy có phải không? Diệp Phàm ha ha cười gượng một tiếng. Xấu tính. Phí Ngọc lườm Diệp Phàm một cái. Cô dựa đầu lên bờ ngực vạm vỡ của hắn. Dường như cô đã tìm được bến đỗ ấm áp, một lát sau đã ngủ thiếp đi. Ngày 3 tháng 2, tòa nhà song tử tinh lầu của khu Hồng Liên được tổ chức bán đấu giá ngay tại trụ sở. Đăng ký tham gia đấu giá không ngờ lại có đến những 10 đơn vị. Những người xem xung quanh càng nhiều hơn, đám đông đứng chật hết cả hội trường. Diệp Phàm còn mời riêng công chứng viên bên phòng công chứng đến làm thủ tục ngay tại đây. Kỳ lạ là chính quyền thành phố và thành ủy Thủy Châu chẳng ai đến, chắc là sợ rước họa vào thân đây. Việc bán tòa trụ sở ủy ban cũng là bất đắc dĩ. Nếu như thật sự có cao thủ ra tay thì hẳn muốn hớt tay trên rồi. Đoàn Hải Thiên dù sao cũng có việc đến nơi khác. Lúc đầu, Phí Ngọc nói muốn đến nhưng Diệp Phàm không cho đến. Vụ bán đấu giá lần này dùng hình thức nâng thẻ bài để hô tăng giá, nâng thẻ bài lên một lần không nói cũng đã trực tiếp tăng giá đến 1 triệu. Mãi cho đến khi các nhà báo của các tòa soạn lớn ùn ùn kéo đến, Diệp Phàm trông thấy một bóng dáng quen thuộc, Lan Điền Trúc, một trong 4 hoa khôi của Thủy Châu. Cô vẫn có vóc dáng thon thả như thế, vẫn chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt giống như một loài cây xương rồng đến hội trường hoạt động. Vì loài hoa này có gai nên gọi nó là hoa xương rồng. Không lâu sau, xe săn tin của đài truyền hình tỉnh cũng đến. Trong khi nhìn thấy một phát thanh viên vận đồ công sở đi đến, Diệp Phàm bỗng ngây người ra. Hóa ra là Tống Trinh Giao. Hôm nay, cô đổi kiểu tóc công chúa, toát lên vẻ đoan trang, thuần khiết. Nghe nói, cô ấy bây giờ là nhân vật trụ cột của đài truyền hình tỉnh rồi. Nhìn gì thế bí thư Diệp, bị Trinh Giao nhà chúng tôi làm cho hoa mắt rồi có phải không? Đúng lúc Diệp Phàm đang phân tâm thì bên tai vang lên một giọng cười thân thuộc nhẹ nhàng. Biết đó là Lan Điền Trúc, anh chàng buột miệng cười nói. Trinh Giao càng ngày càng xinh. Như đóa phù dung nở trên mặt nước. Tôi nhìn mà còn lưu luyến nữa là. Hừ, biết rồi mà còn bỏ rơi người ta. Đồ ngụy quân tử. Lan Điền Trúc hừ một tiếng. Thằng nhãi này đột nhiên quay lại, mau miệng thêm luôn một câu. Trông cô cũng đâu đến nỗi nào, Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người một vẻ mà. Tống Trinh Giao cũng nhìn thấy, đồng chí Diệp Phàm đang làm bộ vờ không quen biết mình mà nói đôi câu gì đó với Lan Điền Trúc thì sắc mặt trùng xuống và bất chợt cười nhạt đi đến. Cô đỡ lấy chiếc micro, hỏi. Xin hỏi bí thư Diệp, vì sao anh lại muốn bán đấu giá tòa nhà chính phủ này? Nghe nói song tử tinh lầu này lúc đầu được đầu tư tốn đến hơn 30 triệu mới xây lên được. Chắc hẳn các anh mới dọn vào đó. Làm như vậy liệu có phải là hao người tốn của không? Theo như tin đồn của dân chúng, chính quyền Hồng Liên vẫn còn thiếu nợ một khoản lớn, không có tiền trả nên buộc phải đem bán tòa nhà chính phủ. Khu Hồng Liên là một đặc khu kinh tế mới nổi tiếng ở Thủy Châu, được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt của chính phủ,
còn được chính quyền tỉnh ủy đặc biệt giúp đỡ. Có phải sự thật như tin đồn đại bên ngoài, toàn bộ tiền mà chính phủ cấp đều bị một số quan chức các anh ăn hết sạch rồi? Nghèo đến nỗi hiện nay ngay cả tòa nhà chính phủ lại muốn bán để tiếp tục ăn uống sao? Miệng lưỡi của Tống Trinh Giao lúc đó giống như khẩu súng máy, bắn tằng tằng liên tục, nhắm thẳng vào người đồng chí Diệp Phàm. Vừa nhìn thấy máy quay dài, toàn bộ ánh mắt của mọi người đổ dồn lại. Hơn nữa, mỹ nữ truyền thông đang nổi giận, việc này quả là có trò hay để xem. Nhìn từ tầm mắt mình, Diệp Phàm phát hiện ra Lan Điền Trúc đang âm thầm giơ ngón tay cái lên về phía Trinh Giao. Trong lòng hắn ta chợt lạnh, thầm nhủ phải chăng hai người đẹp này đang hợp tác để chỉnh mình. Ha ha, tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Sự thật không phải là như thế. Diệp Phàm tiếng nói thanh thanh, bình tĩnh trả lời, ngừng lại một lúc, nhìn về phía trăm nghìn người xem một cái và đột nhiên cười nói. MC Tống, kiểu tóc của cô hôm nay rất đẹp. Lập tức, một tràng cười vang lên như sấm rền. Tống Trinh Giao lườm Diệp Phàm một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xin đừng cố ý chuyển đề tài, lời bí thư Diệp vừa nói, tôi đây liệu có thể coi như bí thư Diệp cố ý chuyển chủ đề không? Trong việc giao bán xong Tử Tinh Lầu phải chăng có mục đích không thể công bố? Ngôn từ thật sắc bén, từng bước ép sát. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng một câu nhưng ngoài mặt thì phơi phới như gió xuân, nói. Vừa rồi chỉ là đùa cho vui thôi. Tuy rằng tôi là bí thư quận ủy Hồng Liên, nhưng tôi cũng là người thôi. Nếu nói ra vì sao muốn bán tòa nhà này thì tôi chỉ muốn nói rằng, đó chính là vì toàn tâm toàn ý phục vụ cho dân mà thôi. Nói lung tung, toàn tâm toàn ý để phục vụ nhân dân khu Hồng Liên. Các anh bán tòa nhà này, phải chăng lại xây tòa nhà khác? Những lãnh đạo các ông cho rằng chúng tôi không biết có phải không? Thủ đoạn nói phá rồi xây. Xây rồi phá còn đầy rẫy ra đấy. Hơn nữa, xây một tòa nhà mới chẳng phải lại phải bao thầu công trình sao? Đến lúc đó, anh một tay che bầu trời Hồng Liên này, đường đường là một bí thư lại không kiếm đầy túi à? Tôi là phóng viên truyền hình tỉnh Lan Điền Trúc, xin mời bí thư Diệp trả lời. Lan Điền Trúc vẫn cầm chiếc micro lên, bắt đầu làm mưa làm gió. Phóng viên Lan nói quá đúng, tất cả lãnh đạo đều như thế cả, cái này gọi là dỡ lại xây. Xây lại dỡ, lòng vòng mãi rồi thì bao nhiêu tiền của lại lọt vào tay bọn họ. Mà tất cả thiệt hại đều là của nhà nước thôi, người thật sự bị hại lại chính là người dân chúng ta. Lúc này, một giọng lớn giống giọng của một vị nhà báo lên tiếng. Giọng này nói qua micro truyền tới rất xa. Anh làm cho tòa soạn nào? Diệp Phàm ngắm chăm chú gã để rìa, trong lòng giật mình, cảm thấy gã này không giống nhà báo mà giống như do một kẻ chủ mưu cử đến. Tôi làm ở tòa soạn nào không quan trọng, vấn đề mấu chốt là sự thực chính là như vậy, bí thư Diệp không trả lời được phải không? Tên này nói đến đây, liếc sang mọi người một cái, nói tiếp. Mọi người nhìn thấy chưa, trước mặt bao phóng viên và các nhà truyền thông mà anh ta còn muốn tra ra nguồn gốc của tôi, phải chăng sau vụ này muốn trả đũa? Tôi chỉ là một nhà báo bình thường, dân không đấu lại được với quan. Cho nên tôi không dám nói tên, tôi rất sợ. Mọi người nói có phải không? Xin đừng nói tôi là nhát gan, tôi cũng là chỉ người thôi. Ha ha, gan cậu không nhỏ đâu. Diệp Phàm lên giọng hách dịch, muốn xem gã này muốn dở trò gì. Tuy nhiên, mọi người ở hội trường bị kích động mạnh. Có người hét lên, kiên quyết đả đảo bọn tham quan, không thể để tiền của nhà nước bị ăn hết được. Nhân dân khu Hồng Liên hãy đứng dậy, trừng trị lũ tham quan. Tên Diệp kia, mau khai ra sự thật đi. Một phụ nữ hét lên. Đủ chưa vậy? Đột nhiên, âm thanh từ chiếc micro vang lên như sấm nổ. Tất nhiên là micro của Lan Điền Trúc bị Diệp Phàm cướp đi. Vừa rồi Diệp Phàm đột nhiên như làm trò mê thuật khiến mọi người tạm thời bình tĩnh lại. Chỉ nghe thấy một tiếng phù, Tống Trinh Giao liền giựt lại chiếc mic và vỗ vỗ tay vào đó, nói giọng phẫn nộ. Đồng chí hét nát chiếc mic rồi. Sao âm thanh chiếc mic lại ồm ồm thế này? Đường đường là một phó bí thư thành ủy Thủy Châu mà như kẻ hát dòng ấy. Đến đây, đổi cái khác. Xin lỗi, đã lớn tiếng một chút. Diệp Phàm nhận lấy chiếc mic rồi nói, nhìn mọi người một cái và nói tiếp. Nói về việc tại sao phải bán xong Tử Tinh Lầu, tôi vừa nãy có nói qua là toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân khu Hồng Liên thôi. Vì sao nói như vậy, nguyên nhân là có mấy thương gia lớn nói thích xong Tử Tinh Lầu.
Chẳng hạn như tân công ty do công ty truyền thông Giang Nam liên doanh với tập đoàn Kim Bảo Điệp Hồng Kông, còn có công ty do tập đoàn Kim Thế Giới và tập đoàn Bảo Đức Lai hợp tác. Khách hàng đã có nhu cầu, chúng tôi bằng lòng nhượng lại tòa nhà chính phủ. Một là để lôi kéo Kim Phượng Hoàng đến, mọi người nói xem, có khách hàng lớn đến đầu tư, chẳng lẽ khu Hồng Liên này lại càng gay gâu sao? Hai là một phần tiền bán đấu giá sẽ dùng để xây lại trụ sở làm việc mới. Mọi người cũng biết, khu Hồng Liên là một đơn vị lớn như vậy, có đến mấy trăm người làm việc. Không có văn phòng làm việc thì chắc chắn không được. Tuy nhiên, tôi có thể nói rõ một chút, trụ sở làm việc mới chỉ trị giá bằng một nửa số tiền bán đấu giá được. Số tiền còn lại dùng để làm gì? Dùng cho phương diện quy hoạch xây dựng khu Hồng Liên hoàn toàn mới, chẳng hạn như trong các lĩnh vực thủy điện, bưu chính viễn thông, đường xá, cầu cống. Diệp Phàm nói tới đây, cố tình ngừng lại để cho mọi người thấm hết những lời nói của mình trước. Chương 1429, Phí Đại Công Tử muốn nhờ vả. Hơn nữa, ít nhất trước khi trụ sở mới còn chưa xây xong, chúng tôi tạm thời chỉ có thể chuyển đến nhà máy khóa Kỳ Lâm làm việc. Đến lúc đó, nếu mọi người có việc cần tìm tôi, xin hãy đến nhà máy khóa Kỳ Lâm trước đây. Chắc hẳn chính quyền khu kinh tế mới Hồng Liên chúng tôi sẽ ở đó trong vài tháng. Huống hồ, chẳng lẽ Diệp Phàm tôi ăn cơm no không có việc gì làm, trụ sở tốt như thế không muốn ở, lại muốn chuyển đến nơi tồi tàn làm việc sao? Điều tôi muốn nói là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân khu Hồng Liên. Đây là lời nói từ đáy lòng của tôi, cũng là tiếng nói từ đáy lòng của toàn thể các cán bộ trong bộ máy lãnh đạo khu Hồng Liên chúng ta. Ở đây, lời nói của Diệp Phàm tôi nặng tựa như núi, khu kinh tế mới Hồng Liên sau khi quy hoạch lại sẽ có diện mạo hoàn toàn mới trước mặt các vị. Lời nói của Diệp Phàm tương đối thấu tình đạt lý, hội trường tạm thời trầm lặng. Các đồng chí hãy cùng nghĩ xem, bí thư Diệp có thể quyết định như vậy, đó là cần dũng khí rất lớn. Đầu tiên không phải chịu đựng búa rìu dư luận. Khu Hồng Liên chúng ta dưới sự lãnh đạo chủ chốt của Bí Thư Diệp nhất định sẽ đi trên con đường ngày càng sáng lạng. Có lẽ trong lòng mọi người vẫn còn nghi ngờ. Tôi xin kể ra một câu chuyện. Huyện Ma Xuyên của Đức Bình, chắc mọi người đều nghe nói qua rồi, là huyện nghèo nhất toàn tỉnh, thế nhưng bây giờ thì sao, đã lọt vào top 40 huyện mạnh nhất toàn tỉnh. Lúc đó, chính là lúc Bí Thư Diệp bắt đầu đến huyện Ma Xuyên nhậm chức chủ tịch huyện. Công trình trọng điểm quốc lộ Thiên Tường của tỉnh chúng ta chính là do Bí Thư Diệp khi đảm nhiệm chức chủ tịch huyện đã chạy ngược chạy xuôi mới có được 450 triệu xây dựng nên. Mọi người đến Đức Bình nhìn xem, ở thôn Đại Vũ của Đức Bình còn lập một đồng pho tượng, đó là sau khi Bí Thư Diệp chuyển công tác đến Việt Đông, nhân dân quận Đại Vũ trong suốt hơn một năm dòng tự quyên góp tiền đúc thành. Lúc này, vệ sơ tỉnh bước lên kể lại. Còn Lan Điền Trúc và Tống Trinh Giao vỗ tay đầu tiên, lập tức lan truyền. Tiếng vỗ tay như sấm rền, cả hội trường lại ầm ĩ. Có người hét lên, là có pho tượng thật, là thật đấy. Tôi chỉ vì mọi người làm chút chuyện nhỏ, không ngờ mọi người còn nhớ đến tôi. Tôi nghĩ, đã làm quan, thời cổ đại cũng có những kẻ vơ vét của dân sạch sành xanh. Từng có một điển cố, nói là một quan huyện bị điều đi nơi khác. Lúc ra đi, dân chúng tặng một bức tranh chữ cho hắn, bên trong viết trời cao ba thước. Lúc ấy quan huyện còn khá cao hứng, xúc động nói là mọi người vẫn tín nhiệm ta, này không, dưới sự cai trị của ta, trời đều cao ba thước, xanh cao vời vợi, trời quang mây trắng. Nhưng sau khi được cao nhân cho biết, người ta nói, đất bị ngươi cào đi ba thước, đương nhiên trời liền cao ba thước có phải hay không? Mà điều Diệp Phàm tôi muốn nói chính là, cán bộ đảng, tuyệt đại đa số vẫn có thể là lãnh đạo tốt vì dân phục vụ. Chúng tôi đến Hồng Liên không phải vì vơ vét sạch sẽ của dân, mà là vì làm cho Hồng Liên càng tốt đẹp hơn. Tin tưởng tôi, tin tưởng đảng của chúng ta, ngày mai của Hồng Liên nhất định sẽ càng huy hoàng. Sau khi Diệp Phàm nói xong, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đồng chí trưởng ban thư ký quận ủy Phạm Đông Bằng tuyên bố bắt đầu bán đấu giá. Buổi đấu giá rất thành công, khu đất rộng của Song Tử Tinh Lầu của chính phủ cuối cùng là được công ty truyền thông Giang Nam mua với giá 80 triệu. Mà trong lúc cạnh tranh đấu giá, các công ty, tập đoàn như Bảo Đức Lai cũng ra hết giá, chẳng hạn như quảng cáo miễn phí. Ngài Tổng Giám đốc Đinh Xuân Thu của công ty mới do Kim Thế Giới góp vốn với Bảo Đức Lai thành lập, lúc này cũng bày tỏ thái độ hy vọng khu kinh tế mới Hồng Liên có thể quy hoạch một lô đất để cho họ xây dựng trụ sở tổng công ty. Mấy công ty đồng thời muốn ký kết hợp đồng, vốn đầu tư dự tính phút chốc đã đạt tới hơn 100 triệu. Buổi tối, Đài Truyền hình tỉnh và Đài Thủy Châu đồng phát sóng.
khu kinh tế mới Hồng Liên lại càng thu hút sự chú ý. Người Thủy Châu bàn về Phó Bí Thư Diệp, nhất thời trở thành chủ để tán gẫu trong lúc rảnh rỗi. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm dẫn theo các cán bộ khu Hồng Liên tới nhà máy khóa Kỳ Lâm, phát hiện tuy nói đã dọn dẹp, sang sửa hoàn toàn nhưng tạm thời vẫn còn phải quét sơn, song vẫn khó che đi được vẻ cũ nát của nhà máy. Tòa nhà cũng có 3 tầng, chỉ có điều đều cũ nát không chịu nổi. Vì nhồi nhét đến mấy trăm nhân viên công tác, nên đến nhà xưởng đều cải tạo thành văn phòng tạm thời. Ở giữa dùng ván ép đơn giản để ngăn ra làm các phòng. Trên cửa cũng treo tấm biển nhưng có vẻ hơi loạn. Bí thư Diệp, phòng làm việc của cậu ở trên tầng 3, tôi dẫn cậu đi xem một chút. Lúc này, trưởng ban thư ký quận ủy Phạm Đông Bằng có vẻ tương đối cung kính nói. Diệp Phàm vừa thấy đã hiểu ra, cảm thấy văn phòng này ban đầu nhất định là phòng làm việc của giám đốc xưởng. Cũng không tệ lắm, không ngờ là một phòng nhỏ, tuy nói hơi nát một chút nhưng đồ dùng bên trong đều là mới. Trên vách tường sau chiếc ghế dựa còn có một bức tranh chữ, viết an toàn trách nhiệm nặng như núi Thái Sơn. Thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm bức tranh chữ, sắc mặt Phạm Đông Bằng tối sầm lại, nghĩ rằng Bí thư Diệp mất hứng, vội vàng nói. Bí thư Diệp, bức tranh chữ này tôi đã xem qua, dù sao cũng là do một nhà thư pháp có chút danh tiếng ở tỉnh chúng ta viết ra. Vốn định bóc ra giữ lại nhưng nhất thời quên mất, tôi lập tức cho người đi bóc ra. Không cần bóc, viết quá hay mà. An toàn trách nhiệm nặng như núi Thái Sơn, nói rất hay, nói rất hay. Diệp Phàm cười hỏi. Có phòng họp không? Có. Phạm Đông Bằng lại cười, dẫn Diệp Phàm đi dạo thăm phòng họp. Gọi tất cả mọi người lại đây, chúng ta ngồi thoải mái một chút. Diệp Phàm đặt mông lên ghế ngồi. Không lâu sau, những người như Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên bọn người đều tới rồi. Các đồng chí, mọi người cũng thấy rồi, điều kiện rất kham khổ. Tôi không ngờ lại có cảm giác mới mẻ giống như đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Các đồng chí có cảm giác gì cũng có thể nói ra. Tuy nhiên, tôi tin tưởng tất cả mọi người đều từ những địa phương gian khổ rèn luyện mà ra, hẳn là có thể trải qua được những khảo nghiệm khắc nghiệt. Dĩ nhiên nơi này chỉ là địa điểm làm việc tạm thời của chúng ta. Trụ sở mới phải nhanh chóng xây dựng. Trong hội nghị thường vụ thành phố, tôi đã từng cam kết, hôm nay đấu giá được hơn 80 triệu, một nửa dùng để xây dựng trụ sở mới, nửa còn lại sẽ đầu tư toàn bộ vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và cải tạo lòng sông. Nói như vậy là chúng ta chỉ có 40 triệu để quy hoạch xây dựng, trừ tiền mua đất hết 20 triệu còn lại 20 triệu. Để tăng tốc hơn nữa, thể hiện hiệu suất làm việc của khu kinh tế mới của chúng ta, trụ sở làm việc mới lần này không cần làm thành hình sao song tử. Làm một tòa nhà cao tầng đi, phải quy hoạch toàn diện chút, chẳng hạn như phương diện làm việc có thể làm quy trình tác nghiệp. Phương diện quy hoạch là do bí thư vệ phụ trách. Tuy nhiên, phương diện xây dựng trụ sở làm việc và khuôn viên thì phiền đồng chí Lăng phụ trách rồi. Đồng chí Sơ Tĩnh phối hợp với đồng chí Lăng Nguyên thiết kế, xây dựng đại viện chính phủ. Đồng chí Lăng Nguyên có chỗ nào bất tiện không? Diệp Phàm chuyển tay qua cho Trương Lăng Nguyên một chiếc bánh ngọt lớn. Trong phương diện xây dựng thiết kế đại viện chính phủ, nhất định có nhiều mưu mẹo. Khoản tiền 20 triệu lớn như thế này, vẫn có thể có rất nhiều chỗ có thể kiếm chắc được. Đối với lợi ích, Diệp Phàm tương đối thoáng, chưa bao giờ thò tay vào vụ việc nào như thế. Nhưng, Diệp Phàm cũng không hoàn toàn buông tay, mà còn cả vệ Sơ Tĩnh cản tay Trương Lăng Nguyên một chút. Tôi sẽ sắp xếp các đồng chí đẩy nhanh tiến độ để các đồng chí kiến tạo trụ sở mới của chúng ta hoàn thành sớm nhất có thể, trưng ra diện mạo mới của khu kinh tế mới Hồng Liên chúng ta. Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên nói đến đây, quay đầu hỏi Diệp Phàm, nói. Không biết Bí thư Diệp còn có chỉ thị cụ thể gì nữa không? Chúng tôi sẽ làm đúng theo chỉ thị của anh về kiến tạo quy hoạch, sắp xếp, phân công nhiệm vụ chu đáo cho từng bộ phận. Hết rồi, việc này là việc của Chủ tịch quận Trương rồi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhìn mọi người một cái, nói. Điều kiện rất gian khổ, Chủ tịch quận Trương, phát cho mỗi người một tháng lương làm phần thưởng đi. Tuy nói truyền thống gian khổ giản dị chúng ta phải kế thừa, nhưng khích lệ bằng vật chất phù hợp vẫn là cần thiết. Suy cho cùng, thời đại không giống trước rồi. Việc này sẽ để thưởng cùng với đợt cuối năm, tuy nhiên, tiêu chuẩn trợ cấp không biết quy định như thế nào. Trương Lăng Nguyên có vẻ hơi cung kính, xin chỉ thị nói. Bất luận cấp bậc, bất luận phân công công tác, hễ làm việc ở đại viện chính phủ thì đều phải đối xử bình đẳng. Kỳ thật, những nhân viên công tác bình thường càng vất vả.
Nơi chúng ta đang ngồi dù tốt xấu thế nào cũng giống dạng văn phòng. Các anh xem những nhân viên công tác bình thường, đều là 5-6 cá nhân chen chúc trong một gian phòng. Hơn nữa, đại sảnh phân xưởng suýt chút nữa thành phòng làm việc tập thể rồi. Bọn họ càng cần bù đắp hơn, tiêu chuẩn thì không cần vượt qua 2.000. Nhiều quá, người ta sẽ nói chúng ta thưởng lung tăng có đúng không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Trạng vạng tối, Phí Hướng Phi gọi điện thoại tới, nói là hội sở Hoàng thị mời Diệp Phàm ăn cơm. Diệp Phàm biết rằng, thằng cha này hiện tại có chút gấp gáp. Vị trí phó sư trưởng của tập đoàn quân thứ hai sư A quá quan trọng. Hơn nữa, Phí Mãn Thiên từng dặn dò hắn. Chuyện lần này, Phí gia sẽ không nhúng tay vào, bởi vì ông bác thứ hai Phí Nhất Hoàn đang ở thời kỳ mấu chốt, không thể để người ta tung tin đồn thất thiệt. Tất cả của cải của Phí gia đều dồn vào Phí Nhất Hoàn. Chỉ khi việc của Phí Nhất Hoàn thành công rồi thì Phí gia mới có tiền đồ. Đương nhiên, nếu không xảy ra sơ suất thì chuyện này cũng sớm ván đã đóng thuyền rồi. Nếu bố đã dặn dò như vậy, con đường dựa vào người nhà ra mặt sắp xếp cho mình đã bị chặn mất rồi. Vì vậy, Phí Hướng Phi đành đem tất cả hy vọng ký thác lên người Diệp Phàm. Nhìn qua thời gian, Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho Trương Cường, giao cho anh ta đại diện mình mời tướng quân Hầu Bình, quân đoàn trưởng đoàn quân thứ hai đóng tại Vịnh Lam Nguyệt. Ngày đó, Trung tướng Cố Toàn dẫn mình đi nhậm chức, Hầu Bình dĩ nhiên cũng được gọi vào phòng họp của tổ nòng cốt số 8. Ông ta cũng biết thân phận lãnh đạo thực sự của Diệp Phàm, chắc là dù thế nào thì Hầu Bình cũng sẽ vẫn phải nể mặt Diệp Phàm. Tuy nói đoàn quân thứ hai là trực thuộc đại quân khu lĩnh Nam, nhưng, đó là trong tình huống khẩn cấp phải chịu sự quản lý của tổ nòng cốt số 8 của quân đoàn số 2. Đương nhiên đây cũng là tình huống mà quân ủy đồng tình. Hầu Bình cũng biết, vị trí của mình có giữ chắc được hay không rất liên quan đến đại soái Diệp Phàm này. Bởi vì cấp trên có giải thích, quân đoàn số 2 bất cứ lúc nào cũng đợi mệnh của tổ 8, bổ sung nhân lực. Bình thường trong căn cứ lấy tổ nòng cốt 8 làm việc chính, mọi thứ đều ưu tiên cho tổ 8. Quả nhiên, không lâu sau Trương Cường gọi điện thoại đến, nói là quân đoàn trưởng Hầu buổi tối xê rảnh, rất sẵn lòng cùng ăn tối với Diệp Phàm. Phí Hướng Phi dẫn theo cô bạn gái Thang Hồng và chị gái họ bên ngoại Chu Tiểu Hồng đã sớm tới sở hội Hoàng thị. Không lâu sau, Diệp Phàm cũng đến. Hai bên đang trò chuyện thì một chiếc xe quân đội phịch một tiếng, dừng trước mặt mọi người. Từ trên xe bước xuống là hai dáng người cũng không phải đặc biệt cao lớn thiếu tướng Hầu Bình và sư trưởng sư A Trấn Trung Lương. Xem ra, quan hệ của hai người khá thân thiết. Tướng mạo Hầu Bình bình thường, mặt còn dỗ rất nhiều, tuy nhiên, người có vẻ rất uy nghiêm. Dáng vẻ bước đi trên đường rất mạnh mẽ, hùng dũng. Khi vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Hầu Bình bước nhanh tiến lên. Vươn hai tay cầm chặt tay Diệp Phàm, cười nói. Khiến bí thư Diệp phải chờ lâu, Hầu Bình thật có lỗi. Hành động này vừa diễn ra khiến Phí Hướng Phi lập tức kinh ngạc một hồi, không thể ngờ được tướng quân Hầu Bình đường đường thiếu tướng quân đoàn trưởng, nhân vật có quyền lực trong quân đội lại có thể thân thiết với Diệp Phàm như thế. Hơn nữa, Phí Hướng Phi mơ hồ cảm giác được, hình như Hầu Bình còn có chút cung kính đối với Diệp Phàm. Điểm này khiến đệ nhất công tử Phí Hướng Phi của tỉnh Nam Phúc này rất nghi hoặc, không hiểu tại sao lại như vậy. Quân đoàn trưởng Hầu đồng ý đến, chính là vô cùng nể mặt Diệp Phàm tôi đây, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Chương 1430, chúng ta đổi vị trí thử xem. Nói gì vậy, bí thư Diệp đãi khách, sao lại có thể không đến được? Quân đoàn trưởng Hầu vẻ mặt rạng rỡ tươi cười. Đúng lúc này, lại một chiếc xe quân dừng lại. Trương Cường từ trong xe bước ra, từ xa đã nói. Đã đến chậm một chút, chậm trễ vì có chút việc, mong bí thư Diệp và tướng quân Hầu thứ lỗi. Thứ lỗi thì không cần, buổi tối nay do anh thanh toán là được. Diệp Phàm đùa nói. Hai, báo săn thì nghèo lắm, vẫn là đơn vị lớn của tướng quân Hầu có tiền, anh ta không thanh toán thì ai thanh toán. Trương Cường hay nói đùa, nhìn Hầu Bình một cái. Bí thư Diệp thấy chưa? Báo săn còn không có tiền thì chi bộ quân đội sao có thể nói là có tiền được. Sư trưởng Trương không phải là làm lãnh đạo nên càng ngày càng keo kiệt đấy chứ. Chi phí một chi bộ của báo săn các cậu đã cao gấp đôi so với của cả quân đoàn chúng tôi rồi. So sánh với các cậu thì chúng tôi sắp thành cái bang rồi đấy. Hầu Bình bật lại nói. Quân đoàn trưởng Hầu, kêu thảm như vậy à? Quân đoàn số 2 các anh cũng là bộ đội chủ lực quân khu lĩnh Nam. Phụ cấp hàng năm không chỉ có trợ cấp ngoài mà còn có trợ cấp dã chiến, đối với các anh cũng là tính kép rồi.
Đừng cho là Trương Cường tôi không hiểu nhé, một bữa cơm mà keo kiệt thế. Trương Cường lắc lắc đầu, trêu chọc lại Hầu Bình. Bình thường khi ở cùng một chỗ, hai người rất hay trêu chọc nhau, thành thói quen rồi. Các anh cũng đều là người có tiền. Anh xem tôi đây này, rõ là mang danh bí thư khu Hồng Liên, vừa mới tiếp nhận không ngờ còn nợ người ta hơn 20 triệu. Suýt chút nữa đã làm tôi tức phát điên. Đây đã là gì? Diệp Phàm nói, nhìn Trương Cường và Hầu Bình một cái, cười nói. Nếu quân đội có chương trình gì cần hợp tác với doanh nhân, chẳng hạn như huấn luyện đào tạo cái gì, quyên góp tiền gì đó, hai vị lãnh đạo đừng quên Diệp Phàm tôi là được. Quên không nổi đâu, Hầu Bình anh nói xem có phải không? Đương nhiên, quên được ai chứ làm sao quên được bí thư Diệp đây? Hầu Bình bị ép, không có cách nào khác, gật đầu. Hay rồi, ha ha. Trương Cường đột nhiên kêu lên một cách lạ thường. Hay cái gì? Hầu Bình có chút ngây ngô, không nghĩ gì, cũng có thể là cố tình giả vờ. Anh cũng đồng ý với bí thư Diệp rồi nhỉ? Trương Cường là lạ cười nói. Cái này, tôi cũng từng đồng ý rồi. Tuy nhiên, công trình đó bây giờ mới chỉ là dự án, cấp trên chưa phê chuẩn. Hầu Bình cuối cùng nhớ ra chuyện của mình, biết là trúng kế của Trương Cường rồi, nhất thời có chút tức giận. Công trình gì, nói ra xem nào. Diệp Phàm nhìn lướt qua Trương Cường một lượt, bắt đầu tò mò, nhất định là có công trình béo bở rồi. Căn cứ quân sự từ trước đến giờ vẫn chưa xây dựng nhà ở tập thể riêng, cho nên tháng trước chúng tôi gửi báo cáo lên trên. Vì sự ổn định của các quân nhân binh sĩ, vẫn là phải xây dựng nhà ở tập thể. Suy cho cùng, rất nhiều sĩ quan ở Thủy Châu đều thuê phòng, rất bất tiện. Hơn nữa, rất nhiều gia quyến của sĩ quan, quân nhân đều ở Thủy Châu. Không có nhà ở, tâm lý của bọn họ không yên tâm. Mà trong khu vực căn cứ vẫn không tiện để người thân của họ đến ở. Lại nói, khu đó rất hẻo lánh, trẻ con đi học, mua bán cái gì cũng không tiện. Hầu Bình nói, cũng nhìn Diệp Phàm một cái, ánh mắt có chút lạ thường. Diệp Phàm đang suy ngẫm xem có phải thằng cha này đẩy chủ ý lên đầu mình không. Bởi vì Hầu Bình biết rõ thân phận của mình, biết mình đã quen biết lãnh đạo quân đội cấp cao. Khả năng của khối lãnh đạo cao cấp so với thực lực của Hầu Bình, cách biệt sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Bí thư Diệp, nhà tập thể cho gia quyến của bọn họ nghe nói dự toán đầu tư cũng tới hơn 60 triệu. Đến lúc sau khi xây xong, cấp sĩ quan trở lên trực thuộc quân đoàn số 2 đang thuê nhà bên ngoài đều có thể được phân cho một căn hộ. Hơn nữa, còn có nhà trẻ, trường học của quân đội cũng đều phải đồng bộ khởi công. Nếu dự tính không đủ thì còn sẽ phải tìm thêm nguồn tài chính. Trương Cường cười nói, lập tức bóp mẽ đồng chí Hầu Bình. Hầu Bình tức giận đến mức nói sẵn. Ông em Trương này, tôi cảm thấy cậu sao mà giống như đặc công, từ bao giờ đã tra ra được tận gốc rễ của quân đoàn số 2 chúng tôi một cách tường tận. Ha ha, chính tôi đã làm điều này từ trước, nhưng quân trưởng Hầu này, chuyện này của anh sao tôi phải đi điều tra. Anh đi nghe ngóng thăm dò xem, các quan quân của anh gần đây đều đang bàn luận về việc này. Không phải tôi muốn nghe mà bọn họ cứ bắt tôi phải nhét vào tai những tin tức đó, không có cách nào khác ấy. Trương Cường cười, liếc Hầu Bình vẫn còn đang oán giận một lượt, nói. Hơn nữa, tôi là người bị hại lớn nhất. Cậu là người bị hại, và những người xây nhà như chúng tôi hại cậu. Lời này sao có thể nói ra được hả đại sư Trương? Hầu Bình gần như chán nản, cười hỏi. Chẳng lẽ các cậu bị mắc bệnh đố kỵ? Cũng bị anh đoán trúng rồi. Anh Hầu đúng là người hiểu tôi. Trương Cường giơ ngón tay cái lên. Làm sao tôi cứ có cảm giác gặp phải lão cáo già? Hầu Bình nói sẵn. Cái này nói như thế nào nhỉ, không thể nói là lão cáo già được. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị làm báo cáo rồi. Trương Cường đột nhiên đắc ý nói. Có ý gì đây? Hầu Bình thật sự bắt đầu có chút sốt ruột. Có ý gì, rất đơn giản thôi, đồng chí Hầu Bình. Chắc là các sĩ quan. Quân nhân báo săn thấy các anh được xây nhà ở nên bọn họ cũng mắc bệnh đố kỵ. Âu cũng đúng thôi, báo săn cũng là bộ đội trực thuộc quân khu lĩnh Nam, hơn nữa lại cùng các anh dùng chung một căn cứ. Không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh có phải không? Diệp Phàm cười nói. Không nên không nên, tôi nói này, ông em Trương, cậu hãy hỉm chuyện này đi nhé. Hầu Bình thực sự sốt ruột, gào lên. Chúng tôi người ít, đang định cùng chung với các anh xây nhà tập thể. Trương Cường nói, rất nghiêm túc. Cùng xây nhà chung cũng được,
nhưng không chắc sẽ như chủ ý của chúng ta. Các anh nên xuất ra bao nhiêu tiền, lấy ra, một xu cũng không được thiếu. Lại nói, báo săn các anh có tiền, kinh tế đầy đủ, xây nhà tập thể chung cũng là một biện pháp tốt. Hầu Bình đột nhiên nghĩ đến khả năng của Diệp Phàm, bất ngờ thay đổi chủ ý. Xong, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai tôi sẽ đệ trình báo cáo lên quân khu. Bí thư Diệp lo công tác hậu cần được chứ? Trương Cường hỏi. Là cậu ấy. Hầu Bình gật gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi Trương Cường nói. Hai đơn vị chúng ta dứt khoát hợp thành một, cùng báo lên trên là đúng rồi, thế nào hả? Dù sao cũng trực thuộc cùng một quân khu, lại xài chung một căn cứ, về sau cùng nhau xây nhà tập thể chung, đã thân lại càng thân thiết hơn, ha ha. Đồng chí Hầu Bình, tôi cảm giác anh muốn ăn bớt của chúng tôi có phải không? Trương Cường châm chọc nói. Sao có thể nói như vậy, báo cáo xây dựng nhà ở tập thể là do chúng tôi làm trước. Làm sao lại nói khó nghe như vậy, có phải không? Đến lúc đó, địa điểm cũng có thể định ở khu Hồng Liên, Bí thư Diệp là bạn bè của chúng ta, ở phương diện đất cát hẳn là còn có thể ưu đãi một chút có phải không? Hầu Bình cũng tương đối ma mãnh. Gã biết nếu phân làm hai báo cáo gửi lên, báo cáo của báo săn nhất định được ưu tiên thông qua. Nếu báo cáo của báo săn được thông qua, tiền mà toàn quân khu cấp để xây dựng nhà ở tập thể cho quân đoàn số 2 có thể sẽ ít đi rất nhiều. Thằng cha này đưa cho Diệp Phàm một việc có tình có lý, đoán Diệp Phàm sẽ đồng ý. Tuy nhiên, Diệp Phàm sớm thấy rõ tính toán của Hầu Bình, quyết định cục diện màn kịch trước. Thằng nhãi này, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười nói. Đương nhiên. Gia quyến của quân nhân quân đoàn số 2 ngụ tại khu Hồng Liên chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra cho các anh giá ưu đãi nhất. Hơn nữa, phương diện cấp nước cấp điện, sửa đường đều có thể được ưu tiên suy xét trước. Ủng hộ quân đội mà, là truyền thống của Thủy Châu chúng ta có phải không? Hơn nữa về mặt liên quan đến trường học, bệnh viện, chúng tôi có thể hợp tác xây dựng với các anh. Dứt khoát làm được trường học, bệnh viện có quy mô lớn. Đến lúc đó... Không chỉ có con cái của quân đội các anh được đến trường học tập, đến bệnh viện trị bệnh mà có thể mở rộng ra bên ngoài. Tài nguyên như thế này, vẫn là nên được sử dụng đến tối đa triệt để thì càng tốt, bằng không, lãng phí rồi thì thật đáng tiếc. Ông em Trương nghĩ thế nào rồi? Hầu Bình cười nói. Việc này, xem xét lại một chút, thế nào hả? Trương Cường nhìn Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm gật đầu thì hắn cũng gật đầu. Còn suy xét cái gì? Bí thư Diệp. Cậu nói xem, có đúng không? Quân trưởng Hầu nóng nảy, hừ nói. Thôi được rồi, Trương Cường, anh xem rồi xử lý là được. Diệp Phàm khoát tay áo. Thủ trưởng, sư trưởng Trấn Trung Lương xin hỏi thăm sức khỏe anh. Lúc này, Trấn Trung Lương đi đến trước mặt Trương Cường, chào theo nghi thức quân đội rất chuẩn mực, nói. Ha ha, xin chào sư trưởng Trấn, về sau gọi tôi là Trương Cường là được rồi. Bây giờ không phải là trường hợp chính thức, gọi thủ trưởng thì phân biệt quá. Trương Cường thân thiết vươn tay ra, nắm chặt tay với Trấn Trung Lương. Trấn Trung Lương là con của Trấn Đông Hải. Mọi người đều tưởng nhớ đến vị lão tướng đã mất, trong lòng đều có tình cảm đặc biệt với Trấn Trung Lương, càng thêm thân thiết. Trấn Đông Hải trước kia tuy nói uy nghiêm, nhưng về phương diện làm người thì đối nhân xử thế rất đến nơi đến chốn. Sự công bằng, chính trực. Một lòng sắt son vì đất nước của ông ấy làm tất cả thành viên của tổ đặc nhiệm A thực sự kinh ngạc. Tuy nhiên, Phí Hướng Phi ở bên cạnh lại vô cùng buồn bực. Báo săn nghe nói là đơn vị cấp sư đoàn, mà Trấn Trung Lương cũng là một sư trưởng sư A chính quy. Sư đoàn đặc chủng báo săn là át chủ bài của đại quân khu lĩnh Nam, mà sư A cũng là binh chủng đặc thù kiểu mới của khu lĩnh Nam. Trương Cường nghe nói là quân hàm đại tá, theo lý thuyết so sánh hai người thì cấp bậc quân hàm giống nhau. Làm sao mà Trấn Trung Lương lại gọi Trương Cường là thủ trưởng? Chẳng lẽ sư A vẫn là cấp dưới của báo săn? Điều này suy nghĩ mãi mà không ra. Vâng, anh Cường. Trấn Trung Lương không chút do dự, gọi lên một tiếng. Anh em tốt. Trương Cường vỗ vai Trấn Trung Lương một cái thật mạnh, nét bi ai vừa mới lóe lên liền biến mất. Đi thôi, vào bên trong vừa ăn vừa nói chuyện đi. Diệp Phàm cười nói, mấy người cùng đi vào hội sở Hoàng Thị. Bề ngoài là Diệp Phàm mời khách, trên thực tế lại là đại công tử Phí Hướng Phi mời. Một căn phòng rất xa hoa, mặt bàn vừa có thể chơi bài tây hoặc có thể làm hoạt động khác. Sau khi mọi người ngồi xuống, Diệp Phàm chỉ vào Phí Hướng Phi giới thiệu nói. Nào,
Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút, Trung tá Phí Hướng Phi, con trai của Bí thư Phí ở tỉnh chúng ta. Vừa nghe nói là con trai của Phí Mãn Thiên, ngay cả Hầu Bình cũng nhìn hắn khó hiểu, cười nói. Không ngờ con trai của Phí Bí thư cũng đã lớn như vậy, cũng là người trong giới quân đội của tôi. Ha ha! Xin chào thủ trưởng! Lúc này, Phí Hướng Phi khẩn trương bước nhanh lên trước, chào theo nghi lễ quân đội rất chuẩn mực. Tất cả mọi người đều không mặc quân phục, không cần nghiêm túc như vậy. Hầu Bình xua xua tay, cười nói. Tuy nhiên, Phí Hướng Phi cũng không dừng lại, tiếp tục chào Trương Cường và Trấn Trung Lương theo nghi thức quân đội như vậy. Trung tá Phí ở quân đoàn nào? Quân đoàn trưởng Hầu hỏi. Anh ta à, đảm nhiệm phó tham mưu trưởng ở quân khu tỉnh, sắp được thăng lên thượng tá, ha ha. Diệp Phàm căn đúng lúc có khe trống có thể chui vào, lập tức nói xen vào. Đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tôi khi ở tuổi của cậu vẫn chỉ là một thượng úy nhỏ bé, ha ha. Hầu Bình cười nói, quân đoàn trưởng Hầu, tuổi trẻ có tinh thần hăng hái. Bọn họ có tầm nhìn cao, làm việc quân cũng rất đáng tin cậy. Diệp Phàm cười nói, đương nhiên, bí thư Diệp chính là người đại diện cho thanh niên. Chắc hẳn trong thể chế quốc gia có bao nhiêu cán bộ nhìn thấy cậu cũng đều hổ thẹn. Đến ngay cả tôi cũng còn ghen tị mãi đây này. Hầu Bình cười nói, chúng ta đổi vị trí cho nhau được không? Diệp Phàm cười nói, chương 1431, dám chọc tức em tống của tôi sao? Ha ha ha, lập tức mọi người mỉm cười. Hầu Quân, các anh bất chính, thiếu phó sư trưởng sao? Tôi thấy Trung tá Phí rất tốt. Lúc này Trương Cường đứng một bên phất cờ cổ vũ Diệp Phàm. Là có chuyện như vậy, tuy nhiên, chức vụ phó sư trưởng đều phải ở trên quyết định. Là cán bộ cấp đoàn, tập đoàn quân chúng tôi chưa có quyền tham gia. Chế độ và kỷ luật ở quân đội, đặc biệt trong việc bổ nhiệm nhà nước khống chế nghiêm khắc. Chúng tôi không có khả năng quyết định việc này. Hầu Bình trong nháy mắt liền hiểu, thẩm viện cớ nói. Ha ha, quyết định một vị trí cấp phó sư trưởng tập đoàn quân mà không có quyền, việc này tôi cũng không biết, chính một quân khu lớn cũng có quyền đề cử. Mà tập đoàn quân là chức sư trưởng trực tiếp lãnh đạo, đương nhiên. Cũng có quyền đề nghị có phải hay không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, nhìn Hầu Bình còn nói thêm. Huống chi, tập đoàn quân thứ hai xây dựng cũng chưa xong, trước mắt còn ở giai đoạn cuối, đúng là thời điểm dùng người. Lãnh đạo cấp trên hẳn là cho quân đoàn trưởng Hầu một quyền tự chủ chọn cấp dưới lớn hơn nữa chứ. Nói đến đây Diệp Phàm đột nhiên nhìn Phí Hướng Phi nói. Đến đây, Hướng Phi, hãy kính Hầu Quân ba chén. Có lẽ về sau anh ấy là lãnh đạo của cậu. Vâng, đại ca. Phí Hướng Phi cũng rất giảo hoạt, mơ hồ thấy như Hầu Bình có chút sợ Diệp Phàm. Còn tưởng rằng đó là trước Diệp Phàm thành anh em kết nghĩa với Thiết Chiêm Hùng tác quái tác quái. Lúc này cũng không nghĩ gì đến sĩ diện, gọi một tiếng đại ca, giơ chén lên đến trước mặt quân đoàn trưởng Hầu nói. Quân đoàn trưởng Hầu, Hướng Phi kính ngài ba chén, ngài một chén tôi ba chén. Hướng Phi thật sự muốn vì Hầu Quân làm việc, có thể trở thành cấp dưới của Hầu Quân, ngay cả nằm mơ Hướng Phi cũng muốn làm. Người này ra mặt không tệ, cứ thế nói ra. Rượu này. Khi Hầu Bình cầm chén rượu đang do dự, Diệp Phàm cũng thản nhiên cười nói. Hướng Phi, nếu quân đoàn trưởng Hầu uống xong ba chén, cậu uống chín chén có phải không? Đây là Diệp Phàm ép Hầu Bình, uống xong rượu cũng là đại diện cho việc đề cử Hướng Phi. Nếu không thì sẽ không muốn uống. Tuy nhiên, Diệp Phàm tin tưởng, lời nói của hắn Hầu Bình sẽ suy nghĩ. Kỳ thật, Hầu Bình cũng rất khó. Đối với sư A còn duy nhất một vị trí phó sư trưởng này. Đã có bao nhiêu vị quan quân đàn anh đánh tiếng với y. Không thể tưởng tượng được hôm nay trong bữa cơm lại gặp phải người đến chụp mũ. Vị chính soái tổ nòng cốt số 8 này thật sự mình phải nể mặt, bằng không, về sau người này ngáng chân mình thì phiền toái. Quan trọng hơn chính là lúc trước có thể ngồi lên vị trí này có trưng cầu ý kiến của Diệp Phàm. Từ xưa đến giờ đã vậy, chọn người cho quân đoàn trưởng tập đoàn quân thứ tổng hội trưng cầu ý kiến của tổ trưởng tổ nòng cốt số 8. Hầu Bình biết rõ rõ tổ số 8 có ảnh hưởng đến vị trí của mình. Nếu làm Diệp Phàm tức giận, người này phản ánh, xem ra mình phải chuyển vị trí. Tuy nhiên, nói với các đàn anh trong quân ngũ như thế nào là vấn đề đau đầu. Bởi vì thân phận Diệp Phàm lại không thể nào nói ra. Huống chi, nghe Diệp Phàm và Phí Hướng Phi xưng hô vừa rồi xem ra quan hệ hai người thân thiết.
thứ hai Phí Nhất Hoàn của nhà họ Phí là người lãnh đạo đất nước. Hầu Bình cũng phải nhìn đến điểm này. Đó là tất nhiên, quân đoàn trưởng Hầu ba chén, tôi không được chín chén sao? Phí Hướng Phi cũng không ngu, rất ăn ý với Diệp Phàm. Được, ba chén. Quân đoàn trưởng Hầu quyết đoán quyết định, uống cạn ba chén. Phí Hướng Phi cũng không nhíu mày, uống chín chén. Tốt, tốt, tốt. Quân đoàn trưởng Hầu, bạn chí cốt, tôi kính anh ba chén. Diệp Phàm giơ chén rượu lên. Điều này ngại quá, hẳn là tôi phải kính bí thư Diệp mới đúng. Hầu Bình lập tức nâng chén nói. Diệp Phàm nói câu bạn chí cốt khiến trong lòng y khá dễ chịu. Cùng uống vậy. Diệp Phàm cười nói. Cạch cạch mấy tiếng, hai người chạm ba chén rất vui vẻ. Trên đường, Diệp Phàm uống cũng có chút say, cũng không biết như thế nào, sau đó, quân đoàn trưởng Hầu cứ cùng Diệp Phàm uống. Hai người từ ba chén đến sáu chén rồi đến chín chén, cuối cùng đến 12 chén. Mà Trương Cường bên cạnh lại góp vui, hơn nữa trong đó còn có Trấn Lương và Phí Hướng Phi. Mà công ty xây dựng số 1 Nam Hoa Chu Tiểu Hồng xem ra cũng đến đây có mục đích. Hẳn là nghe nói đến dự án quy hoạch tổng thể khu kinh tế mới Hồng Liên cùng với trụ sở làm việc Hồng Liên, cùng với Hà Trị Ô Hồng Liên nhưng, công trình có thể lấy đúng là không ít. Hơn nữa, Diệp Phàm bí mật điều tra, hình như Chu Tiểu Hồng kinh doanh đa số đều do nhà họ Phí chống đỡ. Nhà họ Phí nhìn ngoài không tham gia kinh doanh, xem chứng công ty xây dựng số 1 của Chu Tiểu Hồng cũng có bóng dáng của nhà họ Phí. Bằng không, một gia tộc lớn như vậy. Không có thu nhập khả quan làm sao có thể phát triển. Giống như nước Mỹ có công ty lớn có thể tham gia vào chính trị, đây là ma lực của đồng tiền. Chu Tiểu Hồng mặc dù trên bàn rượu không nói rõ, nhưng, cũng liên tiếp kính rượu Diệp Phàm. Nhiều người mời làm cho tửu lượng Diệp Phàm tốt cũng không đánh lại mọi người vây công. Hắn vội vàng nháy mắt với Trương Cường, tuy nhiên, đêm nay hình như Trương Cường là kẻ mù, ngẩn ngơ, không phát hiện nháy mắt của Diệp Phàm. Uống say 8 phần. Khi Diệp Phàm muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, nhà vệ sinh của phòng riêng Chu Tiểu Hồng đang ở trong, hắn không nhịn được, đành phải ra ngoài giải quyết. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng muốn nhân cơ hội hít thở không khí, phòng riêng mặc dù tốt nhưng có chút bí bách. Vừa đi 10 bước nghe tiếng cười con gái quen thuộc, Diệp Phàm giật mình, dừng bước nhìn qua khe cửa, phát hiện thấy đúng là Lan Điền Trúc. Hắn nhìn qua bên cạnh, phát hiện Tống Trinh Giao không ngờ cũng đang ngồi đấy. Mà một trong bố mỹ nữ Thủy Châu Diệp Khả Khả đang ngồi bên cạnh Tống Trinh Giao, trong phòng có 5 nam 4 nữa. Ba người con gái Diệp Phàm đều biết, người con gái còn lại Diệp Phàm không quen. 5 người đàn ông Diệp Phàm không biết ai. Nạp Lan tài tử, cậu là nhà thơ lớn, đến nhất thủ thơ cổ như thế nào? Phải phù hợp với tình hình trên bàn chúng ta, nếu không, phạt rượu, ha ha ha. Một người có nốt ruồi đen ở chân mày cười nói. Hơn nữa. Trong giọng nói có chút khinh bỉ. Trinh Giao sao có thể ở với người như vậy, rất hạ giá, còn nữ chủ bá. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, giơ tay đẩy cảnh cửa ra thêm một chút. Hắn rút ra một điệu thuốc ngậm ở miệng. Tốt nhất, anh Nạp Lan, đến nhất thủ. Nhất định phải thể hiện tình yêu trai gái mới được. Lúc này người có nốt ruồi đen còn giữ một người thanh niên béo, vẻ mặt đáng khinh vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tướng mạo người này Diệp Phàm có chút ấn tượng. Tuy nhiên, không nhớ là tên gì. Tôi đây sẽ bêu xấu, phóng viên Lan, chủ bá Tống còn cả cô nương Diệp và cô nàng ta ăn ngàn vạn lần đừng cười. Người thanh niên tên Nạp Lan đứng lên, có vẻ phong độ giống nghệ sĩ. Tên này sửa lại trang phục, hắng giọng, lấy giọng tình cảm nói. Quan quan con chim gáy, ở Hà Chi Châu, cô gái xinh đẹp, quân tử tốt cầu, cọc cạch rau hạnh, hai bên quây quần, cô gái xinh đẹp. Người tên là Nạp Lan đọc không ngờ chính là mô tả tình yêu nam nữ quốc phong Chu Nam, quan sư. Việc này cũng không nói gì. Rượu vào trên bàn rượu ngâm một chút thơ đáng khinh cũng là bình thường. Làm Diệp Phàm không chịu nổi chính là ánh mắt người này khi ngâm thơ nhìn Trinh Giao. Rất rõ ràng, người này muốn nhân cơ hội này biểu hiện ý gì với Trinh Giao. Diệp Phàm cảm giác lửa giận trào lên, bốc lên đầu. Tốt, tốt. Lan Điền Trúc và Diệp Khả Khả vỗ tay cổ cũ, người thanh niên béo hô lớn. Cố lên, anh Nạp Lan, hôm nay vất vả lắm mới gặp được mỹ nữ của tỉnh ta chủ bá Trinh Giao, anh còn chờ gì? Đem cái này lên. Lúc này người có nốt ruồi đến vẻ mặt đáng khinh cười, không ngờ trên một ghế trống như làm ảo thuật biến ra một bó hoa hồng đưa cho Nạp Lan.
Cái này, Nạp Lan có vẻ hơi ngượng ngùng, nhìn Tống Trinh Giao một cái, người thanh niên có nốt ruồi kiên quyết nhét vào tay y cười nói. Một người Trung Quốc trẻ tuổi tài năng kiệt xuất, nhà thơ lớn Nạp Lan, thơ viết tốt, còn có tuyển tập. Sao trong đời thực lại đớn hèn như vậy? Nạp Lan cái gì chó má nhà thơ lớn, giống như chưa nghe nói qua. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng một câu. Ha ha ha. Trong phòng riêng lập tức vang lên tiếng cười. Trinh Giao, một bó hoa, em là bầu trời tôi chính là ngôi sao. Nạp Lan đang cầm hoa đi về phía Trinh Giao. Rất xin lỗi Nạp Lan tài tử, hoa của anh tặng sai người. Tống Trinh Giao không chút do dự từ chối thẳng. Em Tống, đừng ngại ngùng, Nạp Lan tài tử muốn tặng hoa đã lâu, chỉ có điều, người anh em của tôi non gan. Người thanh niên béo lên tiếng, còn tưởng Trinh Giao kiêu ngạo. Bình thường ở tình huống này đều ỡ mờ, chỉ cần Nạp Lan chủ động một chút sẽ thành. Trinh Giao, tôi thật lòng, hãy nhận lấy. Nạp Lan lại bước tiếp, hoa hồng đã gần đến mũi Trinh Giao. Rất xin lỗi công tử Nạp Lan, hoa của anh thực sự tặng sai người. Tống Trinh Giao vẫn lắc đầu không giơ tay, vẻ mặt bình tĩnh. Người anh em, hiện tại đang thịnh hành quỳ tặng hoa, như vậy mới có thành ý phải không? Người thanh niên có nốt ruồi đen cười to nói, giật dây Nạp Lan. Cố lên, cố lên. Mọi người bắt đầu ồn ào, Lan Điền Trúc và Diệp Khả Khả mỉm cười không nói, xem náo nhiệt. Bịch một tiếng, Nạp Lan thật sự quỳ xuống, giơ hoa hồng, vẻ mặt si tình nhìn chằm chằm Tống Trinh Giao. Thực sự không được, Tống Trinh Giao dịch ghế ra sai, muốn tách khỏi bó hoa. Tuy nhiên, người thanh niên có nốt ruồi đen và người thanh niên béo làm chuyện xấu. Ở phía sau dùng chút lực đẩy Nạp Lan về phía Tống Trinh Giao. Thấy Tống Trinh Giao sẽ bị Nạp Lan đè ngã trên ghế, Lan Điền Trúc và Diệp Khả Khả vội tiến lên muốn kéo người. Tuy nhiên, hai người đứng xa, không kịp. Một trận ầm ĩ vang lên. Mọi người cảm thấy hoa mắt, giống như có người tiến vào. Lập tức đánh ngã ba người đàn ông, hai người là vấp chân ngã, tất nhiên cả người đầy rượu, tình hình khá hỗn loạn. Chương 1432, Đại ca Diệp là anh hùng. Mọi người cảm thấy hình như có một bóng người đạp Nạp Lan một cái, người thanh niên có nốt ruồi đen và người béo bị Nạp Lan va phải làm cả ba ngã xuống sàn, hai chiếc ghế cũng đổ theo đè lên người bọn họ. Rượu không ngờ cũng đổ hết lên người bọn họ. Mọi người quay lại nhìn thấy là người thanh niên vẻ mặt kiêu kỳ cầm lấy bó hoa hồng lớn diễm lệ. Người này một chân giẫm nát chiếc ghế, vẻ mặt khiêm tốn cười nói. Xin lỗi đại thi nhân, còn cả vị có nốt ruồi đen và anh chàng mập mạp này nữa, tôi vào đây nhanh quá, lỡ tay, ha ha. Anh là ai, dám động đến tôi, sống không kiên nhẫn có phải hay không? Người thanh niên béo cào nhau, đến quần áo cũng không kịp sửa sang lại một chút, cầm bình rượu ném vào người Diệp Phàm. Xem ra, ông em béo đánh động chiều chuộng. Đồ chơi này, làm bùn, không có ý nghĩa. Cũng không biết Diệp Phàm làm thế nào, tay rất tự nhiên hướng người thanh niên béo. Bình sứ không ngờ tự động từ tay Diệp Phàm đi ra, hơn nữa, Diệp Phàm cũng không biết làm như thế nào, lại giật giật, cái chai không ngờ vỡ nhỏ, Diệp Phàm nhẹ nhàng ném đi, giống như đóa hoa tiên nữ xếp trên mặt bàn. Hơn nữa, mảnh vỡ còn được sắp xếp cách điệu giống như hoa sen trắng. Lập tức mọi người ở đây trợn tròn mắt nhìn. Diệp lão thầm vinh váo, hừ nói. Cậu béo, còn chơi tiếp không? Cậu không phải thích chơi sao? Chơi mẹ mày, chó Nhật dám đánh ngã bố, đập chết mày. Người thanh niên có nốt ruồi đen cảm thấy mất mặt, giống lên một tiếng, gào thét lời thô tục, cầm một cái chén tạt ngang về phía Diệp Phàm. Hừ. Diệp Phàm mỉm cười hừ lạnh, tay vừa động, nắm lấy cánh tay của người thanh niên có nốt ruồi đen. Tay bị hắn cầm, chuyển hướng, két, một âm thanh vang lên, ba người thanh niên trên người đầy rượu, thiếu chút nữa ướt sũng. Lúc này, cửa mở ra, ông chủ hội sở Hoàng Thị Hoàng Cân mang lên vài tay đấm. Vừa vào đã vội vàng nói. Tiếu công tử, ai làm loạn ở đây? Tuy nhiên, Hoàng Cân vừa liếc mắt nhìn thấy Diệp Phàm xong, lập tức liền ngây người, hơn nữa sắc mặt trở nên khá xấu hổ, vẻ mặt đang cười nhưng thực ra là có vẻ đang khóc. Bước chân y hơi ngừng lại, hơi có chút kích động run sợ, miệng có chút lắp bắp nói. Có phải, là bí thư Diệp? Đương nhiên, trong lòng y âm thầm kêu khổ, vị bí thư Diệp này trước kia không phải đến hội sở của mình ở khu Hồng Liên đánh một trận. Lúc đó không ngờ đánh cho khách Hồng Kông và bí thư khu ủy Hồng Liên cố nhất vũ một trận.
Nghe nói người này không bị một chút gì. Ngày hôm sau Phó Chủ tịch thành phố Cố và người khách Hồng Kông bị Cục Công an thành phố Thủy Châu bắt đi, phải Mai Phán Nhi đi xin mới được thả. Mà Diệp Phàm lại là khách mời của Mai Phán Nhi, xem ra là Diệp Phàm là người nói thả người. Không thể tưởng được hôm nay hắn lại đây gây sự, thân phận lần này càng không giống. Người ta là Phó Bí Thư Thành ủy Thủy Châu kiêm khu ủy Công an Hồng Liên. Đại bàn hội sở Hoàng Thị của mình còn trong sở quản lý của khu Hồng Liên. Ông chủ Hoàng Cân không khổ mới là lạ. Ông chủ, có đánh không? Lúc này một tên cao lớn đứng sau Hoàng Cân chậm hiểu, hỏi. Biến xuống đi, đây không phải chuyện của cậu. Hoàng Cân mắng xong lập tức nhìn đám người này nói. Với tính tôi, mọi người đến đây đều là khách, mọi người hòa thuận mới sinh tài, hòa thuận sinh tài. Sinh cái rắm, mẹ nó, Hoàng Cân, người này phá hội sở không mở có phải không? Tiếu Kỳ khá kiêu ngạo, mở miệng liền nói độc. Tiếu, hắn là Phó Bí Thư Thành ủy thành phố Thủy Châu Diệp Phàm, việc này tôi thấy thôi đi. Hoàng Cân vội vàng giải thích nói, sợ Tiếu Kỳ gặp bất hạnh. Nghe nói khi vị Bí Thư Diệp Phàm này nhậm chức, Bí Thư Tỉnh ủy Tề và trưởng ban Lô tự mình dẫn đi, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Tiếu Kỳ tuy nói là Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh, ở tỉnh thành này một mẫu ruộng ba phần đất vẫn nhất phương bá chủ. Nhưng so sánh với Diệp Phàm có hai ủy viên thường vụ đi cùng xuống, phân lượng vẫn nhỏ chút. Mặc dù so sánh với Diệp Phàm, người ta là Giám đốc Sở, Tiếu Duệ Phong là Phó Giám đốc Sở, cấp bậc chức vụ cũng nhỏ hơn không ít. Huống chi, Diệp Lão Đại có khả năng đánh, hơn nữa, người ta có hậu trường có thể đánh. Người như thế trắng đen đều đã quyết, không thể trêu vào. Người thanh niên béo vừa nghe là Diệp Lão Đại, y hình như thành thạo có kinh nghiệm, quả nhiên rụt cổ không hé răng, việc này rõ ràng. Phó Bí Thư Thành ủy thành phố Thủy Châu thì giỏi sao? Nhà Nạp Lan kia vẫn là Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Tiếu Kỳ. Gọi vài người lại đây, có người định làm loạn ở hội sở Hoàng Thi. Xã hội này vẫn là xã hội pháp luật, không phải là chỗ cho một cá nhân kiêu ngạo. Người thanh niên có nốt ruồi đen vẻ mặt đáng khinh hừ nói. Nạp Lan cũng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không ngờ không phải nhìn Diệp Phàm mà là hoa hồng trong tay hắn. Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười cười, biết Nạp Lan đang nhìn hoa trong tay mình. Bởi vì hoa hồng này chính Nạp Lan muốn đưa cho Tống Trinh Giao mà không đưa được. Người này vừa tiến vào đã đoạt của y rồi, hơn nữa hình như chưa một bông hoa nào rơi xuống đất. Diệp Lão Đại rõ ràng quay người lại, rất hống hách, một cái liền kéo Tống Trinh Giao vào trong lòng ngực, cười tủm tỉm nói. Đã lâu không gặp em, anh tặng em. Anh, tặng em thật sao? Tống Trinh Giao không chút do dự, nhận hoa, trừng mắt mắt nhìn không ngờ là vẻ mặt oán giận. Ánh mắt của Nạp Lan thiếu chút nữa thành bình chữa cháy, y nhìn Tiếu Kỳ hừ nói. Tiếu Kỳ, có người còn không gọi lại đây. Chẳng lẽ Thủy Châu không có pháp luật? Trinh Giao, chúng ta đi, còn cả Lan Trúc và Khả Khả nữa, sang bên kia đi, còn có mấy người bạn nữa. Diệp Phàm thản nhiên cười, kéo Trinh Giao định đi. Còn muốn chạy, Hoàng Lão Bản. Lúc này Tiếu Kỳ nhìn Hoàng Cân hừ nói. Việc này, Hoàng Lão trên trán đổ mồ hôi, cuối cùng vẫn không hé răng. Diệp Phàm giơ tay mở cửa, thản nhiên đi. Lan Điền Trúc và Diệp Khả Khả thấy thế cũng đi theo rồi. Nơi đây chỉ còn lại đám người Tiếu Kỳ đang nghiến răng, nghiến lợi. Một phó bí thư, có cái rắm. Tiếu Kỳ mắng một câu, tuy nhiên, lời nói của y ở đây khá yếu ớt không có sức lực. Trở lại phòng, Diệp Phàm hình như không có việc gì, giới thiệu ba cô gái với mọi người tiếp tục uống rượu. Vừa mới uống hơn 10 chén, cửa bật mở ầm một tiếng bị người ta đá văng ra. Nạp Lan bước vào, đi theo phía sau còn có vài cảnh sát. Người cảnh sát đi đầu đeo quân hàm 3 sao, vẫn là bậc thanh tra cảnh sát, lại lịch không nhỏ. Nhìn tư thế này, ít là phó cục trưởng. Chính là hắn, ngang nhiên đến phòng chúng tôi gây rối. Còn cướp đi vài người bạn gái của chúng tôi. Loại cặn bã của xã hội như thế, công an các anh có thể nghiêm đánh. Nếu không, sao có thể đối mặt với công chúng? Người thanh niên có nốt ruồi đen nhìn tư thế như muốn giết người, chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Đi cùng chúng ta một chuyến. Người thanh tra cảnh sát không chút do dự, tiến lên nhìn Diệp Phàm hừ nói. Người này là Ngô Thuận, là phó đội trưởng trung đoàn trị an sở công an tỉnh. Là cấp dưới thân thiết của Tiếu Duệ Phong. Tuy nói trong lòng hiểu người có thể đến làm khách ở hội sở Hoàng Thị đều rất có lai lịch. Nhưng đứa con Tiếu Duệ Phong đã có lời,
cũng chỉ có cách đến đây. Nhìn ánh mắt Ngô Thuận, hai cảnh sát cầm lấy còng tay, nhoáng lên định bắt người. Ha ha, các anh là thế nào, mời đưa ra thẻ công tác để chúng tôi kiểm tra, đầu năm không ít người giả cảnh sát. Diệp Phàm thản nhiên cười, nhìn đám người Tiếu Kỳ một cái, không chút sợ hãi. Tôi ở trung đoàn trị an của Sở Công an tỉnh Ngô Thuận, có người tố cáo các anh đánh người gây rối, ức hiếp bạn gái của họ. Ngô Thuận hừ nói, nhìn Diệp Phàm một cái. Đồng chí này, đến đại sảnh lấy lời khai, giải thích rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, đội trưởng Ngô Thuận thấy Diệp Phàm bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng. Người giống như thế bình thường chắc chắn có chỗ dựa ở tỉnh. Người này trẻ tuổi như thế, hắn làm lãnh đạo bao nhiêu to không đáng để lo nghĩ, nhiều nhất là trưởng phòng là hết. Đối với người như thế này chức vụ đội trưởng Ngô không sợ, sợ chính là phía sau hắn có thực lực không. Cho nên, đội trưởng Ngô nói khách khí hơn. Tôi là người ở thành ủy thành phố Thủy Châu Diệp Phàm, vừa rồi đi nhà vệ sinh, thấy Nạp Lan và Tiếu Kỳ cưỡng ép tặng hoa một người bạn của tôi Tống Trinh Giao. Cô không chịu, mấy người Nạp Lan không ngờ muốn đánh, tôi đi vào khuyên bảo, không thể tưởng tượng được bọn họ dùng chai đập người. May mắn trước đây tôi có học một chút công phu, nếu không, xem ra sớm nằm gầm bàn. Nếu các anh đến đây thì tốt rồi, tôi hy vọng các anh có thể phá án theo lẽ công bằng. Đem hung thủ đùa giỡn phụ nữ ra công lý, lấy lại danh tiếng cho tôi. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn mấy người Tống Trinh Giao một cái còn nói thêm. Tống bá chủ, vừa rồi có phải như vậy không? Vâng. Tống Trinh Giao hơi hơi gật đầu, Lan Điền Trúc và Diệp Khả Khả cũng gật gật đầu, Lan Điền Trúc nói. Tôi là phóng viên báo tỉnh Lan Điền Trúc, vốn muốn phỏng vấn hội trưởng thương hội Thủy Châu Đinh Nhất Minh. Cho nên... có liên hệ một chút với công tử Đinh Hùng của hội trưởng Đinh. Đinh Hùng nói vừa vặn tới giờ cơm, đi ra hội sở Hoàng thị ăn cơm. Từ từ nói chuyện về việc phỏng vấn hội trưởng Đinh. Không thể tưởng tượng được mới ăn cơm được một nửa, xem chừng là bọn họ uống rượu. Nạp Lan công tử muốn cứng rắn tặng hoa em gái tôi muốn từ chối. Tuy nhiên, Tiếu Kỳ và Đinh Hùng giật dây Nạp Lan công tử, ba người thiếu chút nữa vồ ngã em tôi xuống đất. May mắn bí thư Diệp vào giải vây. Lan Điền Trúc nói qua mọi chuyện, đương nhiên, biến Diệp Phàm thành anh hùng cứu mỹ nhân. Mà Nạp Lan thành người say rượu gây rối. Đương nhiên Lan Điền Trúc nói rất khéo léo. Cô nói sằng bậy, đồ đĩ. Ninh Hùng chỉ vào Lan Điền Trúc hừ nói, vừa định nói tiếp, Lan Điền Trúc đột nhiên hừ nói. Anh dám mắng một câu nữa, không thể tưởng tượng được anh thật sự khốn khiếp. Có tin là ngày mai tôi đem câu nói của đại công tử Đinh Hùng của Thương hội Thủy Châu đăng lên báo tỉnh không? Đinh Hùng lập tức nghẹn lời, không ngờ bị Lan Điền Trúc chua ngoa làm cho hoảng sợ. Thật sự mặc dù nhà họ Đinh có tiền có thế cũng không đấu nổi người này. Nhìn Đinh Hùng bị Lan Điền Trúc nổi báo chân áp, Diệp Phàm bật cười trong lòng, thầm nhìn chân mình một chút, nhớ lại vài năm trước ở đập nước Thiên Thủy, chân mình đã bị Lan Điền Trúc đạp vài lần, giờ nhớ lại còn run. Ninh Hùng chọc vào cô là tự rước lấy phiền. Hừ, anh cảnh sát, chúng tôi phải tố cáo bọn họ lẳng lơ trêu em gái chúng tôi. Lúc này Diệp Khả Khả đột nhiên giơ tay chỉ vào đám người Nạp Lan. Diệp Phàm nhìn Tống Trinh Giao nói. Em thế nào? Chương 1433, phí đại công tử là quả pháo lớn. Em nghe chị Khả Khả. Tống Trinh Giao nói. Việc này, tôi thấy mọi người không có gì thì thôi đi. Làm phiền, chúng tôi đi trước. Phó đội trưởng Ngô vừa thấy tình hình không ổn, chuyện mọi người ca tụng Diệp Phàm y đã nghe nói qua, hai ủy viên thường vụ cùng đi, đó là nổi tiếng thế nào. Huống chi trong này còn có phóng viên báo tỉnh, nếu thực gây sự chú ý thì là việc lớn, y đánh bài chuồn. Hừ, đi. Nạp Lan hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Y thật ra cũng có chút chột dạ, nếu Tống Trinh Giao thật sự không đếm xỉa đến. Thì xem ra y đã thành người nổi tiếng Nam Phúc rồi. Đối với y, một nhà thơ lớn, sẽ ảnh hưởng không tốt. Cứ như vậy đi sao, đội trưởng Ngô nếu anh phá án như thế, tôi phải lên sở công an tỉnh để tranh luận. Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Anh là... Ngô Thuận quay người lại thấy một người thanh niên, dường như hơi quen mặt. Nghe khẩu khí lớn như thế, không ngờ muốn đến sở công an tỉnh tranh luận, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Vừa nghĩ đến điểm này Ngô Thuận thấy mình đột nhiên thấp một chút. Phí Hướng Phi, một hạng người vô danh thôi. Phí Hướng Phi thản nhiên nói nhìn đội trưởng Ngô một cái. À, Ngô Thuận nhớ rất rõ ràng,
con trai của bí thư tỉnh ủy Phí Mãn Thiên tên là Phí Hướng Phi. Tuy chưa gặp qua nhưng có thể nói giọng điệu như vậy, tám phần chính là công tử hàng đầu Nam Phúc. Y vội vàng cười cười nói. Phí công tử, chuyện lần này là hiểu lầm. Tôi nói là hiểu lầm sao? Phí Hướng Phi lạnh lùng hừ nói. Vậy không phải hiểu lầm. Ngô Thuận Trán càng nhiều mồ hôi. Không phải hiểu lầm thì nên làm cái gì bây giờ, việc này đội trưởng Ngô, còn cần tôi dạy anh sao? Anh không phải là chưa tốt nghiệp tiểu học chứ? Phí Hướng Phi thản nhiên nói, đội trưởng Ngô toát mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Nạp Lan, người này y không thể trêu vào, mà cha của Tiếu Kỳ chính là lãnh đạo trực tiếp của mình. Nhưng đại công tử Phí y lại không thể trêu vào, đội trưởng Ngô hối hận được quả muốn đi gặp trở ngại, đang êm đẹp chạy đến đây vuốt mông ngựa. Không thể tưởng tượng sự thật đá trúng tấm sắt. Trước kia đội trưởng Ngô nghe các đồng chí ở đội khác buồn bực khi ngày đi làm đá phải tấm sắt. Đội trưởng Ngô còn thường xuyên trêu người khác nói mình sẽ không đá vào tấm sắt. Không thể tưởng tượng được báo ứng đi ra đúng lúc, lần này đá trúng căn bản không phải tấm sắt mà là bức tường sắt. Thôi vậy, Hướng Phi, để cho bọn họ đi, đừng làm mất hứng của chúng ta. Diệp Phàm khoát tay áo, giống như đuổi ruồi bỏ, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Hừ, cút đi. Phí Hướng Phi hừ một tiếng, Ngô Thuận như nhận được đại xá, vội vàng đi. Mà Nạp Lan cũng không hiểu được danh tiếng của Phí Hướng Phi nhưng Tiếu Kỳ biết được một ít, kéo Nạp Lan cùng Đinh Hùng vội vàng lui ra ngoài. Làm gì thế, Phí Hướng Phi thì giỏi sao? Đi xuống tầng dưới, Đinh Hùng có chút tức giận bất bình, trừng mắt nhìn Tiếu Kỳ hừ nói. Tôi thấy cậu đấy, mật càng ngày càng nhỏ, có phải càng sống càng thụt lùi? Cậu xem. Một phó bí thư thành ủy thành phố Thủy Châu đã dọa Tiếu công tử thành thế nào? Công tử của giám đốc sở công an cái giám. Hơn nữa, nếu cậu muốn không cần gọi tôi, không phải có bác của Nạp Lan sao? Trời ạ, anh còn nói nữa, muốn nói thì chúng ta về rồi nói sau. Tiếu Kỳ đẩy hai người vào trong xe, đến lúc xe nổ máy mới xoa mồ hôi trán. Diệp Phàm có gì đặc biệt hơn người, chui ra từ một khe suối nghèo. Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra, hắn hình như đã công tác ở Ngư Dương chúng ta, người này rất cứng đầu, khi làm phó chủ tịch huyện đã cùng ông lão nhà họ Ngọc ở. Sở tài chính quyết đấu một trận, thiếu chút nữa làm lão già đó tức chết. Hắn chính là phó bí thư cũng không sợ, quan trọng là người đứng sau. Phí Hướng Phi, tôi đoán không sai nghe hắn nói có thể là con trai Phí Mãn Thiên. Cậu không thấy, vừa nghe nói đến tên Phí Hướng Phi. Đội trưởng Ngô thiếu chút nữa tiểu ra quần. Cậu xem y như vậy, Phí cha tôi đã để bạt y. Thời khắc mấu rơi xích, thật sự là như cái rắm. Quái, Diệp Phàm không phải nghe nói là tay sai của nhà họ Triệu ở Bắc Kinh, sao lại thân thiết với nhà họ Phí, đây có phải có chút gì? Nạp Lan thản nhiên nói. Việc này nói thế cũng không chính xác, có lẽ là bọn họ quen biết, cũng không phải Diệp Phàm quen Phí Mãn Thiên. Có lẽ là Diệp Phàm muốn thông qua Phí Hướng Phi để dựa vào Phí Mãn Thiên. Dù sao trước khác nay khác, Phí Mãn Thiên là nhân vật số một của Nam Phúc, Diệp Phàm là cấp dưới của y, không đi vỗ mông thì muốn thăng quan cũng khó. Hơn nữa, trên bàn rượu quen vài người là bình thường, nhưng chưa chắc là bạn bè. Trong một quán rượu, ai quen biết ai. Ninh Hùng phân tích nhìn hai người một cái, nói. Tuy nhiên, kỳ lạ chính là Diệp Phàm hình như khá thân thiết với ba người Tống Trinh Giao, Diệp Khả Khả và Lan Điền Trúc. Mẹ nó, ba củ cái trắng tươi ngon mọng nước bị tên giám này ủi rồi. Chó Nhật, cái kia đông đông của hắn cũng muốn chặt đứt. Nói hắn và ba cô gái chưa hề một lần tôi không tin. Một lần cái con khỉ, bọn họ có thể nhìn đến đầu nhà quê Diệp Phàm kia, nếu là cậu, Đinh Hùng, cậu sẽ tuyển Diệp Phàm sao? Không có khả năng, như Tống Trinh Giao. Con gái của chủ tịch tỉnh, xinh đẹp, nữ chủ bá. Theo đuổi cô không có một đoàn cũng có vài người, khó trách người ta kiêu ngạo như vậy. Phỏng chừng lúc đấy hồ đồ, coi Diệp Phàm là anh hùng. Tiếu Kỳ nói hơi chua xót, bởi vì cũng muốn Diệp Khả Khả cho nên đã cố gắng. Sao lại không có khả năng, cậu không phát hiện, Tống Trinh Giao đầu tiên là ngây ngô không nhận hoa của anh Nạp Lan tặng, mà Diệp Phàm vừa giơ tay, không ngờ nằm trong ngực của tên kia không chịu đứng lên. Không có một lần thì sẽ thế này sao? Còn có Lan Điền Trúc và Diệp Khả Khả, các cậu thấy không đều nghe lời tên kia nói, giống như người ta sai khiến cô bé. Diệp Phàm nói gì ba người đều nghe, bố mới mắng một câu, người đàn bà kia trừng mắt như muốn nuốt tôi. Mẹ nó,
còn muốn phỏng vấn cha ta, dám cũng không có. Ninh Hùng nói hết lời thô tục đến lời khác, đây là thói quen. Đừng kỹ nữ kỹ nữ, Trinh Giao xem ra bị chúng ta làm cho hoảng sợ. Trong lúc hoảng hốt gặp người quen cũng nhanh túm lấy. Cậu không thấy người rơi xuống nước sao, bắt được cái gì cũng không chịu thả. Vừa rồi hai cậu cũng thật ra, vồ cái gì không vồ, thiếu chút nữa sẽ đưa ra ngoài. Toàn bộ do các cậu đùa. Tuy nhiên, Diệp Phàm từ từ chúng ta chơi cùng hắn cũng được. Nạp Lan là nhà thơ tên tuổi, luôn luôn cao ngạo, chưa từng chịu như thế này. Đúng đúng, từ từ đùa chơi. Phí Hướng Phi chúng ta chơi không nổi, Diệp Phàm chúng ta hoàn toàn có thể. Thủy Châu vẫn là thiên hạ của chúng ta, đồ thừa như Diệp Phàm thì có thể làm gì? Tiếu Kỳ cười nói. Diệp Phàm không phải ở khu kinh tế mới Hồng Liên sao? Nghe nói Hồng Liên đã thành đầm nước mục nát, hắn làm bí thư quận ủy, chắc chắn phát triển được kinh tế. Ninh Hùng đột nhiên mỉm cười. Đương nhiên, không phát triển kinh tế không có tiền lấy cái gì cải thiện cuộc sống nhân dân, hắn làm bí thư không được, việc nghiêm trọng đó lấy mũ bình thường. Tiếu Kỳ nói đến đây đột nhiên hiểu ra cái gì, vỗ đùi cười nói. Hiểu rồi, vừa lúc, cha cậu không phải hội trưởng thương hội thương nhân Thủy Châu sao, có trò hay xem. Hơn nữa, cha Nạp Lan lại là phó bí thư phân công quản lý kinh tế, là người lãnh đạo trực tiếp của Diệp Phàm. Lúc này, Đinh Hùng giọng kéo dài cười nói. Hai bút cùng vẽ, trói lợn chết ngay lập tức. Tiếu Kỳ cười nói. Say rượu người muốn về. Diệp Phàm không lái xe, vì hắn lại sau. Hắn nói lời say, muốn đưa Trinh Giao đi. Tuy nhiên Lan Điền Trúc cũng vẫy một cái taxi, chở ba người phụ nữ đi mất. Tuy nhiên, Tống Trinh Giao lên xe là lúc trả lại hoa cho Diệp Phàm, miệng nói. Hoa này hay là để lại cho người của anh đi. Sao lại nói thế, anh có người nào? Diệp Phàm hơi sửng sốt nói. Dù sao không phải em, cảm ơn anh làm em được nhận hoa tươi. Tống Trinh Giao nói xong bước vào xe. Đi thôi Diệp Soái, tôi đưa anh về. Trương Cường nhẹ nhàng lôi tay áo Diệp Phàm. Ôi! Thở dài một tiếng, người nào đó thấy có chút mất mái, tất nhiên là buồn bực. Xây dựng khu Hồng Liên là công ty xây dựng số 1 của Chu Tiểu Hồng, cùng công ty Vũ Thánh của Hầu Kim Anh, và công ty Thiên Lạc của Ôn Bảo Linh. Cuối năm chỉ có thể là những công trình ứ động, phải chờ quy hoạch chính xác đến sang năm. Diệp Phàm định lấy dòng sông Hồng Liên là chính tuyến, tạo ra khung cảnh Hồng Liên. Nối tiếp ba phường của quận Hoành Đô, thuyền chính trị học đường. Muốn đem khu bờ sông Hồng Liên thành khung cảnh nổi tiếng của Hồng Liên, một chuỗi nhân văn, lịch sử. Hình thành một dây chuyền khu du lịch ngắm cảnh đặc biệt, nâng cao tính nhân văn của khu kinh tế Hồng Liên và cảnh quan riêng. Gây dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư vào khu kinh tế Hồng Liên. Tiếng pháo vang lên, Tết đến. Diệp Phàm, anh nói xem, em nên mua chút gì cho hai bác, còn cả Tử Y, Đại Ca, và Tam Đệ. Kiều Viên Viên vẻ mặt thẹn thùng, Tết năm nay cô muốn đến nhà họ Diệp. Cô lần đầu tiên đến nhà chồng tương lai, đối với một cô nàng mà nói, lần đầu này rất có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt. Về việc mua bán, Kiều Viên Viên đã lải nhải bên tai Diệp Phàm suốt. Em tự làm là được, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hỏi ý kiến anh lại bảo em tự làm. Em cũng không biết làm sao bây giờ, anh lại còn cười em. Việc này em chưa từng trải qua, bảo em phải làm sao bây giờ. Khuôn mặt Kiều Viên Viên ửng hồng, bất mãn nhéo cổ tay Diệp Phàm một cái. Anh cũng chưa trải qua, cứ mua gì đó là được. Đắt tiền quá bố mẹ biết sẽ tiếc tiền, em tự chọn là được. Không mua đắt tiền. Liền mua đúng. Diệp Phàm nói kỳ thực là người này cũng không biết phải mua gì. Để em hỏi chị dâu. Kiều Viên Viên gọi điện thoại hỏi ý kiến người là chuyên gia trong việc này. Sau khi buông điện thoại, Diệp Phàm nhắc nhở. Còn có sư phụ của em, ngàn vạn lần đừng quên chuẩn bị quà tặng. Không quên được, quên anh cũng không thể quên sư phụ. Kiều Viên Viên lườm Diệp Phàm một cái, mặt đầy yêu thương nói. Không biết sư phụ có gặp sư phụ anh không, sư phụ thật đáng thương. Chương 1434, gạo nấu thành cơm. Ôi anh đã nhiều năm không gặp ông ấy đến nhà họ Phí cũng không về, cũng không biết đi chỗ nào. Có lẽ, ông ấy cho rằng cô Tô đi cho nên nản lòng thoái chí, đến chỗ nào đó giải sầu. Có lẽ, ông ấy có khả năng mãi mãi không trở lại. Cô Tô rất buồn, đến miếu nát cũng không để anh mời người thu.
nói là phải giữ nguyên như cũ chờ sư phụ trở về. Tình yêu của bọn họ, thật sự là vĩ đại. Diệp Phàm thở dài, cảm thấy ngực đau nhói. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới nấm mồ của cô nàng Tiểu Phương và cô Thanh Thuần ở đập nước Thanh Thủy. Anh nói xem chúng ta có thể giống như họ không? Kiều Viên Viên nháy mắt nhìn Diệp Phàm. Trong lòng Diệp Phàm xấu hổ, thầm nói, anh có vài người con gái, nào dám so sánh với thâm tình của sư phụ và Tô cô nương. Sẽ thế. Hắn gật gật đầu, trên mặt tất nhiên bình tĩnh. Nghĩ một đằng nói một nẻo, anh có thể quên cô bé nhà họ Phượng kia, so với em cô ấy còn nhỏ hơn 2 tuổi. Kiều Viên Viên nghiêng đầu, bĩu môi nói, không ngờ có chút không tự tin. Diệp Phàm muốn cười, tuy nhiên, không dám cười, nói. Em lại thế rồi, sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy? Anh đã hơn 1 năm chưa gặp cô ấy, vả lại, cô bé Phượng đẹp hơn em sao? Ánh mắt anh chưa mù. Trong lòng thầm nói con gái thật sự là phiền toái, việc này ngàn vạn lần không thể để cô biết. Nếu không, rông dài có thể làm cho anh chết. Vì anh nói ngọt nên, em độ lượng không tính toán với anh. Kiều Viên Viên đắc ý cười, biết rõ chuyện ma quỷ của Diệp Phàm, nhưng chuyện ma quỷ cũng khá dễ chịu. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Nhà chúng ta ở Thủy Châu làm sao bây giờ? Nhìn em xem, lại nữa rồi. Có Trần Lão ở nhà còn sự Sở Thiên Các sẽ bay mất phải không? Diệp Phàm thật sự muốn cười, Kiều Viên Viên suy nghĩ như trên mây, một hồi nghĩ đông, chốc lát đã đến tây. Dù sao có liên quan đến hắn, cô bé cũng phải xé ra một lần, chỉ sợ tiếp theo sẽ nói đến là đỏ ở Bắc Kinh đi. Diệp Phàm trước tiên đến chúc mừng năm mới Tề Trấn Đào, Thiết Thác, Đoàn Hải Thiên, Lô Minh Châu và mấy người lãnh đạo. Quà cũng là rượu rất tầm thường. Chỉ có Lô Minh Châu là nữ, Diệp Phàm tặng viên hậu cung Ngọc Nhan Hoàn. Sau nghe Lô Vĩ nói là cô y dùng nên Lô Vĩ xách mấy viên. Tuy nhiên Lô Vĩ cũng hiểu lại dược này của Diệp Lão Đại đã mất giống. Bí thư Phí Mãn Thiên Diệp Phàm cũng đi, Phí Mãn Thiên đối với hắn cũng không tệ lắm. Tuy nói không nhiệt tình nhưng ít ra cũng thân thiết hơn cán bộ bình thường. Khi xe đến thành phố Mặc Hương, Diệp Phàm còn đến nhà lãnh đạo Lý Hồng Dương. Lý Hồng Dương rất nhiệt tình. Y hiện tại được trọng dụng, đã là phó chủ tịch thường trực thành phố Mặc Hương. Không thể tưởng tượng được từ biệt vài năm, cậu đã đi đến trên đầu tôi, mọi chuyện khó liệu, vài năm trước, ai dám nghĩ thế đâu. Lý Hồng Dương có chút cảm thán, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Có lẽ, vài năm nữa, cậu dẹp đường về phủ, về thành phố Mặc Hương làm chủ tịch thành phố, tôi là cấp dưới của cậu còn đâu. Nói chi vậy, mặc kệ thế nào. Ngài mãi mãi là lãnh đạo của tôi. Diệp Phàm rất khiêm tốn nói. Đây chính là bạn gái của cậu, cô nàng thật khá, rất tinh mắt. Lý Hồng Dương nhìn Kiều Viên Viên một cái nói. Ha ha, cô là Kiều Viên Viên năm nay theo tôi về nhà ăn Tết. Diệp Phàm hơi vẻ đắc ý ngắm Kiều Viên Viên liếc mắt một cái. Chủ tịch thành phố Lý, Diệp Phàm cả ngày nhắc đến ngài rất tốt. Nói khi ở Ngư Dương ngài quan tâm hắn như thế nào. Ngài là người dẫn đường cho hắn, không có ngài quan tâm, sẽ không có thành tựu của hắn ngày hôm nay. Kiều Viên Viên nói rất ngọt, hơn nữa không một chút cao ngạo của Thiên Kim tiểu thư. Kỳ thật, đó là bởi vì Lý Hồng Dương là người Diệp Phàm tôn kính. Nếu không vì thế, kiêu kỳ của Kiều Đại tiểu thư sẽ hiện ra. Ha ha! Lý Hồng Dương vui vẻ mỉm cười, thầm nhìn mọi người một cái, rất vui mừng. Nghe nói chủ tịch thành phố Tạ chuẩn bị thăng chức. Diệp Phàm hỏi đương nhiên là Tạ Quốc Trung chủ tịch thành phố chú của Tạ Mị Nhi. Có khả năng này, nhưng trước mắt chưa có quyết định, cái gì cũng có thể có thay đổi. Các chỉ tiêu của thành phố Mặc Hương đang ở mức trung bình. Một thành phố lớn như vậy có bao nhiêu người thèm muốn? Lý Hồng Dương nói, chuyển sang chuyện khác cười nói. Diệp Phàm, khu kinh tế Lâm Tuyền có khả năng trở thành thành phố kinh tế cấp khu. Nếu phương án được quyết định, khu kinh tế Lâm Tuyền giống như một thị xã. Xem ra sắp thoát ly khỏi sự quản lý của Ngư Dương. Không thể tưởng tượng được, thật sự hy vọng có một ngày nào đó. Diệp Phàm cũng khá vui mừng, khu kinh tế Lâm Tuyền do một tay hắn sáng lập, Diệp Phàm coi nó như đứa con. Con có thành tích người làm cha cũng vui mừng, huống chi, trong lòng Diệp Phàm, khu kinh tế Lâm Tuyền vẫn vướng vít. Đối với một người mà nói, địa phương đầu tiên mình công tác sau khi tốt nghiệp, thường thường sẽ cả đời hoài niệm. Sau đó, Diệp Phàm đến thăm chủ tịch thành phố Tạ Quốc Trung. Khách ít đến, bí thư Diệp, ngồi đi.
vừa mới bước vào cửa nhà Tạ Quốc Trung, Tạ Quốc Trung đang ngồi dưới hàng cây cùng một người thanh niên nói chuyện phiếm. Ánh mắt Tạ Quốc Trung rất tinh, liếc cái đã thấy Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố Tạ lập tức đứng lên bước nhanh ra đón. Bốn tay cùng nắm lại với nhau. Trong tiềm thức, Tạ Quốc Trung đã đem Diệp Phàm đặt ngang hàng. Đã nhiều năm không gặp, chủ tịch thành phố Tạ càng ngày càng phong độ. Diệp Phàm cười thân thiết nói. Ha ha, già rồi, già rồi. Tạ Quốc Trung cười nói. Chú, có rượu ngon không? Ngay lúc hai người đang hàn huyên ngoài cửa truyền đến giọng rất lớn, như hét lên. Diệp Phàm vừa nghe, chỉ biết là Tạ Tốn. Y là anh trai của Tạ Mỹ Nhi, là cháu của chủ tịch thành phố Tạ. Cháu chỉ biết rượu, vì thế rượu ngon của tôi bị cháu vét sạch. Tạ Tốn, mau nhìn xem ai tới. Chủ tịch thành phố Tạ cười mắng. Anh, Diệp. Tạ Tốn nhất thời không biết xưng hô thế nào với Diệp Phàm. Bí thư Diệp hiện tại là phó bí thư thành ủy tỉnh thành, còn kiêm chức bí thư khu kinh tế Hồng Liên. Cháu nữa, không phải là tham gia quân ngũ rồi ngốc chứ, tin tức lớn như vậy cũng chưa nghe nói qua. Tạ Quốc Trung cười nhắc nhở. Anh Tạ hiện tại công tác ở đâu? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Dạo qua một vòng ở báo săn, sau lại là ở doanh trại đặc chủng sư đoàn dã chiến số 1, điều tạm tôi xuống dưới để làm công tác huấn luyện. Ở cho đến hiện tại, tuy nhiên, tôi cũng không muốn trở về. Kỳ thật, chỗ này không khác gì bộ đội, so sánh với báo săn, cũng có ưu thế của bản thân. Tạ Tốn có vẻ chua xót nói. Có phải anh đắc tội người nào ở báo săn? Trong lòng Diệp Phàm có chút phẫn nộ rồi, Tạ Tốn là do hắn đưa vào báo săn, nguyên nhân chính là do Tạ Tốn là anh ruột của Tạ Mỹ Nhi, yêu nhau yêu cả đường đi, Diệp Phàm đương nhiên có chút tức giận. Ôi, Tạ Tốn vừa mới vào báo săn lăn lộn cũng không tệ lắm, sau lại từ báo săn về sư đoàn, y được sắp xếp vào đoàn 3. Tuy nhiên, phó đoàn trưởng đoàn 3 Cố Vĩ Hùng, ôi! Chủ tịch thành phố Tạ nói đến đây thở dài. Thôi chú ạ, mọi chuyện đều đã qua. Nói có thể làm gì? Tạ Tốn hừ nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái nói. Việc này bí thư Diệp lúc đó tốn nhiều công sức, thật vất vả đưa tôi vào báo săn, không thể tưởng tượng được lại đi ra. Mặc kệ thế nào, đối với sự quan tâm của bí thư Diệp, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Phàm hơi nhướng mày giọng điệu nặng thêm không ít, nhìn về phía Tạ Tốn hừ nói. Hắn hiển nhiên là nổi giận. Không thể tưởng tượng được chuyện bên trong báo săn thật sự là phức tạp, mình không chú ý tới, Tạ Tốn không ngờ bị người ta gạt khỏi báo săn. Nghĩ đến Tạ Mỹ Nhi một mình lặng lẽ ở nước ngoài, trong lòng Diệp Phàm thật không tốt chịu. Xem ra đấu tranh nơi nào cũng có, hệ thống quân đội cũng không đơn giản. Ôi, đều là do phụ nữ gây họa. Tạ Quốc Trung thở dài, nhấp một ngụm trà, có vẻ bất đắc dĩ. Y làm chủ tịch thành phố Mặc Hương, mắt thấy cháu bị người ta ức hiếp. Không ngờ không có cách nào. Báo săn là bộ đội đặc chủng, cán bộ quân đội bình thường đều không có khả năng nhúng tay. Tạ Quốc Trung tìm một số lãnh đạo quân khu tỉnh, tuy nhiên, người ta đều lắc đầu, lực bất tòng tâm. Hỏi nguyên nhân, mọi người chỉ lắc đầu không đáp. Tạ Tốn, tin tưởng tôi thì nói, những chỗ khác không dám nói, ở báo săn, tôi chắc chắn sẽ có cách giúp anh tìm được công bằng. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, Kiều Viên Viên đứng cạnh thầm nói. Anh là thống soái cao nhất của báo săn, lời anh không được việc thì lời nào. Anh ngại nói thì em nói. Lúc này, người thanh niên vừa nói chuyện phiếm với Tạ Quốc Trung nói nhìn Tạ Tốn thấy y không phải đối, vì thế nói với Diệp Phàm. Bí thư Diệp, tôi là Tạ Nghĩa Phát, Tạ Tốn là anh họ tôi. Y đi vào báo săn một năm sau quen một cô gái ở Thủy Châu, là Trung Đình Đình. Không lâu hai người tình cảm tốt lên. Tuy nhiên, lúc ấy có phó đoàn trưởng đoàn 3 báo săn là Cố Vĩ Hùng. Y không ngờ cũng thích Trung Đình Đình, tuy nhiên, người này rất gian trá. Y thích Trung Đình Đình không nói, bí mật tăng sức mạnh, thậm chí dở trò quỷ. Mẹ của Trung Đình Đình là trưởng phòng cán bộ 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trung Ngọc, cũng là người có quyền lực quan trọng. Có phải trưởng phòng Trung không đồng ý? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Lúc trước anh tôi cũng không đi lại nhà trưởng phòng Trung nhiều. Đối với anh tôi trưởng phòng Trung cũng bình thường. Tuy nhiên, từ sau khi Cố Vĩ Hùng đem chú Y giới thiệu cho trưởng phòng Trung, thái độ của trưởng phòng Trung lạnh lùng dần. Năm trước ba tôi đi làm mối, không thể tưởng tượng được trưởng phòng Trung khéo léo từ chối. Thật ra là không đồng ý, vì thế Đình Đình cùng mẹ cô ầm ĩ. Tuy nhiên,
Cố Vĩ Hùng vì Đình Đình kiên quyết không đồng ý, cho nên, việc này vẫn kéo dài như vậy. Tạ Nghĩa Phá có chút căm giận nói. Xem ra, Cố Vĩ Hùng lai lịch không nhỏ. Bằng không, trưởng phòng Trung sao không nể mặt chủ tịch thành phố Tạ. Diệp Phàm thản nhiên nói, cũng có chút kinh ngạc. Ừ, chú của Cố Vĩ Hùng là Cố Tắc Phi, điều từ thành phố Thương Hải đến tỉnh đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh. Tạ Phát Nghĩa nói, sau nhìn Diệp Phàm, ý là muốn xem phản ứng của Diệp Phàm. Phó chủ tịch tỉnh, khó trách. Diệp Phàm cười cười, quay sang hỏi Tạ Tốn. Anh định cứ để vậy, không rõ ràng thật khó chịu. Quản y, mẹ nó, cùng Đình Đình làm cái bụng lớn, tôi xem mẹ cô ngăn cản thế nào. Tạ Tốn không ngờ đem chuyện gạo nấu thành cơm nói ra, làm Kiều Viên Viên đứng cạnh thiếu chút nữa cười thành tiếng. Nhìn Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm cũng nhìn cô, tình hình hai người cũng hơi giống Tạ Tốn. Kiều Viên Viên vừa thấy ánh mắt Diệp Phàm biết hắn suy nghĩ cái gì. Lườm hắn một cái, bĩu môi không nói chuyện với. Chương 1435, Đại Tiểu Thư ghen. Anh, nếu anh đã nghĩ như vậy, sao cái bụng của chị dâu hình như một năm cũng không có động tĩnh gì? Không phải là anh có vấn đề chứ? Tạ Nghĩa Phát cười trêu chọc anh họ Tạ Tốn. Ha ha! Kiều Viên Viên không nhịn được, mặt hơi đỏ, mỉm cười. Vẻ mặt già nua của Tạ Tốn ửng đỏ, giơ nắm tay mắng. Thằng nhóc cậu ngứa cổ đúng không? Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu, chưa lớn đã lo chuyện của anh. Chỉ biết bắt nạt em, có bản lĩnh thì tìm Cố Vĩ Hùng quyết đấu đi. Tạ Nghĩa Phát hừ nói. Cậu nghĩ là tôi không dám, mẹ nó, lần sau gặp Cố Vĩ Hùng, tôi không đạp cho y gãy hai cái xương sườn. Mẹ nó, dám cùng ông đây tranh giành phụ nữ, sống không kiên nhẫn. Tạ Tốn trong lòng tức giận, nói hết lời thô tục này đến lời khác, cũng là thói quen. Chỉ sợ anh đánh không lại Cố Vĩ Hùng đi, anh trong báo săn là tiểu đoàn trưởng Cố Vĩ Hùng vẫn là phó đoàn trưởng. Cấp bậc quân hàm đều cao hơn anh, nghe nói báo săn sát hạch về võ thuật chiếm khá nhiều. Kiều Viên Viên không nể mặt Tạ Tốn chút nào. Việc này, ha ha. Tạ Tốn mặt đỏ bừng, nhìn Kiều Viên Viên một cái, nể mặt Diệp Phàm, không tức giận được, dáng vẻ vô cùng xấu hổ, mặt đỏ như bao công. Sao thế, đường đường Kim Mao giống cũng có lúc câm miệng sao? Diệp Phàm thản nhiên cười cười nói. Anh có giấy chứng nhận ra khỏi báo săn không? Không có, tuy nhiên, bọn họ xa cách, tôi cũng không sao cả. Tạ Tốn hừ nói. Vẫn phải về báo săn đi thôi, sư đoàn dã chiến số một vị trí đoàn trưởng không tới lượt cháu. Ít nhất phải quân hàm trung tá mới có khả năng. Tạ Quốc Trung khuyên nhủ, thở dài, mặt cũng khó chịu. Diệp Phàm cầm điện thoại gọi cho Lô Vĩ nói. Lô Vĩ, cậu có quen trưởng phòng cán bộ hai ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trung Ngọc không? Đương nhiên quen. Cô thường xuyên đến nhà cô em, có gặp vài lần. Thấy tôi liền cười tủm tỉm gọi là cục trưởng Lô, người phụ nữ này có chút đặc biệt. Lô Vĩ cười nói. Cứ như vậy. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại, làm hại Lô Vĩ lẩm bẩm. Lão đại không phải là điên chứ, không hiểu ra sao cả. Mới hỏi một câu đã thôi, có ý gì? Sẽ không phải Trung Ngọc gây hắn, hẳn là không thể, một bà già, quái. Sau khi buông điện thoại, Diệp Phàm nói, như vậy đi, Tạ Tốn, tôi về nhà ăn Tết trước. Sang năm mới cùng cậu đến nhà họ Trung một chuyến, cậu an tâm ăn Tết, nhà họ Trung hẳn có thể giải quyết. Có thể được không? Tạ Tốn rất không tự tin. Lô Vĩ là anh em tốt của Diệp Phàm, cô hắn chính là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô, anh nói có thể không? An tâm ăn Tết, đừng nghĩ linh tinh. Kiều Viên Viên an ủi Tạ Tốn, cô có chút thông cảm cho Tạ Tốn. Cảm ơn, cô gái này là... Tạ Tốn sờ sờ đầu hỏi. Là bà xã tôi, gọi là chị dâu là được. Diệp Phàm đắc ý ưỡn ngực, cười nói. Chị! Tạ Tốn vừa nói ra một chữ, bị Kiều Viên Viên ngăn lại nói. Đừng gọi loạn, chúng ta còn chưa có đăng ký. Đã có nhất chân còn không đăng ký. Diệp Phàm cố ý hừ nói. Anh nói bậy. Kiều Viên Viên xấu hổ đỏ cả mặt, cả ba mỉm cười. Về nhà, không nói nữa. Diệp Phàm cười cười nói. Tuy nhiên, vừa mới lên xe lại nói quên dặn dò Tạ Tốn gì đó, lại xuống xe kéo Tạ Tốn ra một chỗ nhỏ giọng hỏi. Mị nhị sống có được không? Em gái tôi, cô rất khá, đã ổn định cuộc sống ở Anh, còn có ông xã, là một giám đốc công ty tài chính nhỏ.
Em tôi nói nếu gặp cậu, bảo tôi hỏi rõ, cậu đã quên cô. Dù sao, tốt là có gia đình rồi. Tạ Tốn nói. Ôi, cũng tốt. Trong lòng Diệp Phàm có chút mất mát. Trước kia Tạ Mỹ Nhi nói không thể sinh con, trao thân cho hắn xong đi anh, không thể tưởng tượng được cô đã lập gia đình. Trong lòng Diệp Phàm vừa mất mát lại có chút vui mừng. Ôi, cô không thể sinh con, sợ người kia không tốt với cô. Chỗ này, anh đưa cho cô đi. Diệp Phàm lấy ra một tấm chi phiếu 1 triệu, đưa cho Tạ Tốn. Tuy nhiên, Tạ Tốn lắc đầu, kiên quyết không cần, nói là em gái y rất khá, không cần tiền. Lên xe đi. Hai người bọn anh nói nhỏ cái gì, lại còn lấy chi phiếu. Kiều Viên Viên có chút tò mò hỏi. Bí mật đàn ông, em lo nhiều thế để làm gì? Diệp Phàm như cười như không nhìn Kiều Viên Viên một cái. Nhà họ Diệp được sửa lại một chút, sàn nhà đã lát gạch. Nghe nói Diệp Phàm đưa bạn gái về ăn Tết, phòng vệ sinh và phòng Diệp Phàm cũng được sửa lại một chút. Đại ca Diệp Cường trong tay có tiền, làm không còn giống với nhà cũ, trên tầng đã trải gỗ toàn bộ sàn nhà. Xe vừa dừng, Diệp Phàm xuống xe, phát hiện, con đường gồ ghề đã cuội trước kia đã được mở rộng và trải bê tông. Đại ca Diệp Cường đã chạy ra, ân cần mở cửa như người hầu nam trẻ tuổi. Em Diệp Tử Y cũng chăm chú nhìn Kiều Viên Viên, kỳ thật, trước kia đã gặp mặt. Đường này ai làm? Diệp Phàm hỏi. Ban đầu anh định lấy chút tiền ra giải, không thể tưởng tượng được ở huyện đã có kế hoạch từ trước. Vì thế, còn di rời đi mấy hộ, từ 3 mét biến thành 6 mét. Giải đến cửa nhà chúng ta. Đường này, hình như giải vì ông Diệp nhà ta. Diệp Cường thản nhiên cười nói, đương nhiên cũng không ngu, biết lãnh đạo huyện Cổ Xuyên muốn nịnh bợ Diệp Phàm. Không thể để người ta thiệt thòi di rời. Diệp Phàm hơi sửng sốt, trong lòng nói hắn thành người nổi tiếng từ khi nào rồi. Không thiệt được, bọn họ đều vô cùng vui vẻ di rời. Nghe nói bí thư huyện ủy Lưu Nhất Vĩ rất quan tâm đến vấn đề giải phóng mặt bằng, cấp trợ cấp cung không ít. Diệp Phàm cười nói. Ôi, Cường tử, về sau phát đạt, có cơ hội về xã nhà mở một cái công ty đi. Cũng nên vì người dân quê làm chút việc, anh xem, hàng xóm láng giềng thật tốt. Diệp Phàm thở dài. Tôi cũng đang tính toán, có cơ hội sẽ trở về đầu tư. Diệp Cường đáp. Thế nào em gái, ánh mắt của anh trai em cũng không tồi chứ. Nhìn thấy em gái còn nhìn Kiều Viên Viên, Diệp Phàm cười nói, xoa xoa đầu em gái. Tuy nhiên bị cô hất ra. Hừ nói. Đừng cả ngày coi em là cô nhóc, em đã lớn. Đầu này anh xoa hỏng rồi làm sao bây giờ? Hừ. Hả, Tử Y nhà chúng ta lớn rồi, ôi, thực sự lớn rồi. Diệp Phàm cười nói, đùa cho mọi người cười vang. Hừ hừ, anh mới biết được, chị dâu quả thật xinh đẹp, so với chị dâu Kiều Long mạnh hơn một chút. Diệp Tử Y trước kia có cùng Kiều Viên Viên đấu võ miệng qua, nhất thời lỡ miệng. Việc này hình như trước kia cãi nhau Diệp Tử Y đã nói nhưng Kiều Viên Viên đã quên. Kiều Viên Viên vừa nghe, để tâm cười hỏi. Em gái, chị dâu Kiều Long là ai? Trước đây anh trai tôi có con dâu nuôi từ bé. Diệp Tử Y nói xấu, Diệp Phàm vừa nghe, mặt tối sầm, vội nói. Đừng nói bậy, như thế nào là con dâu nuôi từ bé? Giờ là thời đại nào rồi, Viên Viên sẽ không bị em lừa đâu. Cũng không nhất định vậy. Diệp Phàm, tuy nhiên không phải con dâu nuôi từ bé thì là bạn gái trước kia có phải không? Kiều Viên Viên vẫn thản nhiên mỉm cười hỏi. Hòa nhã êm thấm, Diệp Phàm biết trong lòng cô không chừng đang đau xót, về việc này con gái đặc biệt so đo, vẻ ngoài hòa khí nhưng phía sau như sư tử Hà Đông giống. Xem ra lại có phiền toái. Lúc đó hiểu lầm, cũng không phải bạn gái. Diệp Phàm nói. Chính là thế. Trước kia chị dâu Kiều Long 2 năm đều ăn Tết ở nhà chúng ta. Ngày đó buổi tối, anh chị còn ở chung phòng. Diệp Tử Y hình như ăn đạn, muốn nêu ra điểm yếu của Diệp Phàm. Cùng ở một chỗ còn nói không phải bạn gái. Giọng Kiều Viên Viên hơi run, quay người nhìn vẻ mặt hơi đắc ý của Kiều Viên Viên một cái, nói. Chuyện đã qua, thôi vậy, anh trai em có mầm mống phong lưu, nói đến bạn gái cũng là thường. Chị dâu không tính toán. Diệp Tử Y cố ý hỏi. Có thể tính toán được sao? Kiều Viên Viên hừ một tiếng. Diệp Phàm đau tai, đứng bên cạnh cười như tú bà. Anh hai, chị hai. Em thứ ba Diệp Tử Kỳ cùng bạn gái Tống Thiến Thiến từ trên tầng chạy xuống, từ xa đã gọi to. Kiều Viên Viên bị đánh từ hai phía, khuôn
khuôn mặt ửng hồng như trái táo chín. Còn không vào nhà làm gì thế, ở bên ngoài ríu rít làm cha các con tức giận. Lúc này mẹ Diệp Phàm Lâm Tú Chi cười mắng. Mấy anh em vào nhà, vừa ngồi xuống đang định uống chén trà, không thể tưởng bên ngoài những người hàng xóm thân thích đi vào. Mọi người vào đều nhìn chằm chằm Kiều Viên Viên. Thật xinh đẹp, ông Lâm, ông thật sự có phúc. Một người lớn tuổi nói, trong phòng lập tức tiến hành đại hội tuyển chọn mỹ nhân dân gian. Âm thanh chật chật không dứt, Kiều Viên Viên ngồi trên ghế rất gò bó. Không lâu sau, bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Cổ Xuyên đến thăm hỏi. Nhà bố mẹ Diệp Phàm nhất thời đông như chảy hôi, một số lãnh đạo địa phương cũng đến đây. Đợi đến bữa cơm chiều, thấy trong phòng nhỏ đầy quà tặng. Thuốc lá, đặc sản miền núi cái gì cũng có. Ăn cơm chiều xong, Diệp Phàm dẫn Kiều Viên Viên đi dạo huyện Cổ Xuyên. Đừng kéo tay em, hừ. Kiều Viên Viên bỏ tay Diệp Phàm ra. Đừng như vậy, Viên Viên, lại như thế nào nữa, chúng ta phải đi gặp sư phụ em, phải thể hiện có đúng hay không? Diệp Phàm cười cười, biết Kiều Viên Viên trong lòng khó chịu. Ngọc Kiều Long sao lại thế này? Em chỉ tò mò bạn gái trước kia của anh như thế nào, không phải đẹp hơn so với em một chút chứ? Kiều Viên Viên cười như không, tuy nhiên trong lòng Diệp Phàm lo lắng, hắn chuẩn bị vẻ mặt đứng đắn nói. Lúc đó là hiểu lầm, cha cô bị Tề Thiên bắt. Diệp Phàm nói tình hình thực tế, tuy nhiên, nhìn vẻ mặt Kiều Viên Viên xem ra cô không thể nào tin nổi những lời này. Anh thật chưa làm gì cô, đến tay cũng chưa cầm, em phải tin anh. Diệp Phàm vẻ mặt chân thật, nói. Có trời mới tin, một nam một nữ ở cùng một phòng, còn ngủ cả đêm, có thể lại không có chuyện gì sao? Anh nói chuyện này không hề ăn tinh miêu sao? Không cầm tay, chắc chắn gạt người. Kiều Viên Viên xoay người. Có trời đất chứng giám, tôi thật sự là bị oan. Lúc đó ngay tại trong phòng chốc lát, Ngọc Kiều Long đến phòng Tử Y ngủ cùng, tình cảm tốt lắm. Diệp Phàm cãi lại, còn thề thốt. Làm chuyện đó cần thời gian bao lâu? Kiều Viên Viên mặt đỏ hừ nói. Diệp Phàm thật sự hết chỗ nói rồi, hai tay rõ ràng không giải thích. Dù sao cũng là thừa thãi, không nói nữa. Chương 1436, mộng cũ sum họp. Không nói ra được có phải không, trong lòng có quỷ chính là anh. Kiều Viên Viên hừ nói. Em muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế, vả lại, anh không thẹn với lương tâm không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Diệp Phàm hừ nói. Hừ hừ, buổi tối em ngủ với anh, nếu anh có thể thành thật cả đêm, em sẽ tin. Kiều Viên Viên đột nhiên nảy sinh ý đồ độc ác. Diệp Phàm vừa nghe trong đầu nghĩ nhanh, một cô gái xinh tươi nằm bên cạnh chính mình, không thể ăn, đây chính là lỗi lớn. Hắn có chút do dự, hỏi. Có phải nằm cùng giường mà ngủ? Đương nhiên. Kiều Viên Viên miệng cứng rắn, mắt cũng không nháy lấy một cái. Tuy nhiên, khuôn mặt thì ửng hồng toàn bộ. Mẹ nó, phụ nữ ác độc hơn đàn ông, những lời này thật đúng. Diệp Phàm thầm thở dài trong lòng một tiếng. Ha ha. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, vẻ mặt đáng khinh. Hừ. Kiều Viên Viên lườm Diệp Phàm một cái. Không lâu sau, hai người đến ngôi miếu đổ nát phía sau núi. Sư phụ, sư phụ. Kiều Viên Viên gọi to từ xa, giống như tinh linh chạy nhảy từ xa đến ngôi miếu đổ nát. Là Viên Viên. Từ trong ngôi miếu đổ nát truyền đến giọng một phụ nữ, không lâu bà đi ra. Diệp Phàm phát hiện, Tô Lưu Phương vừa rồi xem chừng là ngồi trước ngôi một vô danh kia. Nghe tiếng gọi mới đứng lên, cô đã không mặc đạo bào, mặc một bộ váy màu đen, có vẻ trang nhã, hào phóng. Người này tuy đã bốn mươi mấy nhưng chắc là do rèn luyện nhiều năm trong am, làn da vẫn giữ được khá tốt. Khuôn mặt cũng không già, nhìn qua không khác gì phụ nữ 30 tuổi. Đứa nhỏ này, Kiều Viên Viên giống như một con thỏ bị thương, nhào vào lòng Tô cô nương, không ngờ khóc lên. Tô Lưu Phương nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Kiều Viên Viên, nhẹ giọng an ủi. Nhìn Diệp Phàm một cái, cười gật đầu nói. Nhìn xem, con đã sắp có chồng rồi còn khóc nhè, không sợ bị Diệp Phàm cười sao? Con không lấy chồng, không lấy chồng phiền phức này. Kiều Viên Viên nói ẩn ý đến người khác, làm Diệp Phàm đứng bên cạnh thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Thực không lấy chồng. Tô Lưu Phương cười cười. Không lấy chồng, là không lấy chồng. Tuy nhiên, những lời này Kiều Viên Viên nói thật khẽ, dường như không đủ sức. Tốt lắm, tu hành cùng sư phụ vậy. Tô cô nương cười nói.
việc này. Kiều Viên Viên không dám lên tiếng. Thấy không, có chồng cái là quên hết rồi, ha ha. Tô cô nương mỉm cười. Hắn bắt nạt đồ đệ, sư phụ dạy hắn một chút. Kiều Viên Viên hừ nói. Ta có thể nhưng đánh không lại hắn, muốn giáo huấn hắn cũng phải Phương Thành trở về mới được. Ôi, Phương Thành, không biết y ở nơi nào. Vẻ mặt Tô Lưu Phương có chút đau buồn. Sư phụ, đệ tử làm cho sư phụ đau lòng, không nói nữa, đợi sư bá Phương Thành trở về. Kiều Viên Viên đứng đắn lên. Sư mẫu, không biết sư phụ đi đâu, sư mẫu chắc đoán được. Nếu có khả năng, chúng ta phân công nhau đi tìm. Diệp Phàm hỏi. Tô Lưu Phương mặt đỏ lên, xem chừng là do chữ sư mẫu gây ra. Tuy nhiên, Tô cô nương cũng không ngăn cản, thản nhiên nói. Mấy ngày này tôi đã suy nghĩ đến các nơi, tuy nhiên, hình như đều không có khả năng. Lúc ấy tôi cùng Phương Thành rớt xuống hồ ở Thái Hồ. Chúng tôi đều nghĩ người kia chết, bên ngoài tôi đã tìm y nhiều năm, thuận đường còn nhận Viên Viên làm đồ đệ. Phương Thành còn lập nấm mồ này, y không biết tin tức của tôi, có lẽ, y nản lòng thoái chí, tôi sợ hắn thực sự sẽ tìm điện thờ cả đời. Nhiều năm như vậy, y không về nhà họ Phí ở Bắc Kinh có thể thấy được ít manh mối. Tuy nhiên, với tính cách của y, nếu y là sư phụ của cậu, y chắc chắn sẽ trở về nói vài câu vĩnh biệt với cậu rồi mới vĩnh viễn biến mất. Sư phụ, lúc đó hai nhà Phí Tô hình như có chút hiểu lầm, rốt cuộc sao lại thế này, có thể nói cho đệ tử hay không? Diệp Phàm vẻ mặt cung kính, mời Tô Lưu Phương ngồi rồi hỏi. Ôi đều là chuyện cũ năm xưa, việc này tôi không muốn bàn lại. Nếu thật sự cậu muốn hỏi, đến hỏi người nhà họ Phí đi. Tô Lưu Phương không chịu nói, Diệp Phàm đành không hỏi nữa. Xem ra, ân oán hai nhà Tô Phí khó có thể hòa giải. Nghe nói nhà họ Tô là nhà quyền quý ở Bắc Kinh, chuyên chú phát triển kinh doanh. Là một trong những đại đầu sỏ nổi tiếng Bắc Kinh, nghe nói tài sản không dưới 10 tỷ. Hàn huyên một hồi, Diệp Phàm mời Tô Lưu Phương về nhà mình ăn Tết. Tuy nhiên, bị Tô cô nương kiên quyết từ chối, cô nói không muốn rời khỏi nơi này một phút nào, sợ Phương Thành trở về không có ai ở đây. Mà khiến Diệp Phàm mất mát chính là Kiều Viên Viên nói phải ở lại cùng sư phụ, Diệp Phàm đành phải như người đơn độc trở về, bảo người chuẩn bị rượu thịt thức ăn tự mình mang đến miếu. Buổi sáng đầu tháng 3, Diệp Phàm lái xe đến đập nước Thiên Thủy, hắn muốn thăm mẹ nuôi. Kiều Viên Viên vẫn ở trong miếu cùng sư phụ. Nói là ban đầu cùng Diệp Phàm về Thủy Châu lo việc tạ tốn. Đáng lẽ sẽ lãng mạn, không thể tưởng được kết quả như thế, Kiều Viên Viên mỗi ngày ở cùng sư phụ, Diệp Phàm đến miếu ngay trước mặt Tô Lưu Phương cũng không thể thân mật cùng Kiều Viên Viên, hắn rất buồn bực. Mấy giờ chạy xe, xe tới thị trấn Lâm Tuyền. Nhìn sự thay đổi của thị trấn Lâm Tuyền, trong đầu Diệp Phàm xúc động hàng nghìn hàng vạn lần. Dừng xe một bên, ra khỏi xe, thấy so với trước kia. Toàn bộ thị trấn Lâm Tuyền ước chừng mở rộng gấp 5 lần. Nói là thay đổi lớn cũng không đủ. Mặt đường, cửa hàng nào cũng không kém hơn thị xã, đẳng cấp cũng không thấp. Tuy nhiên, khiến Diệp Phàm thật sự buồn chính là, trên đường người đến người đi, không ngờ không ai nhận ra hắn chính là người sáng lập ra khu kinh tế Lâm Tuyền. Xem ra, vài năm trôi qua, người ở đây có lẽ đã quên mất hắn. Còn nhỏ rời nhà già trở lại, giọng nói quê hương không đổi, tóc đã bạc. Cháu gặp không nhận ra, cười hỏi khách đến chơi. Trong lòng Diệp Phàm thản nhiên nhắc đến mấy câu này. Xuân Hương Tửu Lầu vì Tết cũng không tiếp tục kinh doanh. Ban ngày Diệp Phàm ngại gõ cửa, gọi điện thoại cho Phạm Cương hỏi điện thoại Phạm Xuân Hương. Không lâu trong điện thoại truyền đến một người có chút run sợ, giọng phụ nữ quen thuộc vang lên. Là anh sao? Là anh, đang đứng trước cửa hàng em. Diệp Phàm cũng có chút sầu não, hai người từ biệt vài năm. Cũng chưa từng gặp mặt. Anh từ từ, em xuống dưới mở cửa, anh từ đâu đến đây? Phạm Xuân Hương nói. Ừ. Diệp Phàm trong lòng lo lắng, Xuân Hương vẫn suy nghĩ vì hắn. Ước chừng đợi đến 10 phút, cửa nhỏ mới mở két một tiếng. Phạm Xuân Hương vẫn đầy đặn như vậy, mái tóc đen búi một cách tự nhiên trên đầu, rơi xuống một vài sợi tóc nhỏ. Trên mặt cũng không lưu lại dấu vết của thời gian. Hơn nữa, người có vẻ càng chín chắn, có chút thú vị. Kỳ thật, Phạm Xuân Hương cũng không già, mới 27-28 thôi. Đối với phụ nữ mà nói, lúc này mới là đang độ chín. Diệp Phàm, thật sự là anh. Phạm Xuân Hương thì thào như đang mơ. Xuân Hương,
Diệp Phàm lập tức vào cửa, ôm chặt lấy Phạm Xuân Hương. Hai người quên hết mọi thứ, nụ hôn gắn chặt, không biết trời đất là gì. Tiếng thở vang lên. Lên tầng. Phạm Xuân Hương nói. Đăng đăng vài bước đã lên đến tầng. Hai người đổ ập lên giường, quần áo, váy vóc bay đi, lỗ mang, mềm mại, hơi thở quyện thành một khúc ca. Đặc biệt bộ ngực Phạm Xuân Hương lớn vô cùng, bàn tay to của Diệp Phàm nắm chặt khó có thể nắm chắc toàn bộ, cảm xúc và lực đàn hồi đều là khá mê người. Tiến công mãnh liệt công kích, là lúc các tầng nếp nhăn cảm thấy được người đàn ông tạm thời quên hết mọi việc, âm thanh tuyệt vời kia người ta nghe thấy phun huyết, như một tổ khúc. Hết sức triền miên. Xuân Hương, em vẫn như thế. Diệp Phàm cười nói. Anh vài năm chưa đến đây. Phạm Xuân Hương nhẹ nhàng nằm lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng có chút xúc động, sờ sơ chỗ kiêu ngạo kia khuyên nhủ. Em cũng không còn tít tuổi nữa, phụ nữ qua 30 tìm người sẽ khó. Tìm được người thích hợp thì gả đi. Xuân Hương rất hạnh phúc, chỉ cần anh có thể ngẫu nhiên đến chỗ em là đủ. Dù sao ầm cũng đã đưa một cô bé về nuôi, có người chăm sóc khi tuổi già. Người đời coi thường em mệnh bạch hổ, nói em mệnh sát chồng. Những người đàn ông vừa muốn chiếm được em thuận lợi, lại sợ chịu trách nhiệm, chỉ có anh không thế, anh không sợ em khắc. Hơn nữa, nơi này hết thảy đều là anh cấp cho Xuân Hương. Chính là toàn bộ gia đình của em trai, bọn họ đều là anh giúp đỡ. Lãnh đạo Sở An ninh Quốc gia rất tin tưởng Phạm Cương, đó là nể mặt anh. Em gái cũng tốt nghiệp, nó muốn ở Thủy Châu. Hết thảy việc này, Xuân Hương còn có gì không thỏa mãn? Xuân Hương xúc động nói. Cô ấy muốn làm chỗ nào? Diệp Phàm hỏi. Anh xem có chỗ nào sắp xếp cho nó là được. Ban đầu việc này em không muốn phiền anh, chính Phạm Cương cũng có thể có cách. Tuy nhiên, nếu anh đã hỏi, em nói. Xuân Hương là người thông minh. Chờ sau khi anh trở về xem, sang năm bảo cô ấy tới tìm anh, tôi hỏi cô rồi nói sau. Diệp Phàm nói, nhìn Phạm Xuân Hương liếc mắt một cái, hỏi. Anh đi rồi không ai tìm em gây phiền toái chứ? Không có, người nào đuôi mù dám đến quán rượu của em gây rối lý như chắc chắn đánh gãy chân của bọn họ. Tuyên Thạch hiện tại là ông chủ của công ty lớn, mỗi lần mời khách ở Lâm Tuyền đều phải mang đến chỗ tôi. Hơn nữa bảo mấy anh em Lý Ngưu và Nhất Bang quan tâm đến quán của em. Doanh thu cũng không tệ lắm, một năm không dưới 10 vạn, em rất hài lòng. Phạm Xuân Hương vẻ mặt hạnh phúc nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Phạm Xuân Hương liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Tuyên Thạch biết quan hệ của hai chúng ta? Việc này em không rõ lắm, tuy nhiên, có lẽ đoán được chút gì. Phạm Xuân Hương nói. Không việc gì, biết chỉ biết, Tuyên Thạch là bạn bè thật sự, không sợ y biết. Diệp Phàm cười cười, cũng không yên tâm. Tuy nhiên, mấy ngày trước em thấy nhị nha tử trên đường vội vội vàng vàng. Em hỏi y cũng không đáp, sao em ép mới nói nhà mẹ nuôi xảy ra chuyện. Rốt cuộc chuyện gì y không nói, nói là mẹ nuôi nói không được truyền ra ngoài. Việc này, có lẽ rất lớn. Phạm Xuân Hương nói. Cái gì, nhà mẹ nuôi anh xảy ra chuyện. Diệp Phàm trong lòng đau xót, nghĩ đến mẹ nuôi cô đơn ở đập nước Thiên Thủy. Hắn cuối cùng không nằm được, vội vàng mặc quần áo lái xe đi thẳng đến đập nước Thiên Thủy. Đường hiện giờ rất rộng, đi rất tốt, tuy nhiên xe cũng nhiều lên. Rốt cuộc thấy tòa nhà cũ bên cạnh đập nước Thiên Thủy, sau khi dừng xe lại, Diệp Phàm bước về hướng cũ. Chương 1437, nhà họ Diệp xảy ra chuyện lớn. Khi nhìn thấy một bóng dáng già nua, cô độc, mặc một bộ quần áo vải hoa, lúc này đang cầm theo một thùng thức ăn heo, cùng một cái muôi đi về phía chuồng lợn cho lợn ăn, Diệp Phàm cảm giác ấm áp, tầm mắt có chút mơ màng. Bên cạnh nhà cũ có chỗ đất trống, mẹ nuôi Diệp Kim Liên xây một chuồng lợn, nuôi một con lợn. Tuy nói hắn cho bà tiền, nhưng bà đều tiếc không dùng. Mặc kệ Diệp Phàm khuyên như thế nào, đến bây giờ vẫn nuôi lợn, như bà nói, bà không ngồi yên, nhàn sẽ sinh bệnh. Mẹ nuôi. Giọng Diệp Phàm hơi nghẹn ngào, từ xa gọi. Có phải là, Diệp Phàm, thật sự là Diệp Phàm. Thình thịch một tiếng, cái môi trên tay Diệp Kim Liên thả vào thùng. Bà xoay người lại thấy Diệp Phàm, môi run run, vẫn lẩm bẩm nói. Thật sự là Diệp Phàm, con đã đến rồi, đã trở lại. Là Diệp Phàm, mẹ nuôi Diệp Phàm đã trở lại, mẹ nuôi. Diệp Phàm chạy về phía Diệp Kim Liên,
hắn phát hiện, trong mắt mẹ nuôi tất cả đều là nước. Diệp Phàm, ô ô. Diệp Kim Liên cuối cùng không chịu nổi cái gì, khóc giống lên, thân hình gầy gò như lá héo trong gió ngã xuống. Diệp Phàm vội vàng phi lại đỡ mẹ nuôi, hô. Mẹ nuôi, rốt cuộc sao lại thế này, Diệp Phàm đã trở lại, mẹ nói đi. Diệp Kim Liên khóc thật lâu mới ngừng lại được, lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, trở về là tốt rồi, để mẹ lấy nước cho con rửa mặt. Đi vào nhà thấy nhị nha tử đang trẻ củi. Mẹ nuôi, mẹ nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Phàm hiện tại là lãnh đạo lớn, có thể giúp mẹ nuôi hết giận. Người nào cũng không thể ức hiếp mẹ nuôi. Vẻ mặt Diệp Phàm dứt khoát nói. Mẹ nuôi thật sự không có việc gì, chỉ là gần đây có chút mệt mỏi, con đã đến thì tốt rồi. Diệp Kim Kiên miệng đóng thật sự nhanh, Diệp Phàm thấy nhị nha tử nhìn trộm mình, còn trừng mắt nhìn. Nhị nha tử, còn không nói ra, chẳng lẽ thật sự muốn mẹ nuôi khổ sở sao? Diệp Phàm giống một tiếng, nhị nha tử sợ tới mức giật mình, búa rơi xuống đất. Miệng nói, gì nói ra đi, vừa rồi anh Diệp nói, anh ấy hiện tại là lãnh đạo lớn, chúng ta không sợ đám quan quân giám này. Nói bậy bạ gì đó nhị nha tử. Diệp Kim Liên hừ nói, nhị nha tử không dám hé răng nữa. Có phải là Diệp Hào có vấn đề, mẹ nuôi, mẹ nói mau. Trong hệ thống quân đội con có rất nhiều bạn bè, chắc chắn có thể giúp đỡ. Diệp Phàm vội vàng nói. Diệp Hào là đại ca của Diệp Nhược Mộng, Diệp Phàm đến đập nước Thiên Thủy khi y đã đi lính. Diệp Phàm chưa thấy qua y. Thực không có việc gì, Diệp Phàm để mẹ lấy nước cho con gột rửa. Diệp Kim Liên đúng là kín miệng, Diệp Phàm biết rằng mẹ nuôi sợ liên lụy đến hắn. Mẹ nuôi, quân đội trừng phạt quân nhân phạm tội rất nghiêm khắc, đôi khi nghiêm trọng còn bí mật bắn chết không để cho người nhà biết. Qua ít nhất 2 năm mới có thể thông báo một tiếng, gọi mẹ đi lĩnh cho cốt. Hơn nữa, chuyện gì mẹ cũng không thể hỏi. Nếu Diệp Hào thật sự là có một chút sai nhỏ bị người ta oan uổng thì đến lúc đó quá muộn. Diệp Phàm cố ý nói. Ban đầu muốn lấy là giấy chứng nhận ban quân vụ bộ tổng tham mưu. Tuy nhiên, Diệp Phàm lo lắng, mẹ nuôi căn bản là không biết phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu là lãnh đạo dạng gì. Cho nên, rõ ràng không được. Quả nhiên, Diệp Kim Liên sợ tới mức chân mềm nhũn ngồi xuống. Diệp Phàm vội vàng chạy lại đỡ, chính nhị nha tử đều sợ tới mức khóc kêu lên. Anh Phàm, vậy anh còn không nhanh đi cưới anh Diệp Hào, nếu không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chậm. Đó là bị làm sao bây giờ? Dù sao mọi người cũng phải nói rõ mọi chuyện, nếu không, tôi sao có thể ra tay cứu người, mau nói đi. Diệp Phàm hừ nói. Mau, mau, nhị nha tử, đem lá thư này đưa tới tay Diệp Phàm. Diệp Kim Liên. Chỉ chốc lát sau, nhị nha tử chạy như bay lên tầng lấy một phong thư đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm, con xem trước. Diệp Kim Liên run rẩy nói. Tin là do anh trai của nhị nha tử Ngô Đồng gửi đến, y làm lính tình nguyện tập đoàn quan 36 quân khu Lan Tây. Nói là Diệp Hào ở sư đoàn 15 cơ khí hóa bộ binh, năm trước đã thăng chức đại đội trưởng. Không biết vì sao, tháng 1 o năm trước quân khu tổ chức diễn tập biệt hiệu là Sa Mạc Kiếm Sắc, quân lính của Diệp Hào cũng tham gia diễn tập. Diễn tập xong hoàn toàn không lâu sau cũng không thấy Diệp Phàm, sau Ngô Đồng hỏi thăm nhiều người, mới biết được Diệp Hào không ngờ bị bắt. Tòa án quân sự bí mật thẩm tra xử lý nghe nó bị phán mười mấy năm. Tình huống cụ thể, Ngô Đồng nói y cũng không rõ ràng lắm hiện tại đang hỏi thăm. Tuy nhiên, chức vụ của y rất thấp, căn bản là không nghe được tin tức gì có giá trị. Hơn nữa, bản thân y cũng không được gặp Diệp Hào. Diệp Phàm, mẹ đi chưa gặp được Diệp Hào, làm sao bây giờ, có phải không thật phải bắn chết? Làm sao bây giờ, Nhược Mộng lại đi, hiện tại chỉ còn Diệp Hào. Diệp Kim Liên sắc mặt trắng bệch, toàn nói lời không hay. Mẹ nuôi, vừa rồi con gạt mẹ, tòa án quân sự cũng chú ý chứng cứ, đừng lo lắng, chúng ta lập tức đến quân khu Lan Tây một chuyến. Diệp Phàm khuyên nhủ, đương nhiên nói quá mức thoải mái. Đơn giản là để Diệp Kim Liên yên tâm thôi. Tốt, lập tức đi. Diệp Kim Liên đứng lên tầng chuẩn bị đi. Diệp Phàm gọi điện cho Lý Tuyên Thạch, nhờ y trông coi mọi việc ở nhà cũ. Lý Tuyên Thạch còn chưa về nhà, rất rõ ràng đồng ý. Còn giận Diệp Kim Liên không nói sớm, y cũng muốn đi tuy nhiên Diệp Phàm từ chối. Mang cả mẹ nuôi, nhị nha tử cũng đi theo, Diệp Phàm lái xe thẳng đến Thủy Châu.
trên đường gọi điện thoại cho Kiều Viên Viên, nói dối là có việc gấp về Thủy Châu. Kiều Viên Viên cũng không đa nghi, nói là muốn ở cùng sư phụ vài ngày, bảo Diệp Phàm vội cứ đi trước. Trương Hùng, điều tra tình hình liên quan đến tập đoàn quân 36 quân khu Lan Tây và sư đoàn cơ giới hóa bộ binh 15 cho tôi. Điều tra về một người là đại đội trưởng thượng úy Diệp Hào. Chuyện có liên quan đến y đều điều tra rõ cho tôi. Tuy nhiên, bí mật, không cần kinh động đến bất cứ kẻ nào. Có tin lập tức gọi điện thoại thông báo cho tôi. Diệp Phàm dặn dò tổ trưởng tổ tình bảo tổ đặc nhiệm A Trương Hùng. Diệp Soái, Diệp Hào có phải người thân của anh? Trương Hùng rất quan tâm, vừa nghe nói họ Diệp, liền suy nghĩ như vậy. Là đứa con duy nhất của mẹ nuôi Diệp Kim Liên của tôi, nghe nói vào đại lao. Vài năm trước, con gái mẹ nuôi tôi Diệp Nhược Mộng vì cứu tôi thoát chết ở đập nước Thiên Thủy tôi đã thành một nhà. Nếu Diệp Hào xảy ra cái gì sai, tôi khó an tâm. Diệp Phàm có chút đau lòng nói. Yên tâm, Diệp Soái, tôi lập tức sắp xếp. Trương Hùng trong lòng chấn động, có chút nỏng này. Tới Thủy Châu Tề Thiên đã sớm lấy vé máy bay, cùng Diệp Phàm bay thẳng đến Lan Tây. Vừa mới xuống sân bay, Trương Hùng đã phát tài liệu có liên quan đến đây. Tư lệnh quân khu Lan Tây là Ngô Phi Tùng, quân đoàn trưởng tập đoàn quan 36 là Lôi Trường Thiên. Sư trưởng sư 15 là Đới Lĩnh Cường, chỗ của Diệp Hào là đoàn 1, đoàn trưởng Lý Kiếm, tiểu đoàn trưởng Ngô Duy. Năm trước tòa án quân sự đã thẩm tra xử lý án Diệp Hào, nói là Diệp Hào vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân nhân. Trong cuộc diễn tập sa mạc kiếm sắc sợ chết vi phạm quy định tập luyện, khiến đoàn quân bị tấn công mạnh. May mắn đoàn quân ra sức phản kháng, rốt cục lấy được thắng lợi. Hơn nữa, không có thương vong người nào. Tòa án quân sự phán Diệp Hào 10 năm tù. Điều tra được chỗ nghi không? Diệp Phàm hỏi. Đây chỉ là trên tài liệu, khá bất lợi với Diệp Hào. Nếu không tìm thấy tài liệu thực sự hữu hiệu chứng minh thực tế, muốn lật lại bản án rất khó. Trương Hùng nói trong điện thoại. Có tình hình gì mới bất cứ lúc nào báo cho tôi trước tiên đến tập đoàn quân 36 trước rồi nói. Tôi nghĩ, Diệp Hào hẳn là không ẻo lả như thế. Trong này chắc chắn có cái gì không ai biết, tuy nhiên, trước hết gặp người để biết rõ rồi nói sau. Diệp Phàm nói, sau khi buông điện thoại vẻ mặt nghiêm trọng. Đại ca, Diệp Hào hiện đang ở nhà giam đoàn 16 Hồ Sơn. Chúng ta cứ đến gặp Diệp Hào trước, biết qua một chút tình huống. Sau đó đi đến tập đoàn quân 36 bí mật điều tra. Nếu Diệp Hào bị hãm hại, chắc chắn có người thông tin. Hơn nữa, có thể hãm hại người như thế, người này quả thực là tâm độc thủ độc. Tề Thiên đề nghị nói. Cũng tốt, trước tiên đến nhà giam Hồ Sơn, Diệp Phàm gật gật đầu. Trong chốc lát, Trương Hùng lại gọi điện thoại tới. Nói phó tư lệnh quân khu Lan Tây Khương Chí Hòa là cấp dưới của y đã đến. Diệp Phàm bảo Trương Hùng nói y đến nhà giam Hồ Sơn gặp mặt. Trương Hùng dặn dò. Diệp Soái, Lan Tây là nơi giáp danh biên giới Ấn Độ, và nhiều quốc gia khác. Bên kia các binh đoàn được xây dựng đều rất dũng mãnh. Hơn nữa địa bàn lớn, đều là cánh đồng bát ngát. Các anh phải có vũ khí đi. Yên tâm, lường trước bọn họ không dám đánh lén phó ban quân vụ bộ tổng tham mưu. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Vẫn phải cẩn thận một chút tốt hơn. Để phòng quân nhân cá biệt không có lương tâm, chuyện gì không làm được. Trong tay bọn họ có súng, phòng vẫn tốt hơn, nếu không mang theo nhiều người đi. Diệp Soái, anh còn muốn cứu người, lấy việc cẩn thận trên hết. Tôi ở trong quân đội so với anh nhiều hơn vài năm, có việc, rất khó nói rõ ràng. Trương Hùng đề nghị. Yên tâm, Vương Triều Mã Hán cũng đều đến đây. Đến lúc đó mang cho khẩu súng, tôi cũng muốn xem, trong lãnh thổ nước Cộng Hòa. Có ai dám ám sát không? Diệp Phàm hừ nói. Cẩn thận không thừa, tiền lệ Mã Thượng Chí còn đó. Chó cùng dứt dậu chuyện gì không làm được. Chúng ta tuy nói thân thủ không tồi, nhưng thân xác máu thịt nào có thể đấu lại bom đạn. Ngay cả một cao thủ bắn tỉa súng trường cũng không phải thân thể chúng ta có thể chịu đựng được. Trương Hùng vẫn khuyên nhủ. Yên tâm, ha ha. Diệp Phàm nói xong buông điện thoại, kỳ thật cũng không để ý. Hắn cũng không tin, trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn có quân nhân dám ra tay với mình. Tuy nhiên, chuẩn bị cơ bản cũng không thể thiếu. Trương Hùng nói đúng, cẩn thận không thừa, chuyện Mã Thượng Chí chính là một bài học. Không lâu, Vương Triều và Mã Hán cùng Trần Quân cũng tới rồi. Diệp Phàm để mẹ nuôi ở một thị trấn gần nhà giam Hồ Sơn nhất,
bảo nhị nha tử và Trần Quân ở cùng. 4 giờ sau, Phó Tư lệnh quân khu Lan Tây Thượng tá Khương Chí Hòa vội vàng chạy tới. Khương Chí Hào cao 1m7m8, người cũng không phải đặc biệt khỏe mạnh. Nhưng có khả năng cao, làm cho người ta nhìn thấy tư thế kiên cường của quân nhân. Bí thư Diệp, tổ trưởng Trương bảo tôi tới. Khương Chí Hòa giơ ngón cái ra trước giơ tay ra phía Diệp Phàm. Đây là ám hiệu của thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Đương nhiên, động tác này rất bí mật, người bình thường khó phát hiện. Chương 1438, quyền đập quản lý nhà giam. Đều là người một nhà. Diệp Phàm nhìn Tề Thiên, Vương Triều, Mã Hán một cái, lần lượt giới thiệu với Khương Chí Hòa. Thuận tay lấy tấm thẻ bạch kim ra. Lúc trước Trương Hùng cẩn thận dặn dò Khương Chí Hòa nói phải đối đãi giống như với lãnh đạo, nghe chỉ thị của bí thư Diệp như lãnh đạo. Ám chỉ Khương Chí Hòa và Diệp Phàm cùng là nhân viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Khương Chí Hòa còn tưởng Diệp Phàm so với đội viên chính thức cao hơn một bậc thôi, có lẽ là bạn của Trương Hùng. Không thể tưởng được Khương Chí Hòa đời này chỉ thấy thẻ biểu thị sĩ quan của tổ đặc nhiệm A, chưa thấy qua thẻ bạch kim. Lúc này không ngờ rõ ràng hiện ra trước mắt mình, bởi vì Khương Chí Hòa đã thấy tổ trưởng Trương Hùng cầm thẻ vàng. Chí Hòa ra mắt thủ trưởng, mời thủ trưởng ra chỉ thị. Khương Chí Hòa lập tức quỳ gối xuống đất, hai tay ôm quyền, vẻ mặt kích động mà cung kính nói. Cấp dưới của tổ đặc nhiệm A gặp thượng cấp nghi lễ chính là lễ của võ sĩ cổ đại. Đây là nghi lễ rất long trọng, là một lễ nghi thể hiện cấp dưới rất tôn kính thượng cấp. Bình thường, nói như vậy đều là hành quân lễ. Người này đồng ý dùng loại lễ này, đó là thể hiện y đối với anh tôn kính vô hạn. Miễn, Thượng tá Khương, trước tiên anh kể tỉ mỉ cho chúng tôi tình hình có liên quan đến nhà giam Hồ Sơn. Chúng tôi muốn tranh thủ thời gian đến Hồ Sơn, chậm sinh biến. Diệp Phàm nói, người quản lý nhà giam Hồ Sơn là Trung Thủy Thiếu. Y còn kiêm phó đoàn trưởng đoàn 160. Nhà giam Hồ Sơn là nhà giam rất lớn, hơn nữa, nói như vậy bên trong giam giữ đều là những phạm nhân đặc biệt, có một số phần tử cấp tiến, trung thân. Khương Chí Hòa nói, mặc kệ, đi xem trước. Diệp Phàm khoát tay áo, mấy người lên xe xuất phát. Mặt đường chưa được giải nhựa, đi 2 tiếng hơn mới đến nơi. Người quản lý nhà giam Trung Thủy Thiết Dâu Ria xồm xoàm. Khổ người giống người mù, vừa nhìn hơi giống với vua thời cổ đại. Tuy nhiên, ánh mắt y hơi nhỏ một chút. Nhà giam Hồ Sơn được canh giữ nghiêm ngặt, Phó Tư lệnh Khương trình thẻ công tác, Trung Thủy Thiết tới chỗ người gác cổng, xem qua thẻ công tác sau lại xem chứng minh thư. Về sau, nhìn mấy người Diệp Phàm một cái nói. Mấy vị này là ai? Đều là đồng nghiệp của tôi. Khương Chí Hòa hơi kiêu căng ngạo mạn nói vẻ bất mãn. Bọn họ không thể vào. Nếu muốn vào thì xin mời đưa giấy chứng nhận. Trung Thủy Thiết hừ nói, không nể mặt chút nào. Đây có đủ không? Diệp Phàm nhẹ nhàng lấy ra giấy chứng nhận Phó trưởng Ban quân vụ Bộ Tổng tham mưu. Vương Triều đưa hai tay đỡ lấy giơ ra. Trung Thủy Thiết mở ra xem, lập tức ra mặt giật giật, y hơi do dự một chút, chào theo nghi thức quân đội. Thủ trưởng khỏe, người phụ trách nhà giam Hồ Sơn đoàn 160 quân khu Lan Tây Trung Thủy Thiết xin chỉ thị. Bọn họ đều là theo tôi, nhận chỉ thị của Tổng bộ, chúng tôi muốn vào kiểm tra một chút. Gần đây Tổng bộ phải tổ chức kiểm tra nghiên cứu một chút đối với hệ thống quản lý nhà giam. Diệp Phàm hừ nói, cũng là bày ra. Trưởng ban Diệp mời. Trung Thủy Thiết không dám đề xuất kiểm tra giấy tờ của mấy người Vương Triều, đi trước dẫn đường. Tiếng mở cửa sắt loảng xoảng vang lên, đoàn người Diệp Phàm đi vào nhà giam Hồ Sơn. Đầu tiên đến một phòng khách. Lính cần vụ pha trà. Các cậu ở đây có một người tù tên là Diệp Hào, trước kia là quân nhân. Diệp Phàm hỏi. Tôi lập tức tìm. Sắc mặt Trung Thủy Thiết cứng đờ, tuy nhiên, chỉ thoáng qua, nói. Không lâu sau, có thiếu úy tiến vào báo cáo nói là Diệp Hào ở phòng tù số 308. Sao thế, ở chỗ các anh còn có phòng giam số âm? Diệp Phàm giật mình hỏi. Báo cáo thủ trưng. Phạm nhân này có chút đặc biệt, cho nên ở đó. Thiếu úy cúi chào nói. Đi, đi xem. Diệp Phàm ngẩn ra trong lòng, vung tay lên hừ nói. Trưởng ban Diệp, tôi cho người đưa y lại đây vậy. Trung Thủy Thiết nhíu nhíu mày, vội vàng nói. Không cần, chúng tôi cứ đến đấy một chút. Diệp Phàm hừ nói, hắn phát hiện Trung Thủy Thiết có chút khác thường, có lẽ, phòng 308 còn có chuyện gì đó.
Trung Thủy Thiết nhíu mày, cùng vài người lính dẫn Diệp Phàm nhằm thẳng phòng 308. Phòng gọi là phòng 308 hóa ra là gian phòng sâu dưới lòng đất. Đi xuống có cảm giác từng trận gió tà, mùi vị ẩm mốc ngút trời, mùi bệnh tật ngút trời. Chỗ này sao có thể là chỗ người sống, thối cũng thối đến chết. Diệp Phàm nhíu nhíu mày hỏi. Phía dưới có bao nhiêu người? Không nhiều lắm, 10 người. Nói như vậy, đều là những phạm nhân không bình thường, để những phạm nhân này ở cùng những người bình thường sẽ xúc phạm đến họ. Cho nên, cai ngục không có cách nào, chỉ có thể để dưới này. Trung Thủy Thiết vẻ mặt khó xử nói. Không bình thường là có ý gì? Khương Chí Hòa hỏi. Ví dụ như đặc biệt tàn bạo, không tuân theo quản giáo, có bệnh về thần kinh, ngoan cố không chịu cảm hóa. Trung Thủy Thiết miêu tả sơ lược, hình như đang nói một số việc không tầm thường. Không lâu, tới phòng 308. Mở ra. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Trung Thủy Thiết hừ nói, tức giận ra mặt. Diệp Hào ngồi ngay dưới nền đất cũng không biết tội gì. Loảng xoảng một tiếng, cửa sắt nặng chạy điện mở ra. Bên trong hiện ra mấy người, áo tù nhân bẩn đến nỗi không còn là áo. Hơn nữa, rất rách dưới. Trên người phát ra một mùi hôi khó chịu. Giờ phút này, lúc này Diệp Hào hai chân đều bị khóa, hai tay không ngờ bị trói lên đỉnh đầu. Cả người như một chữ đại. Nghe tiếng động, người này giọng khàn khàn nói. Các anh dùng trọng hình. Diệp Phàm lửa giận bốc lên đầu, quát lên. Đôi mắt ưng mở ra, mơ hồi phát hiện người này có dáng giống mẹ nuôi Diệp Kim Liên, hẳn là Diệp Hào. Chỉ có điều trên mặt rõ ràng có vết roi, hơn nữa, môi còn đang chảy máu chưa lành. Y kêu loạn, hình như là điên rồi, gặp người liền cắn chúng tôi không có cách nào. Lúc này, thiếu úy nhìn Trung Thủy Thiết liếc mắt một cái, rụt cổ đáp. Bởi vì hắn phát hiện sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, hơi sợ hãi. Bốp, một cái tát tai, thiếu úy cảm giác bị quăng cả người ra xa hơn 3 mét. Đâm vào bốn người lính phía sau đều lảo đảo. Cậu làm gì? Trung Thủy Thiết không ngờ quát to, đánh tới chỗ Diệp Phàm. Phía sau không ngờ vang lên tiếng súng nổ, Diệp Phàm liếc nhìn lại phát hiện mấy tên cấp dưới của Trung Thủy Thiết không ngờ rút súng. Làm gì, đây là pháp luật gì mẹ ơi? Diệp Phàm tức giận cực kỳ, đau lòng cực độ. Nhược Mộng trước khi chết hy vọng hắn có thể quan tâm người nhà của cô, không thể tưởng tượng được Diệp Hào gặp bất công như vậy. Hắn cuối cùng không kìm nổi, kêu mẹ ơi pháp luật gì? Một cước đá tới, thình thịch một tiếng, quản lý nhà giam Trung Thủy Thiết bị Diệp Phàm đá một cái thẳng tắp vào nền đá của phòng giam. Máu trên đầu lập tức chảy ra, cả người cuộn lại giống như con tôm bị nướng. Vẻ mặt vô cùng đau khổ, một cước của Diệp Phàm dùng hai phần khí lực, cơ thể Trung Thủy Thiết có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Bọn họ muốn cướp ngục. Trung Thủy Thiết hét to một tiếng, y lúc đau đớn này còn chưa quên đổ tội lên đầu mấy người Diệp Phàm. Bốp một tiếng nữa vang lên. Không đợi Diệp Phàm ra lệnh, Khương Chí Hòa, Tề Thiên Vương Triều đều ra tay. Một trận quyền cước đấm đá, bảy tay lính dưới tay Trung Thủy Thiết để bị đá lăn lộn dưới đất, súng bên hông chưa kịp rút đã bị mấy người Tề Thiên đoạt mất. Ô ô ô, tiếng cảnh báo ở nhà giam vang lên chói tai, một âm thanh hỗn độn qua đi, lập tức 20 người lính cầm súng trường hùng dũng đi xuống, toàn bộ hung ác nhìn chằm chằm đoàn người Diệp Phàm. Nhìn tư thế của bọn họ, thân thủ phỏng chừng cũng không thấp, hơn nữa, phỏng chừng trong đó chắc chắn có người đã từng giết người. Buông súng, tôi là phó tư lệnh quân khu Lan Tây, trưởng ban Diệp là ban quân vụ bộ tổng tham mưu xuống người dưới kiểm tra công tác, muốn kiểm tra một chút. Trung Thủy Thiết phạm thượng tấn công trưởng ban Diệp, y đã bị bắt. Lúc này Khương Chí Hòa rất điềm tĩnh, đưa ra thẻ công tác hướng về nhóm binh linh quát lớn. Gọi lãnh đạo của các anh lên đây. Diệp Phàm một cước đá Trung Thủy Thiết vào góc phòng, Tề Thiên bước lên trước một bước, súng kề vào đều Trung Thủy Thiết quát. Còn không buông súng, bố làm đầu y nở hoa, các anh tin không? Lúc này mặt Tề Thiên thật sự dữ tợn, giống như một ác ma. Đừng nổ súng. Tôi là phó quản lý nhà giam Dương Xuân Hoa, có chuyện từ từ nói. Lúc này một thượng tá chen chúc đi lên, hô lớn. Khốn khiếp, có gan thì nổ súng bắn chết bố, Xuân Hoa, bắn toàn bộ đám người này, bọn họ là giả mạo, muốn cướp ngục. Tôi vì nước mà chết, chết có ý nghĩa. Trung Thủy Thiết miệng giật giật, hô hớn. Không ngờ dũng cảm 10 phần tự nhân y là lão đại ở đây. Mấy người Diệp Phàm có bay lên trời cũng không ra khỏi nhà giam Hồ Sơn. Im miệng, anh sống không có kiên nhẫn có phải không?
Tề Thiên bạt tai một cái, Trung Thủy Thiết thiếu chút nữa méo miệng, hình như răng cửa rớt ra hai cái. Máu chắc chắn chảy. Anh cho là tôi không dám bắn anh có phải không? Diệp Phàm nhìn Trung Thủy Thiết một cái, lạnh lùng hừ nói. Có gan thì nổ súng. Trung Thủy Thiết hô, không ngờ cứng rắn cãi lại. Bùm. Một tiếng súng vang lên, mọi người đều nghĩ Trung Thủy Thiết vỡ đầu. Dương Xuân Hoa hoảng qua hô lớn. Đừng. Về sau mọi người nhìn phát hiện Tề Thiên bắn xuống đất. Súng này, kém hơn hẳn với súng báo săn của ông đây, không phải là hóa nước chứ. Tề Thiên nhún vai, rất thản nhiên. Tuy nhiên, mọi người quay đầu nhìn Trung Thủy Thiết phát hiện đúng quần hình như có một mùi khó chịu toát ra. Xem chừng là tiểu gia quần, xem ra thớ thể cường tráng của y là giả vờ. Đứng trước cái chết, không có mấy hảo hán thật sự. Anh đi lên. Diệp Phàm chỉ vào Dương Xuân Hoa nói. Anh xem, giấy chứng nhận này giả sao? Diệp Phàm đưa giấy chứng nhận ném lên cái bàn cũ đen ở phòng giam. Dương Xuân Hoa từ từ đi lên, toát mồ hôi chán. Ngẫm nghĩ một chút, nói. Trưởng ban Diệp, việc này lớn một chút, tôi không làm chủ được, phải báo cáo thủ trưởng một chú. Xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm hừ nói. Chương 1439, đùa giỡn. Hai bên giằng co nhau một giờ, Vương Triều đã phóng xuống chỗ Diệp Hào, vừa kiểm tra vừa mắng. Đúng là độc, vết roi cũng chưa đi mới lại chồng lên rồi. Hình như roi còn qua xử lý ngâm với nước ớt, quả thực không dám tưởng tượng, Diệp Hào chẳng lẽ tội lỗi đầy mình. Gọi quân y lên đây. Mắt Diệp Phàm đầy giận dữ nói. Không lâu sau hai quân y đến, băng bó cho Diệp Hào và Trung Thủy Thiết một chút. Tình hình Diệp Hào thế nào? Diệp Phàm hỏi. Một người quân y nói. Xương cốt không biết thế nào, tuy nhiên, da bị tổn thương rất nghiêm trọng. Xem ra phải nằm an dưỡng trên giường mấy tháng mới có thể hồi phục lại. Mấy giờ sau, sư trưởng sư 15 tập đoàn quân 36 đới lĩnh Cương Hùng Dũng đến chỗ Diệp Hào, đoàn trưởng đoàn 1 Lý Kiếm, tiểu đoàn trưởng Ngô Duy cũng vội vàng chạy đến. Tư lệnh Khương, đường khá xa, đã tới chậm, rất xin lỗi. Đới lĩnh Cương nhìn mọi người một cái, đầu tiên chào hỏi Khương Chí Hòa. Sư trưởng đới, trước tiên cho người rút lui, làm lớn như vậy ảnh hưởng không tốt. Khương Chí Hòa nhíu mày nói. Tuy nhiên, đới lĩnh Cường không hé răng, mà đoàn trưởng Lý Kiếm cũng trợn mắt, nhìn Trung Thủy Thiết có chút thảm một cái, nói. Tư lệnh Khương, chúng tôi tin tưởng anh cũng không phải là có thể tin tưởng đồng chí khác. Có người này người khác như thế nào lại đánh bị thương quản lý nhà họ Trung không nói lại còn đánh bị thương nhiều đồng chí khác. Hơn nữa, còn muốn cướp ngục, đây là nhà giam Hồ Sơn, không phải cái chợ. Theo pháp luật chỗ chúng tôi bắn họ cũng là bình thường. Vị này chính là phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu Diệp Phàm. Khương Chí Hòa giới thiệu. Phải không? Đới lĩnh Cường giọng kéo dài, như nói qua lỗ mũi. Nếu sư trưởng đới có nghi ngờ, Tề Thiên mang giấy chứng nhận cho bọn họ xem một cái. Diệp Phàm động lòng, cảm thấy sư trưởng đới biểu hiện có chút kỳ lạ. Về lý thuyết bọn họ quen phó tư lệnh Khương, tư lệnh Khương đã giới thiệu, chính hắn tốt xấu cũng là lãnh đạo của đới lĩnh Cường, là cấp trên từ trên xuống. Đới lĩnh Cường không nên tỏ thái độ này, trong này phải có gì đó liên quan đến Diệp Hào. Không cần, nếu tư lệnh Khương giới thiệu, chúng tôi tạm thời tin tưởng thân phận của anh. Đới lĩnh Cường khoát tay áo, cũng không có một chút cung kính, liếc nhìn mấy người một cái, hừ nói. Tuy nhiên, chính thủ trưởng phạm pháp chúng tôi cũng có thể bắt. Đây là nhà giam Hồ Sơn của quân khu Lan Tây, là nơi giam giữ phạm nhân trọng tội. Trưởng ban Diệp, nếu hôm nay anh không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, vậy mời ở lại, tổng bộ đến nói sau. Anh nói thế có ý gì? Diệp Phàm nhướng mày lên, lạnh lùng hừ nói. Nói vậy trưởng ban Diệp hiểu ý tôi rồi chứ? Sư trưởng đới không chút nể nang nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nếu chúng tôi phải đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Vậy xem thử xem nhà giam Hồ Sơn chúng tôi có phải là tường đồng vách sắt. Thái độ của sư trưởng đới cứng rắn, mạnh mẽ. Tư lệnh Khương đứng bên cạnh nhíu mày, vội vàng nói. Sư trưởng đới, trưởng ban Diệp xuống đây kiểm tra. Phát hiện nhà giam Hồ Sơn đối xử với phạm nhân rất vô nhân đạo. Diệp Hào từng là cấp dưới của anh, sao có thể dùng trọng hình riêng? Công ước quốc tế đều có quy ước đối đãi tù binh tốt, huống chi Diệp Hào từng là cấp dưới của các anh. Đây là thuộc về mâu thuẫn nội bộ,
chẳng lẽ đây là quy định của nhà giam Hồ Sơn sao? Mà đồng chí Trung Thủy Thiết không tuân theo chỉ thị của lãnh đạo, còn muốn hành hung, chẳng lẽ đây là truyền thống vinh quang của các anh sao? Tư lệnh Khương, chúng tôi nghe lại không giống thế. Đầu tiên là vị phó trưởng ban vào đẩy mắng chửi người khác, còn ra tay tát một cái. Sau đó, quản lý Trung thấy cấp dưới bị đánh, cho rằng phó trưởng ban Diệp là người giả mạo cướp ngục. Thế sao giống lãnh đạo, bạo ngược, cũng quá kiêu căng. Lý Kiếm Hử nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, còn nói thêm. Đối với lãnh đạo như thế này, không cần cũng không sao. Huống chi, tư lệnh Khương là lính của quân khu Lan Tây. Lời của Lý Kiếm có thể nói là thầm chỉ trích Khương Chí Hòa ăn cây táo, rào cây sung. Đoàn trưởng Lý, dù sao lãnh đạo ban xuống dưới kiểm tra công tác. Nhà giam Hồ Sơn vi phạm quy định như thế, thậm chí có thể nói đã đề cấp đến việc hành vi phạm tội với phạm nhân. Lãnh đạo phê bình giáo huấn một chút cũng không được sao. Huống chi, Trung Thủy Thiết giọng nói kiêu ngạo, bất kính với lãnh đạo. Còn ngông cuồng công kích lãnh đạo, chẳng lẽ lãnh đạo không thể ngăn cản cấp dưới, quả thực là loạn. Sư trưởng đới, tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ ràng, không được hồ đồ. Khương Chí Hòa nhăn mặt, nói xong, suy nghĩ đối sách. Sau khi biết thân phận Diệp Phàm xong, trong lòng y khá nóng nảy. Nếu Diệp Phàm ở đây bị tổn thương một chút, phỏng chừng đem nhà giam Hồ Sơn và toàn bộ quân đoàn nhổ tận gốc cũng không thể ngăn nổi tức giận ngút trời của tổ đặc nhiệm A. Rất xin lỗi, việc này chúng tôi phải báo cáo lên lãnh đạo tập đoàn quân một chút. Không có bọn họ đến, các anh không thể rời nhà giam Hồ Sơn một bước. Nếu các anh cứ nhất quyết đi thì sư đoàn 15 chúng tôi đều là những người đàn ông mạnh mẽ. Sư trưởng đới giọng điệu cứng rắn mạnh mẽ, không chút nhượng bộ. Con mẹ nó, anh tính cái rắm. Vương Triều nổi giận, bước một bước lớn, sư trưởng đới đột nhiên cảm giác trước mắt có một bóng người. Không đợi y phản ứng, bụp một tiếng, đới lĩnh Cương đã bị Vương Triều bí mật nện xuống. Muốn làm gì, mau thả sư trưởng đới. Đám quan quân Hồ Sơn gầm rú, toàn bộ súng tự động đều hướng vào đám người Diệp Phàm. Các anh muốn tặng sư trưởng đới thì nổ súng đi. Vương Triều giơ chân đá sư trưởng đới một cước, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng. Tôi nghi ngờ sư trưởng đới lĩnh Cường âm mưu phạm thượng làm loạn. Thượng tá Tề Thiên báo cáo lãnh đạo tối cao của báo săn Thủy Châu một chút tình hình. Việc này, lập tức báo cáo cấp trên. Sư đoàn 15 tôi thấy phải chấn chỉnh lại một chút. Một sư đoàn hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy của lãnh đạo, còn có thể vì nước Cộng Hòa mà ra sức gì. Diệp Phàm nhìn đới lĩnh Cương liếc mắt một cái, lạnh lùng hừ nói. Vừa nghe vài chữ báo săn Thủy Châu, vài quan quân biết chi tiết báo săn toàn bộ không khỏi rút lui về sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tề Thiên. Trong đó có một đại tá khá bình tĩnh chen lên, vội vàng nói. Trưởng ban Diệp, tôi là quân lính của sư đoàn 15. Mọi người có chuyện gì từ từ nói, có việc từ từ thương lượng. Một chút việc nhỏ, sao phải náo động lên trên có phải không? Được, tôi muốn xem lãnh đạo tập đoàn quân 36 nói như thế nào. Diệp Phàm khoát tay áo thản nhiên rút một điếu thuốc. Một giờ sau, tiếng phi cơ gầm rú trên đầu nhà giam Hồ Sơn. Quân đoàn trưởng quân đoàn 36 Lôi Trường Thiên ngồi trực thăng vội vàng đến đây. Bên kia Tề Thiên đã đưa Diệp Hào ra góc nhỏ giọng hỏi. Khôn lâu, Tề Thiên đem một quyển sổ đặt trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cẩn thận cầm lấy, lập tức nổi trận lôi đình. Theo Diệp Hào nói, lần diễn tập quân sự, bốn sư đều có binh lính tham gia diễn tập quân sự, trong đó 12 sư đoàn không phải bộ đội của tập đoàn quan 36. Làn ở tập đoàn quân 38 quân khu Lan Tây. Diễn tập tiến hành khá thuận lợi, tuy nhiên, khi tiến hành một nửa, Diệp Hào dẫn trinh sát liên tiếp đến sư thông tấn báo cáo về tình hình khu A thứ 8 trận địa trinh sát. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Hào cùng đại đội hơn 10 người tinh anh đi lên. Không thể tưởng tượng được khu A thứ 8 trận địa không ngờ có chôn mìn thật. Đây là địa bàn sát biên cương vốn là khu mìn, sau đã được gỡ nhưng cũng không sắp xếp điều tra rõ. Chỉ huy diễn tập cũng biết điểm này, vì phòng ngừa có nổ gây thương vong đội viên diễn tập. Cho nên, nghiêm cấm bất cứ một đội ngũ diễn tập nào tiến vào đây. Mấy người Diệp Hào cũng không biết tình hình thực tế của cấp trên, bọn họ hoàn toàn dựa theo lệnh của người chỉ huy sư đoàn tiến vào khu A số thứ 8. Không may, thật sự va phải một quả mìn ẩn nấp rất sâu, nổ làm bị thương ba người lính. Diệp Hào được nhân viên cứu về đến đại đội,
sau nghe nói sư đoàn mình diễn tập thắng lợi và không có thương tổn một binh lính hoặc quan quân nào. Sư trưởng Lý mang về một giấy chứng nhận sáng chói và tiền thưởng. Thảm thương chính là ba người nhân viên dưới của mình trở thành người tàn phế, Lý Thực và Trương Minh cắt một chân, Vương Kinh Văn cắt một bàn tay. Bọn họ xuất ngũ. Nửa tháng sau, Diệp Hào có việc đi qua nhà Vương Kinh Văn tiện mua hai bình rượu và chút thuốc bổ đến thăm nhà bạn cũ. Diệp Hào trong lòng hổ thẹn, không thể tưởng tượng được Vương Kinh Văn nhìn thấy Diệp Hào mắng y lòng lang dạ sói. Sau đó mới biết, Lý Thực và Trương Minh cùng Vương Kinh Văn cũng không được hưởng chế độ quân nhân bị thương. Quân đội lúc đó trợ cấp mỗi người 2 vạn đồng rồi đuổi bọn họ đi. Tuy nói cầm trong tay chứng nhận bị thương nhưng nào có dùng được cái gì. Hiện tại có ai, đơn vị nào tình nguyện tuyển người tàn phế. Hơn nữa, theo Vương Kinh Văn nói, lúc đó ba người cùng đi tìm tiểu đoàn trưởng, đoàn trương, đến sư trưởng cùng đã tìm. Còn bị bắt vài ngày, cuối cùng đoàn trưởng Lý Kiếm còn uy hiếp nói mấy người y vi phạm quy định diễn tập, theo quy định phải ra tòa án quân sự. Sư trưởng đới cũng phải xin hộ ba người họ, nếu thực sự không biết tốt xấu, sẽ đưa họ ra tòa án quân sự điều tra. Lúc đó Lý Thực và Trương Minh vừa nghe đã sợ, không dám la lối nữa. Mà Vương Kinh Văn một mình đơn độc khó chống đỡ, trên đường định lên tập đoàn quân, mới đến nửa đường đã bị người đánh bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Vương Kinh Văn không dám đi tìm ai nữa, biết là có người cố ý làm, cho nên ba người lĩnh 2 vạn đồng trở về. Diệp Hào tính tình bướng bỉnh vẫn muốn lấy lại công bằng cho ba người họ. Kết quả thành ra thế này. Quân đoàn trưởng tập đoàn quân 36 Lôi Trường Thiên cũng không cao to lực lưỡng như tưởng tượng của Diệp Phàm, mà vóc dáng rong ròng. Sắc mặt cũng khác trắng, nhìn qua hào hoa phong nhã không giống quân nhân. Ngược lại như quân nhân văn phòng. Y một lát đến tầng hầm, thấy nhóm quân nhân súng vác vai, đạn lên nòng, lập tức nghiêm mặt hừ nói. Còn không tránh ra cho tôi, dám dùng súng chỉ vào thủ trưởng, muốn tạo phản có phải không, cút ra đi. Các quan quân binh lính đều chào theo nghi thức quân đội, không lâu toàn bộ rút lui. Lôi Trường Thiên nhìn Diệp Phàm một cái, lập tức giơ tay tiến lên hô. Trưởng ban Diệp, khi nào xuống đây cũng không lên tiếng, Trường Thiên cũng không sắp xếp tốt.